MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tin có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Triệt Phá Tiên Ma tập 25. Đa tạ U Vương tương trợ. Minh Vương hướng phía U Vương ôm quyền cảm tạ. Sở thị nhân tài tàn lụi, có thể giúp một cái là một cái a, chỉ là chuyến này không có phí công đi. Nhượng bổn vương kiến thức đến ngươi Minh Vương phủ anh kiệt, quả nhiên là một cái so một cái yêu nghiệt, đợi một thời gian, nói không chừng ta bộ xương già này còn muốn dựa vào ngươi Minh Vương phủ. U Vương khẽ mỉm cười nói. U Vương khách khí, kính xin rời bước, uống một chén. Minh Vương khẽ khom người, cung kính nói. Án bối phận đến nói, U Vương vẫn còn Minh Vương phía trên, coi như là Minh Vương trưởng bối. Không được, thời cuộc hỗn loạn, thời buổi rối loạn, bổn vương phải nhanh một chút trở về U Vương phủ tỏa chấn, cáo từ. Liền ôm quyền, U Vương thân ảnh, đã biến mất vô tung. Lục Ngôn, ngươi thật là để cho tất cả người ở đây kinh hãi. Sở Thiên Kiêu bước đi đến, ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt, vẫn là mang theo vẻ kinh ngạc. Còn phải đa tạ Minh Vương phía trước ban thưởng hồn tinh, mới khiến cho Lục Ngôn có thể thời gian ngắn tu vi trở lên một tầng lầu. Lục Ngôn khách khi nói, nhưng cùng trước kia so sánh với, thái độ trên đã nhiều một chút không ti không lên tiếng. Minh Vương không có cảm thấy có bất kỳ không ổn. Lục Ngôn phía trước một trận chiến, triển lộ ra thực lực, đã đầy đủ kinh người, tuy nhiên kích sát Trác Khôn Sinh, là có đánh lén thành phần, nhưng nếu thực lực không mạnh, nhiều nhất chỉ có thể thương Trác Khôn Sinh, mà giết không được Trác Khôn Sinh. Có thể sát Trác Khôn Sinh, đủ để đã chứng minh Lục Ngôn thực lực, đã đi vào thiên hạ chí cường liệt kê. Ngươi nhanh như vậy, liền luyện hóa những cái kia hồn tinh. Sở Thiên Kiêu kinh ngạc. Ân, linh hồn của ta đặc thù, ở trong chứa dị tượng, có thể nhanh chóng luyện hóa hồn tinh. Lục Ngôn nói. Minh Vương cùng Sở Thiên Kiêu, chỉ có thể biểu thị hâm mộ, linh hồn như thế, cổ kim hiếm thấy. Xem hai người biết rõ Lục Ngôn vẫn là giết một tôn Bạch Hổ Thánh Vương thời điểm, rất nhiều khiếp sợ, đồng thời có chút nghĩ mà sợ. Bọn hắn đánh giá thấp Kiếm Vô Cực đám muốn sát quyết tâm của bọn hắn. Cho rằng mời đến một vị U Vương, đầy đủ trấn áp tràng diện. Lần này, nếu như không có Lục Ngôn, bọn hắn nguy hiểm. Hai người liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu. Lục Ngôn, ngươi tiêu hao rất lớn, đi về nghỉ trước, trận chiến này, ngươi lập được thao thiên chiến công, bổn vương định sẽ không bạc đãi ngươi. Minh Vương nghiêm túc nói. Chờ một chốc, Lục Ngôn thân hình lóe lên, nên rời đi trước, hắn đương nhiên là đi lấy chiến lợi phẩm của hắn. Bạch Hổ Thánh Vương cùng Trác Khôn Sinh tu di giới tử túi, cũng không thể lãng phí. Còn có Thiên Khuyết Kiếm. Mặt khác, hắn còn có Tam Chi Diệt Ma Tiễn cũng rơi vào các nơi, muốn thu hồi lại. Linh thức tản ra, rất nhanh Tam Chi Diệt Ma Tiễn liền đã bay trở về, hai người cao thủ tu di giới tử túi, cũng toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Theo sau cùng Minh Vương cùng Sở Thiên Kiêu cáo từ, trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Minh Vương Phủ, phòng nghị sự. Minh Vương, Sở Thiên Kiêu, còn có Sở Long, cùng Minh Vương mặt khác mấy vị nhi tử, đều tại. Lúc này, Sở Long đám, trong đầu vẫn như cú quanh quẩn hình ảnh vừa rồi đại chiến, thật khó quên. Lục Ngôn, lại có thể giết một vị trí cường giả, cái này để bọn hắn nghi đang ở trong mộng. Đặc biệt là Sở Hầu, âm thầm may mắn phía trước không có nhằm vào Lục Ngôn, nếu không. Lục Ngôn, không chỉ có là giết một cái Trác Khôn Sinh, linh giáo Bạch Hổ Thánh Vương, cũng tham dự một trận chiến này, lấy linh hồn chi lực đánh lén Lục Ngôn, lại bị Lục Ngôn phản diệt nguyên thần. Minh Vương mở miệng. Cái gì? Sở Long đám, hít sâu một hơi, sững sờ ngay tại chỗ. Minh Vương không có tiếp tục mở miệng, cho mọi người tiêu hóa thời gian. Một lát sau, Minh Vương mới tiếp tục nói, lần này khẩn cấp gọi các ngươi đến đây, chính là tìm các ngươi thương lượng, ta Minh Vương phủ, về sau, làm như thế nào đối đãi Lục Ngôn, lấy thân phận gì, đối đãi Lục Ngôn. Sở Long, ngươi cùng Lục Ngôn quan hệ tốt nhất, nên là đối với hắn hiểu rõ nhất, ngươi nói trước đi nói. Không nghĩ tới ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Sở Long tâm lý thở dài. Lục Ngôn, đã nhập thiên hạ chí cường. Đương kim thiên hạ chí cường, cái nào không phải một phương bá chủ, cái nào sẽ đành phải người khác phía dưới. Ngoại trừ sinh ra đồng tộc, hoặc là đồng tông. Chẳng hạn như Cơ Thị, liền có hai vị chí cường. Chẳng hạn như Minh Vương cùng Sở Thiên Kiêu. Nhưng Lục Ngôn, cùng Minh Vương Phủ, cũng không có như thế thân mật quan hệ, về sau, còn sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh bởi Minh Vương Phủ sao? Phụ Vương, Lục Ngôn làm người, ta còn là hiểu rõ, vô cùng có nguyên tắc, có ân báo ân, có
có cừu báo thù, trọng tình trọng nghĩa, Ta Minh Vương phủ đợi hắn không tệ, chắc hẳn sẽ không cùng Ta Minh Vương phủ là địch. Sở Long thành thật trả lời, sẽ không cùng Ta Minh Vương phủ là địch. Minh Vương cân nhắc một câu nói kia, đã minh bạch Sở Long ý tứ. Lục Ngôn, không phải cái loại này phục tùng dưới người khác tính cách, sẽ không cùng Minh Vương phủ là địch, nhưng ngày sau, chưa chắc sẽ lại nghe lệnh bởi Minh Vương phủ. Thiên Kiêu, ngươi thấy thế nào? Minh Vương vừa nhìn về phía Sở Thiên Kiêu. Lục Ngôn, ngút trời kỳ tài, nhân vật như vậy, quyết không thể cùng hắn là địch, bây giờ, chúng ta đã không có năng lực trói buộc hắn, thay vì như thế, không bằng cùng hắn kết minh. Sở Thiên Kiêu nói, a à, nói một chút coi. Minh Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ Sở Thiên Kiêu ý nghĩ, cùng hắn không mưu mà hợp. Lĩnh Đông sáu quận, chỗ Huyền Châu, mà Huyền Châu lại tới gần Cẩm Châu, không bằng chúng ta phái binh, ủng hộ Lục Ngôn, đánh hạ Cẩm Châu, trở thành một phương chư hầu, lại cùng chúng ta kết minh, như thế, quan hệ mới có thể lâu dài vững chắc. Sở Thiên Kiêu nói, Phụ Vương, ta cũng ủng hộ nhị ca ý kiến. Sở Long nói, các ngươi đâu? Minh Vương ánh mắt, vừa nhìn về phía cái khác mấy cái nhi tử. Ta ủng hộ, ta cũng ủng hộ nhị ca. Mấy người khác, cũng dồn dập mở miệng. Đơn độc một cái Cẩm Châu, còn chưa đủ thành ý, chung quy Lĩnh Đông sáu quận, là Lục Ngôn căn, như vậy, chúng ta phái binh, trợ giúp hắn đánh hạ Cẩm Châu, lại đem Thánh Huyền Tông trước kia cương vực cùng Lĩnh Đông sáu quận, cùng nhau đưa cho hắn. Minh Vương bổ sung nói, nửa khối Huyền Châu cùng nhau đưa tặng. Người khác đều thất kinh. Cái này đủ lớn khí. Đây chính là đã bao hàm một cái tứ cấp huyết địa mạch, còn có 5-6 đầu tam cấp huyết địa mạch a. Không muốn không nỡ bỏ, bây giờ chắc Khôn Sinh vẫn lạc, Thiên Khuyết Tông lại liên tục tổn thất nhiều vị cao thủ, thực lực đại tổn, Thiên Khuyết Tông cương vực, chúng ta dễ như trở bàn tay. Nhưng thế lực khác, chưa chắc sẽ yên tâm chúng ta kiêu ngạo, nếu là có thể liên hợp Lục Ngôn, tin tưởng, không có gì thế lực dám ra đây ngăn cản. Minh Vương nói xong, cuối cùng đánh nhịp, không người có ý kiến. Rất nhanh, mọi người tản đi, chỉ còn lại có Minh Vương cùng Sở Thiên Kiêu. Phụ Vương, lần này Linh Giáo tổn thất một vị Thánh Vương, có hay không trả thù, Linh Giáo Âm Nguyệt Thánh Sứ, đều đã bước vào Nguyên Thần Thất Chuyển, giáo chủ của bọn hắn, có hay không Nguyên Thần Bát Chuyển. Sở Thiên Kiêu đạo, trong ánh mắt, mang theo một tia sầu lo. Minh Vương trầm tư một chút, nói hơn 2000 năm trước kia, đại cổ những năm cuối thời kỳ, Linh Giáo giáo chủ, đích xác là Nguyên Thần Bát Chuyển hợp đạo cấp độ nhân vật. Nhưng năm đó cùng đại cổ hoàng triều hợp đạo cường giả một trận chiến, lọt vào trọng thương, từ đây không xuất đầu lộ diện. Nếu như đương kim Linh Giáo giáo chủ, vẫn là năm đó một vị kia, vậy khẳng định là hợp đạo cấp độ, nếu như không phải, liền không hẳn. Nhưng là không phải, bây giờ Linh Giáo giáo chủ, thực lực định không có hợp đạo cấp độ, nếu có, ngươi cho rằng, lấy Linh Giáo tác phong, còn cần cất giấu, đã sớm tịch quyển thiên hạ rồi. Ta phía trước một mực phái người săn giết võ linh. Một cái đúng là tuân theo tổ huấn, một cái khác, không phải là không muốn thăm dò Linh Giáo ý tứ, nhưng Linh Giáo một mực không có đại động tĩnh, đủ để nói rõ, thực lực của bọn hắn cũng không có mạnh như vậy, xa không bằng 2000 năm phía trước. Sở dĩ, không cần sợ Linh Giáo trả thù. Phụ Vương bày mưu nghĩ kế, hài nhi không bằng, Sở Thiên Kiêu thán phục. Lục Ngôn chỗ ở, phòng luyện công. Lục Ngôn kỳ thật không có gì tổn thương, luyện hóa mấy khối hồn tinh phía sau. Liền đã sinh khí dồi dào, khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó, không thể chờ đợi được xuất ra hai cái tu di giới từ túi kiểm kê đứng lên. Đầu tiên, là Trác Khôn Sinh đấy. Chỉ là, Lục Ngôn rất nhanh liền lộ ra vẻ thất vọng. Trác Khôn Sinh tu di giới từ trong túi, bảo vật cũng không nhiều. Võ phiếu, ngược lại có hơn 300 vạn. Ngoài trừ võ phiếu chi ngoại, cái khác vật có giá trị, cực ít. Liền vài món linh bảo. Còn có số ít tiên cốt, mấy khối ma cốt. Đã liền hồn tinh, cũng chỉ có chừng trăm khối. Hồn tinh ít, cũng bình thường, chắc Khôn Sinh này thường tu luyện cũng muốn luyện hóa hồn tinh. Đến mức thần cấp võ học, một quyển cũng không có, chắc hẳn đều lưu tại Thiên Khuyết Tông, không có mang ở trên người. Thật là nghèo kiết xác, chắc Khôn Sinh, oan uổng ngươi vẫn là nhất tông chi chủ, lẫn vào thành như vậy. Lục Ngôn tức giận bất bình. Hắn phỏng đoán, Trác Khôn Sinh lần trước bị Sở Thiên Kiêu cùng Minh Vương đánh bể nhục thân, vì khôi phục nhục thân, tiêu hao quá nhiều tài nguyên, bằng không thì một phương bá chủ, làm sao cũng không nên nghèo thành như vậy. Đón lấy, Lục Ngôn lại mở ra Bạch Hổ Thánh Vương tu di giới từ túi. Rất nhanh, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Bạch Hổ Thánh Vương không để cho hắn thất vọng. Tu di giới từ túi tài nguyên, so Trác Khôn Sinh, phong phú nhiều lắm. Võ phiếu,
Từ không cần nhiều lời, so chắc khôn sinh đã nhiều gấp bội, còn có đủ loại quý hiếm bảo vật. Chẳng hạn như, có thể làm cho chân thân suy biến thiên địa kỳ chân, liền phát hiện 3 loại, tổng cộng ngũ kiện. Còn có hơn 50 khối tiên cốt, chỉnh tề. Mặt khác quy tắc chi kim, đều có 2 khối. Như vậy, Lục Ngôn trên tay, đã có 6 khối quy tắc chi kim. Những thứ khác, như linh bảo, thần binh đám đều có không ít. Có thể nói là đại thu hoạch. Thôn phệ. Lục Ngôn trực tiếp lấy ra mấy khối tiên cốt, cho đạo thư thôn phệ hấp thu, dùng đến để thăng Diêm La kim thân. Sau đó, một thanh chiến kiếm, ra hiện trong tay hắn. Đúng là Trác Khôn sinh thiên khuyết kiếm. Chân kình dũng mãnh vào, bắt đầu luyện hóa. Nhưng rất nhanh Lục Ngôn liền phát hiện, thiên khuyết kiếm rất khó luyện hóa, bên trong ẩn chứa pha tạp, hỗn tạp tinh thần ý chí. Hắn phỏng đoán, coi như là hao hết lao lực luyện hóa phía sau, cũng khó có thể phát huy ra xứng đáng uy lực. Loại này tông môn chấn tông chi bảo, chỉ có cai tông người, chiếm được linh bảo bên trong tinh thần ý chí nhận thức, luyện hóa phía sau, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Khó trách Minh Vương chiếm được Thánh Huyền Tông Thánh Huyền Tháp, cũng không có lấy ra dùng. Đoán chừng là không thuận tay, còn không bằng bản thân nuôi dưỡng linh bảo. Ngày thứ hai, Sở Long tìm được Lục Ngôn, cáo chi Minh Vương quyết định. Xuất binh giúp ta đánh hạ Cẩm Châu, sau đó đem nửa khối Huyền Châu đưa cho ta. Lục Ngôn sau khi nghe được có chút ngạc nhiên. Thật lớn thủ bút. Cái này chính là thực lực mang đến biến hóa sao? Lục Ngôn lại một lần nữa đối với thực lực vi tôn đã có càng sâu nhận thức. Nhưng loại chuyện tốt này, Lục Ngôn làm sao có thể cự tuyệt? Lúc này gật đầu đồng ý. Lục Ngôn, lần này phụ vương mệnh ta vì soái, thống 10 vạn đại quân, tùy ngươi xuất chinh, ngươi mau chóng trở về lĩnh đông, điểm binh xuất chiến, thế nào? Sở Long nói. Được. Ta đây liền tại Ma Lĩnh Sơn Mạch chi ngoại, chờ đợi thống lĩnh. Lục Ngôn nói. Lục Ngôn cùng Tả Vân, lập tức trở về lĩnh đông, bắt đầu điều động binh mã. Đồng thời, hắn cầm trên tay một chút thiên địa kỳ chân, cho Văn Uyên cùng Quan Sơn, nhượng hai người an tâm tại lĩnh đông bế quan, mượn nhờ thiên địa kỳ chân đột phá, không có nhượng hai người tham gia một trận chiến này. Trận chiến này, chủ lực vẫn là Minh Vương Phủ, lấy Quan Sơn cùng Văn Uyên thực lực. Mặc dù đi tham chiến, cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Tại hải ngoại hòn đảo phía trên, Lục Ngôn đạt được nhiều gốc linh dược, trong đó không thiếu thiên địa kỳ chân, lại đang Bạch Hổ Thánh Vương chỗ đó chiếm được ngũ kiện thiên địa kỳ chân, những thứ này cộng lại, đủ để cho Văn Uyên cùng Quan Sơn, tăng lên tới chân thân thất luyện. Mấy ngày sau, Lục Ngôn điều tập 1 vạn tinh nhuệ võ quân, lần lượt thông qua Ma Lĩnh Sơn Mạch thông đạo, đi ra phía ngoài, cắm trại đóng quân, chờ đợi Sở Long đại quân đến đây tụ hợp. Linh giáo tổng bộ, một gian ánh sáng u ám mật thất dưới đất. Mật thất phía trên, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khôi ngô, thân thể của hắn, dường như có thể hấp thu ánh sáng, để vốn là hôn ám mật thất quang mang càng thêm ảm đạm, hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh cụ thể tướng mạo. Cái này đạo thân ảnh, chính là linh giáo giáo chủ. Âm Nguyệt Thánh Sứ đứng ở hơn 10 thước ngoài, chính hướng linh giáo giáo chủ bẩm báo Minh Vương Phủ một trận chiến tình huống. Bạch Hổ Thánh Vương, lại có thể chết rồi, bị người nào giết chết? Linh giáo giáo chủ thanh âm vang lên, thanh âm đạm mạc, yên ổn, nghe không ra chút nào cảm tình sắc thái. Vô cùng có khả năng là cái kia Lục Ngôn, bởi vì Bạch Hổ Thánh Vương nhiệm vụ, chính là tìm được trước Lục Ngôn, lấy Bạch Hổ phệ thần diệt sát Lục Ngôn linh hồn, lại đi giúp chúng ta, không nghĩ tới, hắn im hơi lặng tiếng chết rồi, mà Lục Ngôn lại sinh khí dồi dào, vẫn là giết Trác Khôn Sinh. Âm Nguyệt Thánh Sứ khom người bẩm báo, theo sau lại nói, giáo chủ, Minh Vương Phủ thực lực bành trướng quá nhanh. Sở Thiên Kiêu vô cùng có khả năng bước vào nguyên thần thất chuyển, mà cái kia Lục Ngôn, càng là đáng sợ, ứng nhanh chóng diệt trừ, có muốn hay không ta giáo đem hết toàn lực, trước diệt sát Minh Vương Phủ. Ngươi là muốn cho bổn tọa tự mình ra tay. Linh giáo giáo chủ thanh âm truyền ra. Giáo chủ tu vi thông thiên, nếu là tự mình ra tay, nhất định đơn giản đạp bằng Minh Vương Phủ, diệt sát Sở Thiên Minh Sở Thiên Kiêu cùng cái kia Lục Ngôn. Âm Nguyệt Thánh Sứ nói. Linh giáo giáo chủ rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, nói, bây giờ đại cục, đã tiến nhập giai đoạn sau cùng, mà Sở Thiên Minh, vì Sở Thị huyết mạch, lấy hắn tính cách, đối với chúng ta thôi động một bước cuối cùng rất hữu dụng, còn sống, khả năng so chết đối với chúng ta càng hữu dụng. Đến mức Sở Thiên Kiêu cùng Lục Ngôn, đừng lo, không phải nói bọn hắn bước vào nguyên thần thất chuyển, coi như là bước vào nguyên thần bát chuyển, vậy thì như thế nào, chờ đại cục một thành, sát bọn hắn, dễ dàng. Minh Vương Phủ bên kia, tạm thời không cần phải xen vào. Ta còn có vài món sự tình muốn ngươi đi làm. Phân phó tốt phía sau, Âm Nguyệt Thánh Sứ khom người lui ra. Âm Nguyệt Thánh Sứ sau khi rời khỏi,
Mật thất ánh sáng, bỗng nhiên sáng lên, linh giáo giáo chủ hình dáng, cũng hoàn toàn hiện ra. Đây là một cái trung niên nam tử, sắc mặt rất yếu ớt, tại lồng ngực của hắn, có một cái huyết trường ấn, đâm thủng ngực mà quá, thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra, ở trên ẩn chứa đáng sợ quy tắc chi lực, không ngừng gặm nhấm linh giáo giáo chủ sinh mệnh lực, lấy linh giáo giáo chủ đáng sợ khôi phục lực lượng, cũng khó khăn lấy chữa trị cái này miệng vết thương. Hơn 2.000 năm rồi, vạn thị, rất tốt, chờ đại cục một thành, điểm ấy thương thế, tính không là cái gì, cái thế giới này, chung quy là bổn tọa đấy, bổn tọa lấy thế giới này làm căn cơ, thần công đại thành, liền có thể trở lại khởi nguyên. Khàn khàn thanh âm, dần dần thấp chìm xuống. Thiên hạ, không có tường nào gió không lọt qua được. Tại yên lặng mấy ngày sau, Minh Vương phủ kinh thế một trận chiến tin tức, lấy như cơn lốc tốc độ, hướng phía đại sở các nơi lan tràn ra ngoài, đưa tới sóng to gió lớn. Trác Khôn Sinh, chết rồi. Một vị thiên hạ chí cường, chết rồi. Đây là bảo tạc tính chất tin tức. Thiên hạ chí cường, thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại có đủ loại át chủ bài bảo mệnh, trừ phi thọ nguyên khô kiệt vẫn lạc, bị người khác giết chết tình huống, cực ít phát sinh. Kể từ 190 năm trước, thế giới tiền trang ban bố thiên hạ chí cường bảng phía sau, đây là lần thứ hai có chí cường vẫn lạc. Mấu chốt là, Trác Khôn Sinh, cũng không phải là từ tại cái khác chí cường trong tay, mà là bị một cái không có danh tiếng gì người giết chết. Lục Ngôn. Rất nhiều người sau khi nghe được một mặt đoán bức. Lục Ngôn là ai? Chưa từng nghe nói. Xem theo sau càng cụ thể tin tức truyền ra, nhượng tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Lục Ngôn, lại có thể chỉ là Minh Vương Phủ một người tướng quân, quật khởi mới mười mấy năm, tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều người sau khi nghe được phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Một cái Minh Vương Phủ dưới trướng, không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, có thể sát Trác Khôn Sinh. Nghe nói, ngày đó một trận chiến, tham chiến cao thủ nhiều đến 7-8 vị, đều là chí cường cấp bậc, ta cảm thấy đến, rất có thể là Trác Khôn Sinh cùng Minh Vương U Vương đám đại chiến ở bên trong, gặp phải trọng thương, mới bị cái kia Lục Ngôn đánh lén, tiến tới đánh chết. Có người phỏng đoán. Cái này phỏng đoán, đạt được rất lớn một nhóm người nhận thức. Đương nhiên, có bộ phận người cho rằng, không thể nào đơn giản như vậy. Bởi vì ngày đó một trận chiến, Minh Vương phủ cao thủ số lượng, rõ ràng ở vào yếu thế, há có dư lực trọng thương Trác Khôn Sinh. Coi như là lui một vạn bước, Trác Khôn Sinh thật trước đó bị đả thương nặng, nhưng bị trọng thương chí cường, liền tốt như vậy sát. Rất nhiều người yên lặng đem Lục Ngôn danh tiếng, ghi ở trong lòng, để vào trong hàng ngũ không thể đắc tội. Còn có 10 năm, thế giới tiền trang muốn lần nữa ban bố thiên hạ chí cường bảng, lần này, không biết có bao nhiêu người muốn ngã xuống chí cường bảng, lại có bao nhiêu khuôn mặt mới sẽ bước lên chí cường bảng. Cái này 190 năm qua, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu như là cỗ sao chổi quật khởi, 10 năm sau chí cường bảng, chỉ sợ muốn thay máu. Đúng vậy, sóng lớn đào xa, có ít người muốn theo không kịp thời đại, giống như Trác Khôn Sinh, coi như là bất tử, 10 năm sau sợ rằng cũng phải thi rớt. Cái kia Lục Ngôn, có thể bước lên chí cường bảng sao? Khó nói, liền nhìn hắn kích sát Trác Khôn Sinh, có phải hay không dựa vào thật tài thực liệu. Cẩm Châu, Phương Thị phủ chủ. Làm sao có thể? Vạn Độc bà nghe được tin tức phía sau khiếp sợ tột đỉnh. Hải ngoại hòn đảo một trận chiến phía sau hắn liền suy đoán, Kiếm Vô Cực cùng Trác Khôn Sinh, định sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ mời cường giả, vây giết Sở Thiên Kiêu cùng Minh Vương. Nàng một mực phái người chú ý, chờ tin tức tốt. Chỉ cần Minh Vương cùng Sở Thiên Kiêu vừa chết, nàng liền có thể xua quân xuống phía nam, đem Huyền Châu cướp lấy tới trong tay. Không nghĩ tới, lại chờ đến như vậy tin tức. Trác Khôn Sinh vừa chết, Minh Vương phủ xung quanh đã không có cản trở, Sở Thiên Minh chắc chắn đối ngoại khuếch trương, ta Phương Thị đứng mũi chịu sào, làm sao bây giờ? Vạn Độc bà mặt mo vặn vẹo, giống như ác quỷ. Báo. Đúng lúc này, có người vội vàng mà đến. Lão Tổ Tông, thám tử báo lại, ngày gần đây Minh Vương phủ nhiều lần điều động võ quân, đặc biệt là Huyền Châu võ quân, đang tại hội tụ, hình như có ý bắc thượng. Một gã hộ vệ bẩm báo. Nhanh như vậy. Vạn Độc bà vừa trừng mắt, tâm lý càng thêm nôn nóng. Không được, không có khả năng ngồi chờ chết. Nửa ngày phía sau, Vạn Độc bà dần dần tỉnh táo lại, viết liền nhau thập mấy phong thơ. Người tới. Vạn Độc bà hét lớn. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh. Đem những thứ này tin, phân biệt đưa cho Thánh Vũ Tông, Cơ Thị, Thiên Kiếm Tông, Cửu U Tông, Trương Thị, Đông Phương Thị. Vạn Độc bà đem thập mấy phong thơ, phân biệt giao cho mười mấy người.
Những thứ này tin, là cầu viện tin. Vạn Độc bà trong thư ký càng phân tích Minh Vương Phủ quật khởi lợi hại quan hệ, Minh Vương Phủ thực lực quá mức khủng bố, bây giờ đã có ba vị thiên hạ chí cường chiến lực, sẽ càn quét chung quanh các đại chư hầu. Phương Thị bị diệt phía sau, Minh Vương Phủ mục tiêu kế tiếp nhất định là Thiên Khuyết Tông, sau đó là Đông Phương Thị, Thiên Kiếm Tông. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập toàn bộ châu binh lực, hội tụ Minh Độc Sơn bên ngoài, nghiêm thêm phòng thủ, mặt khác, cho ta phong tỏa Minh Độc Sơn, tại Minh Vương Phủ lui binh phía trước, Minh Độc Sơn, chỉ chuẩn ra, không cho phép tiến. Vạn Độc bà hạ lệnh. Làm như thế, là sợ Minh Vương Phủ cao thủ, dịch dung cải trang, lẫn vào Minh Độc Sơn, từ bên trong công kích. Hết thầy bố trí ổn thỏa, Vạn Độc bà tâm mới an tâm một chút, tiếp xuống, chính là đã chờ đợi. Lục Ngôn xuất lĩnh đại quân, tại Ma Lĩnh Sơn ngoài chờ 7 ngày, liền chứng kiến Sở Long xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp mà đến. Trong đó, ngoại trừ Sở Long vị này cao thủ đứng đầu chi ngoại, mặt khác còn có 6 vị nguyên thần cảnh cao thủ. Đến mức chân thân cảnh, số lượng liền càng nhiều. Hai quân đi hợp thành, tổng cộng 11 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, hướng bắc mà đi. Thống lĩnh, Phương Thị thực lực thế nào, có bao nhiêu nguyên thần cảnh cao thủ? Lục Ngôn hỏi. Phương Thị có 10 vạn tinh nhuệ võ quân, nếu như cộng thêm một chút một lần phá hạn hai lần phá hạn đấy, triệu tập 20 vạn đại quân không đáng kể, mà nguyên thần của bọn hắn cảnh cao thủ, tổng cộng có 14 người. Sở Long nói, 14 vị nguyên thần, so Thánh Huyền Tông cường không ít a. Lục Ngôn nói, không nhất định. Sở Long lắc đầu, nói chỉ nhìn một cách đơn thuần nguyên thần số lượng, Thánh Huyền Tông đích xác không bằng Phương Thị, nhưng luận tấn công khó khăn, Thánh Huyền Sơn so Minh Độc Sơn càng khó tấn công. Thánh Huyền Tông, trung quy tồn thế mấy nghìn năm, các thời kỳ nguyên thần không dứt, mấy nghìn năm xuống, nguyên thần cấp bậc luyện thi số lượng rất nhiều, mà lại hộ sơn trận pháp trải qua hơn nghìn năm không ngừng hoàn thiện gia trì, trở nên cực vì cường đại, mặt khác còn có Thánh Huyền Tháp cái kia chờ chấn tông chi bảo. Nhưng Phương Thị, thành lập mới 600 năm, chân chính quật khởi, vẫn là 500 năm trước Bát Vương chi loạn, nhượng Phương Thị thừa cơ chiếm giữ Cẩm Châu, nhưng năm 600 năm lịch sử, sinh ra nguyên thần cảnh thọ nguyên còn chưa khô kiệt đâu rồi. Sở dĩ Phương Thị luyện thi cực ít, không đủ gây sợ. Mà lại hộ sơn đại trận không mạnh, lại không có Thánh Huyền Tháp cái loại này chấn tộc chi bảo, nói tóm lại, so Thánh Huyền Tông lại càng dễ tấn công. Thống lĩnh một lời, Lục Ngôn hiểu ra. Lục Ngôn nói, trầm ngâm một chút, Lục Ngôn lại nói, thống lĩnh, Phương Thị biết rõ chúng ta xua quân bắc thượng, chỉ sợ sẽ vứt bỏ sơn mà chạy, Phương Thị sở trường dụng độc, nếu là bị bọn hắn chạy, phía sau tùy thời trả thù, hậu hoạn vô tận. Ta ý định đi đầu một bước, đi đến Minh Độc Sơn nhìn chằm chằm vào, hành quân chiến tranh một chuyện, liền làm phiền thống lĩnh rồi. Lục tướng quân, ngươi suy tính rất chu đáo, Phương Thị người nếu là trả thù, đích xác hậu hoạn thật lớn, yên tâm, đại quân liền giao cho ta, chúng ta tại Minh Độc Sơn tụ hợp. Sở Long nói, Lục Ngôn dặn dò thủ hạ mấy vị tướng lãnh phía sau, bay lên trời, chân đạp tinh quang, đảo mắt biến mất ở phía chân trời. Lục Ngôn tốc độ toàn bộ triển khai, nhanh như chớp. Ít ngày nữa liền chạy tới Minh Độc Sơn. Minh Độc Sơn, chính là tứ cấp huyết địa mạch, chiếm diện tích nghìn dặm. Minh Độc Sơn xuống, cũng có một tòa đại thành, vì Phương Thị chủ thành. Lục Ngôn dựng ở trên không trung, mượn nhờ áng mây ẩn thân, linh thức đổ xuống mà ra, bao phủ bát phương. Bây giờ, Lục Ngôn linh thức bao trùm phạm vi, đã đạt tới 200 dặm, hoàn toàn có thể đem Phương Thị trọng điểm khu vực, bao phủ ở bên trong. Phản ứng ngược lại rất nhanh. Minh Độc Sơn chung quanh, đã tụ tập không ít võ quân, đây là ý định cùng chúng ta chính diện giao phong rồi. Lục Ngôn thầm nghĩ. Theo sau, hắn linh thức, bắt đầu lan tràn hướng Minh Độc Sơn. Phương Thị, đã phong núi. Đương nhiên, Minh Độc Sơn chiếm diện tích nghìn dặm, như thế rộng lớn khu vực, Phương Thị không thể nào phong được. Bọn hắn phong đấy, là Minh Độc Sơn trọng yếu nhất một khu vực, cũng là Phương Thị cao tầng hội tụ chi địa, tu kiến có to lớn tòa thành. Chỉ chuẩn ra, không được tiến. Hơn nữa hạch tâm khu vực, khắp nơi có người tuần tra, có cường giả chấn thủ, nếu có người tới gần, liền có thể phát hiện. Ngược lại biện pháp tốt, bởi như vậy, ta nghĩ muốn trà trộn vào đi, nội ứng ngoại hợp, là làm không được rồi. Lục Ngôn thầm nghĩ. Đón lấy, hắn linh thức, thẩm thấu tiến phía trong tòa thành, Phương Thị cao thủ, từng cái một hiện tại trong đầu hắn. Ồ, đang tại nghị sự sao? Lục Ngôn tại một tòa nghị sự đại sảnh, phát hiện một đống cường giả. Trong đó nguyên thần cảnh, liền đạt được 9 vị. Trên nhất đầu một vị, rõ ràng Vạn Độc bà. Vạn Độc bà cũng không có phát hiện Lục Ngôn linh thức tại nhìn trộm.
Tu vi của nàng chỉ là nguyên thần ngũ chuyển, linh thức chỉ có thể bao trùm phương viên trăm dặm, giống như lục ngôn linh hồn, so nàng cao một tầng thứ. Mà lại lục ngôn cũng không có đem linh thức rơi vào vạn độc bà trên người, chỉ là lấy linh thức tại nhìn trộm, nàng tự nhiên không phát hiện được. Lão tổ, Minh Vương lấy Sở Long vì soái, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, cùng lĩnh đông tướng quân lục ngôn 1 vạn đại quân tụ hợp, chính hướng Cẩm Châu mà đến, ít ngày nữa liền sẽ tiến nhập Cẩm Châu cảnh nội. Có người bẩm báo, lục ngôn, lục ngôn. Vạn độc bà thì thầm, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Hải ngoại hòn đảo một trận chiến, nàng trí nhớ khắc sâu, vĩnh sẽ không quên. Trận chiến ấy, lục ngôn lấy linh hồn chấn sát Thiên Khuyết Tông đại trưởng lão, mà lại đả thương nàng. Nếu không phải nàng kịp lúc đem nguyên thần trốn vào nhục thân bên trong, chỉ sợ đã chết. Rất nhiều người đều không tin lục ngôn có thể sát chắc khôn sinh, thế nhưng, nàng tin. Lục ngôn tại hải ngoại hòn đảo, đạt được 5 cái tu di giới từ túi, nếu là ở bên trong đạt được một chút bảo vật, nhượng tu vi càng sâu một tầng lầu, có thể kích sát chắc khôn sinh, cũng không phải là không thể nào. Các đại chư hầu, còn không có trở lại tin tức sao? Vạn độc bà trừng mắt đỏ bừng hai mắt hỏi. Đại sảnh, một phiến trầm mặc. Đáng giận, những người này, chẳng lẽ sẽ không sợ Minh Vương phủ kiêu ngạo, môi hở răng lạnh, bọn hắn cũng không hiểu sao. Vạn độc bà bén nhọn khàn khàn thanh âm, ở đại sảnh quanh quẩn. Lão tổ, hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào? Có người thấp giọng hỏi. Chờ một chút, nói không chừng mấy ngày nữa, các đại chư hầu liền sẽ có tin tức truyền đến, còn có, tiếp tục phái người giám sát Minh Vương phủ đại quân, ta muốn thời khắc biết rõ bọn họ hướng đi. Vạn độc bà nói. Mọi người lĩnh mệnh, theo sau dồn dập tản đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 10 ngày. Phương thị, lại một lần nữa trong đại sảnh triệu khai hội nghị. Lão tổ, Sở Long đã dẫn đại quân, tiến nhập Cẩm Châu cảnh nội, các đại thành trì trông chừng mà hàng, ngắn ngủn mấy ngày, đã hạ 56 thành, chính hướng phía Minh Độc Sơn đánh tới. Có người bẩm báo, vạn độc bà, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những cái kia tiểu thành trì, nào dám chống cự Minh Vương phủ đại quân, tự nhiên là trông chừng mà hàng. Nàng hiện tại quan tâm là các đại chư hầu thái độ. Các đại chư hầu đâu rồi, trở lại tin tức sao? Vạn độc bà hỏi, so với 10 ngày trước, nàng phản mà không có như thế nôn nóng, ngược lại tỉnh táo một ít. Bẩm lão tổ, chỉ có 2 nhà hồi phục, Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Vũ Tông. Thiên Kiếm Tông nói, Minh Vương phủ đã kiêu ngạo, có được tam tôn chí cường cấp cao thủ, bọn hắn mặc dù muốn viện trợ, cũng chịu bó tay, nếu là phương thì có thể mời đến mấy vị trí cường giả tương trợ, bọn hắn liền có thể đến viện. Một cái lão già bẩm báo. Mấy vị trí cường giả tương trợ, hắc hắc, lão thân đi nơi nào mời Thánh Vũ Tông đâu rồi, làm sao hồi phục? Vạn độc bà cười lạnh. Thánh Vũ Tông hồi phục rất đơn giản, bọn hắn hiện tại không thể phân thân, nhưng Thánh Vũ Tông đại môn rộng mở, như phương thị muốn đi đầu, bọn hắn tùy thời hoan nghênh. Lão già kia lại nói. Vạn độc bà trầm mặc, chỉ là trên người lạnh lùng hàn ý, càng ngày càng đậm. Đông phương thị đâu rồi, một điểm tin tức cũng không có, bọn hắn ngay tại chúng ta phương Bắc. Minh Vương phủ chiếm lĩnh Cẩm Châu phía sau, bọn hắn liền đứng mũi chịu sào, chẳng lẽ điểm đều không lo lắng? Vạn độc bà nói. Lão tổ, thuộc hạ đã nghe được một thì tiểu đạo tin tức, không biết thật giả. Lão già kia nói. Nói. Thuộc hạ nghe nói, Đông Phương thị đã phái người đi đến Minh Vương phủ, tiễn đưa chân quý quà tặng, nguyện cùng Minh Vương phủ giao hảo. Lão già cẩn thận từng ly từng tí đạo. Đông Phương thị, đây là bị dọa bể mật, sợ Minh Vương phủ. Tầm nhìn hạn hẹp, tầm nhìn hạn hẹp. Vạn độc bà quát lạnh. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Đông Phương thị không có lựa chọn khác chọn. Minh Vương phủ có được tam tôn chí cường, coi như là Đông Phương thị xuất binh viện trợ Phương thị, liền có thể đối kháng Minh Vương phủ sao? Nói không chừng, sẽ đem bản thân góp đi vào. Cùng Minh Vương phủ giao hảo, là bất đắc dĩ lựa chọn. Lão tổ, tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào là chiến vẫn là... Lão già lại hỏi, làm sao các ngươi sợ? Vạn độc bà tối tăm lạnh lẽo hỏi. Lão già biến sắc, lập tức lộ ra một bước hào hiệp chịu chết biểu lộ, nói, ta phương thị huyết mạch, làm sao có thể sợ Minh Vương phủ, chỉ cần lão tổ ra lệnh một tiếng, thuộc hạ định cùng Minh Vương phủ không chết không thôi. Thuộc hạ định cùng Minh Vương phủ không chết không thôi. Người khác cũng vội vàng nói. Vạn độc bà trầm mặc một hồi, nói ta phương thị cuối cùng nội tình không đủ, thật cùng Minh Vương phủ một trận chiến. Không khác châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong, không phải trí giả làm ra. Truyền mệnh lệnh của ta,
đem phương thị hạch tâm đệ tử tập trung lại, sau đó từng nhóm rời đi, mỗi một nhóm người, từ một vị nguyên thần dẫn đội, nhớ kỹ, đem Minh Độc Sơn bên trong, tất cả vật có giá trị, toàn bộ mang đi, quyết không thể lưu lại mảy may cho Minh Vương Phủ. Rất nhiều người tinh thần chấn động. Bọn hắn căn bản không có cùng Minh Vương Phủ tự dập đầu tâm tư, cho chính là Vạn Độc bà những lời này. Lão Tổ, chúng ta đây sau khi rời đi, đi nơi nào? Có người hỏi. Đi Thánh Vũ Tông, đầu nhập vào Thánh Vũ Tông. Vạn Độc bà đạo, tuy nhiên vạn phần không cam lòng, nhưng không có lựa chọn khác chọn. Ăn nhờ ở đậu, tổng so chết được tốt. Lưu lại cùng Minh Vương Phủ một trận chiến, không có chút nào phần thắng. Lão Tổ, vậy còn ngươi? Lão già hỏi, hắn cảm giác nhạy cảm đến, Vạn Độc bà tựa hồ không có tính toán rời đi. Ta tạm thời không có ý định rời đi, Minh Độc Sơn ở bên trong, có bí mật chỗ ẩn thân, ta sẽ tạm thời giấu ở trong đó. Minh Vương Phủ, Lục Ngôn, muốn nhẹ nhõm đạt được ta Phương Thị mấy trăm năm cơ nghiệp, làm sao có thể? Ta Phương Thị đích thực 10 vạn tinh nhuệ võ quân, làm sao có thể nhẹ nhõm tiện nghi bọn hắn, chờ bọn hắn chiếm lĩnh Minh Độc Sơn phía sau, ta liền sẽ lặng lẽ ẩn núp, phóng thích dịch độc, đem những cái kia võ quân, còn có Minh Vương Phủ võ quân một mẻ hốt gọn. Còn có Lục Ngôn những cái kia thân nhân, Sở Thiên Minh những cái kia thân nhân hậu nhân, một cái cũng đừng nghĩ khá giả, toàn bộ muốn hạ độc chết, ta muốn để bọn hắn biết rõ, đem chủ ý đánh tới ta Phương Thị phía trên, là một cái sai lầm thật lớn, ta muốn để bọn hắn hối hận suốt đời. Vạn Độc bà sắc mặt dữ tợn, ánh mắt tất cả đều là âm lãnh sát cơ, giống như một đầu từ địa ngục leo ra ác quỷ, làm người ta không rét mà run. Trên không trung, Lục Ngôn sắc mặt, cũng lạnh xuống, nồng đậm sát ý, tràn ngập mà ra. Xem ra, chỉ có thể trước thời hạn động thủ. Lục Ngôn thì thầm. Nguyên bản, hắn là tính toán đợi Sở Long đại quân đi đến, sẽ cùng nhau động thủ đấy. Như vậy, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, sẽ không để cho Phương Thị có người chạy đi. Nhưng hiện tại, cần phải trước thời hạn động thủ. Đối phương nếu như phân tán trốn đi, hắn mặc dù có võ học phân thân, cũng rất khó toàn bộ ngăn lại. Bởi vì, Phương Thị bên trong, ngoại trừ Vạn Độc bà, còn có một vị khác nguyên thần ngũ chuyển cao thủ, chỉ là thực lực, không bằng Vạn Độc bà cường mà thôi. Mà võ học của hắn phân thân, không hẳn có thể ngăn lại nguyên thần đệ ngũ chuyển cường giả. Vạn nhất làm cho đối phương thoát thân, sau đó điên cuồng trả thù, khó lòng phòng bị. Hiện tại, thừa dịp nguyên thần của đối phương cảnh tụ tập cùng một chỗ thời điểm, có thể một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Lục Ngôn không có do dự nữa, Chu Tiên Cung diệt ma tiễn nơi tay, phạm vi hơn 10 dặm thiên địa lực lượng dũng động, hướng phía cùng tiễn hội tụ mà đến. Chân kình bộc phát, hai chân ở trên hư không đạp một cái, toàn bộ người như lưu tinh từ cao không rơi xuống, hướng phía Minh Độc Sơn lao xuống mà đi. Địch tập kích. Lục Ngôn vừa ra tay, lập tức kinh động đến Minh Độc Sơn trong phương thị trấn thủ nguyên thần cảnh cao thủ, có người giống to, tiếng hô trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Minh Độc Sơn. Lấy tòa thành làm trung tâm, phương viên trăm dặm, hiện ra rậm rạp chằng chịt nguyện văn, một tòa đại trận hiển hiện mà ra. Hưu. Cùng lúc đó, Lục Ngôn cũng xuất thủ. Diệt ma tiễn như một đạo lưu quang, hướng phía phương thị tòa thành phía dưới bắn xuống. Trong chốc lát, liền đã gần kề gần tòa thành. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, phương thị hộ sơn đại trận một mực ở vào nửa khởi động trạng thái, cho nên khi diệt ma tiến tới gần tòa thành thời điểm, vẫn là có vô số đạo nguyện văn đem diệt ma tiến quấn chặt lấy. Oanh oanh oanh, diệt ma tiến cùng phương thị trận pháp điên cuồng va chạm, phát ra kịch liệt ầm vang. Hưu. Đón lấy, Lục Ngôn mũi tên thứ hai đã bắn ra, theo sát là đệ nhất tiến phía sau, xuất tại đồng một vị trí. Hai mũi tên tương hợp, một khu vực như vậy nguyện văn trực tiếp nổ tung, ngạnh xanh xanh bị tạc xuất ra một cái lỗ thủng. Lục Ngôn chân thân, xông lên hạ xuống, từ lỗ thủng xuyên đi vào, oanh một tiếng, đem phương thị một tòa cung điện đạp thành nát bấy. Quả nhiên, phương thị hộ sơn đại trận, xa không bằng Thánh Huyền Tông đại trận, tại bất ngờ không đề phòng, bị Lục Ngôn hai mũi tên vọt vào. Đương nhiên, hộ sơn đại trận uy năng, không chỉ như thế, ngoại trừ phòng ngự, vẫn là vốn có công kích khả năng, lúc này nguyện văn xen lẫn, biến thành một cái trăm trượng con nhện, hướng phía Lục Ngôn đánh tới. Lục Ngôn thân hình lóe lên, chân long chiến thể phân thân xuất hiện, đem trăm trượng con nhện ngăn lại. Mà Lục Ngôn tự thân, lăng không mà đứng, dương cung cài tên, nhắm chuẩn một tòa 9 tầng tháp cao. Hắn linh thức đã bị bắt được, này trong tháp, có một vị nguyên thần tam trọng cao thủ tỏa chấn. Mà này tháp nguyện văn dày đặc, rõ ràng là hộ sơn đại trận một chỗ trọng yếu trận cơ. Hưu một tiếng, diệt ma tiến bay ra, đánh xuyên 9 tầng tháp cao,
đem trọn tòa 9 tầng tháp cao bắn nổ bung đến, mà bên trong cái vị kia nguyên thần tam chuyển cao thủ, cũng bị một mũi tên kích sát. 9 tầng tháp cao nổ tung, hộ sơn đại trận bị trọng thương, các nơi nguyện văn không cách nào gắn liền, quang mang nhanh chóng ảm đạm, cái kia trăm trượng con nhện, cũng tiêu tán ở vô hình. Đây hết thầy nói rất dài dòng, kỳ thật từ Lục Ngôn ra tay, đến bắn bảo 9 tầng tháp cao, chỉ phát sinh tại hai cái hô hấp tầm đó. Lục Ngôn, vạn độc bà hoảng sợ giống to. Lão thái bà, vẫn là muốn báo thù, vậy trước tiên đưa ngươi lên đường. Lục Ngôn ánh mắt lạnh lùng, linh thức tập trung vạn độc bà, một nhánh diệt ma tiễn, đã nhắm chuẩn nàng. Bá, diệt ma tiễn trong nháy mắt vượt qua 10 dặm khoảng cách, bắn về phía vạn độc bà mi tâm. Vạn độc bà vong hồn đều bốc lên, không chút do dự đưa tay một chảo, bắt được một cái phương thị nguyên thần nhất trọng cao thủ, về phía trước ném ra. Đồng thời tự thân điên cuồng lui về phía sau, trước người bày ra trùng trùng điệp điệp phòng ngự, nguyên thần pháp tướng, cũng trước người ngưng tụ mà ra. Lão tổ, không. Cái kia bị ném ra phương thị nguyên thần, hoảng sợ kêu to. Phù một tiếng, diệt ma tiến xuyên thủng người này, tiến thế không ngừng, tiếp tục bắn về phía vạn độc bà, cùng vạn độc bà nguyên thần pháp tướng đụng vào nhau. Vạn độc bà nguyên thần cũng không cách nào ngăn cản diệt ma tiến, trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, theo sau liên tục đánh xuyên vạn độc bà bố trí xuống 9 tầng phòng ngự, đem vạn độc bà một cái cánh tay bắn bảo. Vạn độc bà nguy hiểm mà lại nguy hiểm tránh khỏi cái này một mũi tên, như vậy sau đó xoay người bỏ chạy. Nhưng, một cây đại thụ hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, vọt vào nàng trong thức hải. Vạn độc bà kể từ Lục Ngôn xuất hiện thời điểm, liền đem nguyên thần trốn vào nhục thân bên trong. Nhưng linh hồn của nàng chi lực cùng Lục Ngôn chênh lệch nhiều lắm. Nếu như là Trác Khôn Sinh hoặc là Kiếm Vô Cực loại này cấp bậc tồn tại, nguyên thần trốn vào nhục thân ở bên trong, Lục Ngôn vẫn là không làm gì được bọn hắn, đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng vạn độc bà, không được. Oanh! Đại thụ hư ảnh, tại vạn độc bà trong thức hải nổ tung, hình thành linh hồn trùng kích sóng, bao trùm vạn độc bà toàn thân. Vạn độc bà nguyên thần, nấp trong nhục thân bên trong. Mặc dù không có bị đại thụ hư ảnh chính diện đánh trúng, nhưng cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, vẫn còn như trong gió ánh nến, lắc lư bất định, khó mà điều khiển thiên địa lực lượng, thậm chí nhượng vạn độc bà xuất hiện như thế trong nháy mắt hoảng hốt, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong chớp nhoáng này, đối với Lục Ngôn mà nói, đã đủ rồi. Lại một nói mũi tên bay ra, đánh trúng vào vạn độc bà thân hình, lực lượng đáng sợ đem vạn độc bà thân thể kéo chia năm xẻ bảy. Vạn độc bà nguyên thần, thất kinh bay ra. Muốn chạy trốn, nhưng lại một cây đại thụ hư ảnh chấn áp hạ xuống, đem vạn độc bà linh hồn ma diệt. Mà lúc này, phương thị cái khác nguyên thần cảnh cao thủ, đã tứ tán mà chạy. Trốn, chạy mau, Minh Vương phủ cao thủ đã giết tới, có thể trốn một cái là một cái. Có mấy người điên cuồng giống to, thanh âm truyền khắp Minh Độc Sơn hạch tâm khu vực. Đại lượng phương thị người, lá gan đều run rẩy. Gan lớn đấy, thừa cơ xông về bảo khố, muốn mang đi bộ phận bảo vật. Mà nhát gan đấy, bay thẳng đến Minh Độc Sơn bên ngoài chạy thục mạng. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Lục Ngôn hừ lạnh, trên người quang ảnh chớp động, trong chốc lát vọt ra 15 cụ võ học phân thân, xông về bốn phương tám hướng, đem Minh Độc Sơn hạch tâm khu vực vây quanh. Mà Lục Ngôn linh hồn, bao phủ phạm vi 200 dặm, 200 dặm bên trong, phương thị là bất luận cái gì hướng đi, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Chân đạp tinh quang, Lục Ngôn xông về một cái lão giả. Người này là phương thị bên trong, gần với vạn độc bà tồn tại, một vị nguyên thần ngũ chuyển cao thủ. Nhưng người này, cùng cao thủ đứng đầu so sánh với, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Ba bước phía sau, Lục Ngôn liền đuổi theo người này, một mũi tên bắn ra. Cái này một mũi tên, Lục Ngôn vẫn như cũ dùng chính là diệt ma tiễn. Người này, liên một mũi tên đều ngăn cản không nổi, trực tiếp nổ tung, nguyên thần cùng nhục thân đều diệt. Bá! Đánh chết người này phía sau. Lục Ngôn không ngừng chút nào, lại giết hướng về phía một vị nguyên thần bốn chuyển cao thủ, vẫn là một mũi tên kích sát. Lục Ngôn thân hình, tại phương thị bên trong không ngừng lóe lên, mỗi một lần xuất hiện, nhất định mang đi một vị nguyên thần cảnh tính mạng. Phương thị, tổng cộng 14 vị nguyên thần, gần nhất toàn bộ triệu tập trở lại Minh Độc Sơn. Phía trước tham dự nghị sự 9 vị, còn có 5 vị trấn thủ tại ngũ chỗ hiểm vị trí. Rất nhanh, tham dự nghị sự 9 vị nguyên thần, toàn bộ bị Lục Ngôn kích sát, không có đào tẩu một cái. Cộng thêm ban đầu trấn thủ tại 9 tầng trận trong tháp một vị, phương thị, đã có 10 vị nguyên thần, đã bị chết ở tại Lục Ngôn trong tay. Phần còn lại 4 vị, nào dám lưu lại, vong mệnh địa chạy thục mạng.
Một cái trong đó chừng 30 tuổi thiếu phụ, trấn thủ vị trí, ở vào trận pháp biên giới, nàng một cảm giác không đúng, lập tức liền hướng chạy ra ngoài, mắt thấy, muốn thoát ly Lục Ngôn linh hồn bao phủ phạm vi. Nhưng một đạo thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở trước người của nàng. Tha mạng! Thiếu phụ cầu khẩn! Bá! Khôi ngô thân ảnh lóe lên, một đạo thối ảnh, như tinh quang, đá vào thiếu phụ đầu lâu. Vị này nguyên thần chuyển một cái thiếu phụ, đầu lâu như dưa hấu bảo vỡ đi ra, linh hồn cũng ở đây dưới ánh sao chôn vùi. Cái này đạo thân ảnh, rõ ràng là tinh thần thối phân thân, có được cực tốc. Mà đổi thành ngoài ba vị phương thị nguyên thần cảnh, cũng phân biệt đụng phải Lục Ngôn thần cấp võ học phân thân. Ba người này, người mạnh nhất cũng mới nguyên thần nhị chuyển, mặc dù dốc sức liều mạng, cũng xa không địch lại Lục Ngôn thần cấp võ học phân thân, bị đơn giản kích sát. Đến bước này, phương thị 14 vị nguyên thần, toàn diệt. Trốn a! Lúc này, toàn bộ phương thị, đã đại loạn. Vô số người, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Phía đông, một nhóm hơn 10 người, đều là phương thị tinh nhuệ, trong đó Phương Huyền Sa rõ ràng tại đoàn. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, đại địa ầm vang, đá vụn vẩy ra. Một đạo như ma thần thân ảnh, từ trong cho bụi đi ra. Đường này, không thông. Khôi ngô thân ảnh nhếch miệng cười một tiếng. Là ngươi, Lục Ngôn. Phương Huyền Sa kinh hô, sắc mặt trắng bệch. Cái này đạo thân ảnh, chính là Lục Ngôn Diêm La Kim Thân phân thân. Phương Huyền Sa, hắc hắc, ngày đó mối thù, hôm nay cùng nhau kết liễu a. Diêm La Kim Thân phân thân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, khôi ngô thân hình như một tòa núi nhỏ, đánh về phía Phương Huyền Sa. Ngăn lại hắn, cho ta ngăn lại hắn. Phương Huyền Sa hướng về phía sau cuồng lui. Nhưng người khác, không phải người ngu, cảm nhận được Lục Ngôn kinh khủng kia đến cực điểm khí tức, nào dám ngăn cản, dồn dập tứ tán mà chạy. Diêm La Kim Thân phân thân, nắm lên một thanh cục đá, mãnh liệt vung ra. Hiu hiu hiu. Phổ thông cục đá, tại Diêm La Kim Thân trong tay, biến thành chí mạng nhất vũ khí, mặc dù là chân thân thất luyện cao thủ, cũng ngăn không được cục đá công kích. Trong chốc lát, có 12 tên phương thị cao thủ, ngã xuống trong vũng máu, thân thể bị cục đá xuyên thủng, dĩ nhiên bị mất mạng. Người nào chạy trốn, giết không tha. Diêm La Kim Thân phân thân quát lạnh, mà tay trái của hắn, đã bắt được Phương Huyền Sa đầu, đem Phương Huyền Sa nhấc lên. Phương Huyền Sa giống như một cái đợi làm thịt gà con, không ngừng giãy giụa, hai chân không ngừng đá vào Diêm La Kim Thân trên thân thể, lại như là đá vào một tòa sắt thép đại sơn phía trên, không chút sức mẻ. Phốc! Tay trái dùng sức, Phương Huyền Sa đầu muốn nổ tung lên, thi thể như một bãi bùn nhão, treo ở Diêm La Kim Thân phân thân trên tay. Phương thị những người còn lại, tất cả cứng ngắc được thân thể, không một người dám trốn. Chênh lệch quá xa, căn bản trốn không thoát, người nào trốn, người nào tử. Toàn bộ lùi cho ta trở lại phương thị phủ chủ, chờ đợi xử lý, nói cho các ngươi biết, phương thị nguyên thần đã toàn diệt, nếu ai động tâm tư không đứng đắn, ta không ngại đưa hắn lên đường. Lục Ngôn lạnh lùng nói, ánh mắt như điện, nhìn quét mọi người. Phương thị mọi người, sắc mặt trắng bệch, như cha mẹ chết. Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, lui về phương thị phủ chủ. Lui về phương thị phủ chủ. Lui về phương thị phủ chủ. Minh Độc Sơn từng cái phương hướng, đều vang lên Lục Ngôn võ học phân thân thanh âm. Có linh hồn của hắn bao phủ, lại thêm 15 cụ võ học phân thân linh hoạt điều động, phương thị, không một người chạy đi, toàn bộ bị ngăn chặn, chạy về phương thị phủ chủ. Mà Lục Ngôn chân thân, dựng ở phương thị phủ chủ trên không, chấn nhiếp bát phương. Hắn không có lại tiếp tục ra tay. Phương thị cao tầng, khẳng định không thể lưu lại, nhất định phải toàn bộ diệt trừ, lấy trừ hậu hoạn. Nhưng không cần hắn xuất thủ. Hắn cũng không phải người hiếu sát, giết phương thị một đống nguyên thần cảnh, đủ rồi. Phần còn lại, liền giao cho người khác xử lý a. Thời gian, ngày từng ngày đi tới. Phương thị người, thấp thỏm lo âu, sống một ngày bằng một năm, chờ đợi tận thế thẩm phán. 7 ngày sau đó, ầm ầm, xa xa, truyền đến tiếng nổ vang, mênh mông bát ngát đại quân, xuất hiện ở bình tuyến trên. Sở Long đại quân, tới rồi. Lục Ngôn một đạo võ học phân thân, bay về phía Sở Long, đem Minh Độc Sơn chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Sở Long nghe vậy ngạc nhiên. Lục Ngôn một người, có thể đạp bằng phương thị, hắn là tin tưởng, chỉ là lực lượng một người, đem chọn cái phương thị vòng vây tại Minh Độc Sơn trốn không thoát đi, nhượng hắn kinh ngạc không thôi. Nhưng Lục Ngôn ngày gần đây, liên tục phá vỡ hắn nhận thức, nhượng hắn đã có chút chết lặng, thoáng kinh ngạc phía sau, liền khôi phục yên ổn,
Sau đó hạ lệnh đại quân đem Minh Độc Sơn bao bọc vây quanh. Mà hắn, tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ võ quân, tiến nhập Phương Thị phủ chủ, đem tất cả mọi người bắt lại. Lục tướng quân, Phương Thị người, nên xử trí như thế nào? Sở Long tìm Lục Ngôn thương nghị. Thống lĩnh cảm thấy xử trí như thế nào? Lục Ngôn hỏi lại. Phương Thị chính là dụng độc cao thủ, thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị, nếu là lưu lại, hậu hoạn vô tận, ý kiến của ta chính là, Phương Thị dòng chính, xem trảm thảo trừ căn, mà không phải là Phương Thị người khác họ người, có thể lưu lại không giết. Sở Long nói. Vậy liền theo thống lĩnh chủ ý làm. Lục Ngôn gật gật đầu. Tốt. Sở Long gật đầu, vừa cười cười, nói, Lục tướng quân vẫn là thiện tâm, kia đao phủ, liền ta đem làm a. Sở Long đứng dậy, sải bước mà ra. Phương Thị dòng chính, trong vòng một đêm, đầu người cuồn cuộn. Theo sau, chính là chiêu cáo Cẩm Châu các nơi, chỉnh đốn võ quân. Phương Thị đã diệt, Cẩm Châu tự nhiên không người dám phản kháng, dồn dập đầu hàng. Phương Thị có 10 vạn tinh nhuệ võ quân, lần này trên cơ bản không có làm sao chống cự, đại bộ phận bị hoàn hảo bảo lưu lại được. Chỉ là, Lục Ngôn lĩnh đông quân, chỉ có 1 vạn. Lấy 1 vạn binh lực, đi khống chế 10 vạn tinh nhuệ võ quân, quá khó khăn. Mặc dù Lục Ngôn đem Phương Thị 10 vạn đại quân đánh tan gây dựng lại, đem lĩnh đông quân một chút trung cao cấp tướng lãnh, nhét vào 10 vạn trong đại quân đảm nhiệm trong cao tầng tướng lãnh, cũng rất khó hoàn toàn khống chế. Cái thế giới này, cuối cùng là võ đạo thế giới, hết thảy lấy thực lực vi tôn. Lĩnh đông quân, khuyết thiếu có thể chấn tràng diện cao thủ. Tầng cao nhất phía trên, có Lục Ngôn tự mình tọa chấn, tự nhiên không có vấn đề, cũng không ai dám phản loạn, nhưng muốn đem 10 vạn đại quân vận dụng tự nhiên, quân lệnh có thể thuận lợi hạ truyền, dựa vào hắn một người là làm không được. Còn cần các tầng tướng lãnh. Lục Ngôn rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng Sở Long mượn người. Sở Long rất hào phóng, vung tay lên, mượn 5 vạn đại quân cho Lục Ngôn, bao quát hơn 10 vị chân thân cảnh cao thủ, một vị nguyên thần cảnh đại tướng. Lục Ngôn rất hài lòng. Có Minh Vương phủ 5 vạn đại quân, cộng thêm 1 vạn lĩnh đông quân, đầy đủ chấn nhiếp cục diện. Chờ một thời gian, Lục Ngôn dòng chính tu vi để thăng đến, liền có thể đem Phương Thị lưu lại cỗ lực lượng này, một mực trường nắm ở trong tay. Hy vọng Văn Uyên cùng Quan Sơn, mau chóng tăng lên tới chân thân thất luyện a. Lục Ngôn thầm nghĩ, có chân thân thất luyện tu vi, liền có đầy đủ uy vọng, thống soái đại quân. Lục Ngôn tính toán đợi Văn Uyên cùng Quan Sơn tăng lên tới chân thân thất luyện, liền điều bọn hắn đến Cẩm Châu, thống soái 10 vạn đại quân. Nghĩ đến Quan Sơn, Lục Ngôn chính là cười một tiếng. Quả nhiên như là hắn sở liệu, bây giờ Quan Sơn, vui đến quên cả trời đất rồi. Minh Vương đồng ý nhượng hắn trở về Minh Vương phủ, nhưng hắn đã không muốn trở về, quyết tâm phụ trợ Lục Ngôn. Cái này tự nhiên chính là Lục Ngôn chi ý. Lục Ngôn hiện tại thiếu người a. Thiếu đã tin được lại người có năng lực. Lục Ngôn, phụ vương đáp ứng ngươi, sẽ đem bản tòa Huyền Châu giao cho ngươi, đợi ta xuất quân trở về, liền sẽ bắt đầu làm áp dụng, ngươi đến lúc đó phái người tiếp quản chính là. Sở Long nói, thống lĩnh thay ta hướng Minh Vương nói lời cảm tạ. Ngày khác Minh Vương phủ có việc, chính là ta Lục Ngôn có việc, định không chối từ. Lục Ngôn nói, Minh Vương phủ đều làm đến nước này rồi, Lục Ngôn tự nhiên cũng nên biểu tỏ thái độ, bằng không thì liền nói không được. Sở Long muốn nghe đấy, chính là lời ấy, nghe vậy lộ ra dáng tươi cười. Sở Long xuất lĩnh 5 vạn đại quân trở về, mà Lục Ngôn lập tức phái người trở lại lĩnh đông, đem Lý Toàn, Vương Lâm chờ một đám lão nhân nhận được Minh Độc Sơn, giúp hắn quản lý chính vụ. Vẫn là đám này lão nhân, dùng đến thuận tay. Mà Lý Toàn chuyện trọng yếu nhất, vẫn là mở rộng hệ thống tình báo. Hết thảy, đâu vào đấy địa tiến hành. Ngay từ đầu, vừa chiếm cứ Cẩm Châu, khó tránh khỏi có chút không trôi chảy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút bằng mặt không bằng lòng người, xem Lục Ngôn đến một lần giết gà dọa khỉ phía sau, tất cả người ở đây thành thật rồi. Lục Ngôn dần dần đem Cẩm Châu, hoàn toàn nắm trong tay. Lần này công phá Phương Thị tài nguyên. Một phần không có sói mòn, toàn bộ đã rơi vào Lục Ngôn trong tay. Đại lượng võ hoàn, võ phiếu, thần binh, các cấp bậc võ học, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tuyệt đỉnh, cái gì cần có đều có. Thần cấp võ học, chỉ có một bộ, âm dương chí độc trưởng, cũng rơi vào Lục Ngôn trong tay. Mặt khác, còn có bộ phận tiên cốt. Chỉ là, số lượng không nhiều. Tiên cốt, đối với bình thường võ tu không có trọng dụng, đối với Phương Thị loại này thế lực lớn đến nói. Ngoại trừ dùng tới cắm vào dị thú thể nội, bồi dưỡng tiên thú, cũng đừng chỗ vô dụng. Chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không. Đương nhiên,
Phương Thị Lưu lại quý trọng nhất đấy, vẫn là nhân tài cùng huyết địa mạch. Một cái hoàn chỉnh tứ cấp huyết địa mạch, quyền dưỡng đại lượng dị thú. Còn có đại lượng cao cấp quyền dưỡng sư cùng võ chủ. Tuy nhiên Phương Thị dòng chính, đều bị sát tuyệt, nhưng người khác họ quyền dưỡng sư cùng võ chủ, số lượng cũng không ít. Chỉ cần tôn cấp võ chủ, liền 4 vị. Đây không phải là Minh Vương phủ cấp cho hắn đấy, những người này, toàn bộ đầu hàng Lục Ngôn, trở thành thủ hạ của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn võ chủ. Đã có đại lượng tài nguyên, Tả Vân lập tức ở Minh Độc Sơn ở bên trong, bày ra một tòa hóa võ trận, Lục Ngôn toàn lực bồi dưỡng bản thân dòng chính. Một tháng sau, Minh Vương phủ thực hiện hứa hẹn, đem bản tòa Huyền Châu, đưa cho Lục Ngôn. Lục Ngôn phái 3 vạn đại quân, tiếp quản bản tòa Huyền Châu. Cái này 3 vạn trong đại quân, trong đó 2 vạn 5 ngàn người, đều là đến từ Phương Thị đầu hàng võ quân. 4 nghìn người, đến từ Lĩnh Đông. Mặt khác 1 nghìn, đến từ Minh Vương Phủ, trước kia thuộc về Thánh Huyền Tông, quen thuộc Huyền Châu mà Lý Hòa phong thổ, tiếp quản đứng lên, tương đối dễ dàng một chút. Mà Thánh Huyền Tông trước kia tứ cấp huyết địa mạch, cũng rơi vào Lục Ngôn trong tay. Như vậy, Lục Ngôn khống chế tứ cấp huyết địa mạch, đạt đến 2 cái. Hắn từ Phương Thị đầu hàng tới được quyền dưỡng sư cùng võ chủ trong điều một nhóm người, đi đến Huyền Châu tứ cấp huyết địa mạch, quyền dưỡng dị thú cùng chế biến võ thực. Thiếu người a. Lục Ngôn thở dài. Hắn hiện tại nghiêm trọng thiếu người. Thiếu võ đạo cường giả, thiếu quyền dưỡng sư, thiếu võ chủ, cái gì đều thiếu. Hắn nguyên bản, chỉ là khống chế Lĩnh Đông 6 quận, hiện tại, trực tiếp chiếm giữ một châu nửa rộng lớn cương vực, tứ cấp huyết địa mạch 2 cái. Tam cấp huyết địa mạch 10 mấy đầu, có thể dùng rắn nuốt voi để hình dung. Lấy hắn nắm giữ nhân thủ đến nói, trong lúc nhất thời, rất khó tiêu hóa được. Tuy nhiên Minh Vương Phủ mượn 5 vạn đại quân cho hắn, nhưng cái này chung quy không phải người của mình a. Vương Lâm, tại Cẩm Châu cùng Huyền Châu cảnh giới, chọn lựa thông minh hài đồng, giao cho những cái kia võ chủ đại sư, võ chủ tông sư, cùng tôn cấp võ chủ mang, mau chóng bồi dưỡng một đống võ chủ ra tới. Mặt khác, dị thú quyền dưỡng sư cũng muốn bồi dưỡng. Lục Ngôn phân phó. Vâng. Vương Lâm lĩnh mệnh. Lý Toàn, chiêu cáo thiên hạ, chúng ta làm người, nhưng phàm là nhân tài, chỉ phải đi qua quan sát cùng khảo hạch, liền cho trọng dụng. Lục Ngôn tiếp tục phân phó. Cái này, tướng quân, bây giờ, chúng ta nên lấy cái gì danh nghĩa làm người thuộc hạ nghĩ đến, bây giờ lấy Minh Vương Phủ danh nghĩa, đã không quá phù hợp, dùng Lĩnh Đông Phủ tướng quân mà nói, lại rất không phóng khoáng. Lý Toàn nói, ngươi nói không sai. Lục Ngôn vuốt vuốt mi tâm. Bây giờ, hắn đã chiếm cứ một châu nửa cương vực, khống chế 2 cái tứ cấp huyết địa mạch, tại toàn bộ thiên hạ, tuy nhiên không bằng 18 tối cường chư hầu, chính là tính một phương thế lực lớn. Nên lấy cái gì danh nghĩa, khống chế lớn như thế cương vực đâu? Nói đơn giản, nên sáng tạo một cái thế lực. Nhưng vết thương xây cái gì thế lực? Quý tộc tông môn quân phiệt. Hiển nhiên đều không quá thích hợp. Ta vô huyết mạch cùng môn đệ chi gặp chỉ cần phù hợp, đều có thể thu nạp, giống như cử đại liên minh, vậy không bằng liền kêu vũ minh, thiên hạ võ tu, đều là đồng minh. Lục Ngôn linh quang lóe lên, cảm giác đến phi thường hài lòng. Lý Toàn, chiêu cáo thiên hạ, ta phương thế lực, tên là vũ minh, thiên hạ võ tu, đều là đồng minh, dùng cái này làm người. Tất cả chức vụ, lấy Lĩnh Đông Phủ tướng quân vì cấu trúc, thoáng điều chỉnh liền có thể. Lục Ngôn lớn tiếng nói, thuộc hạ. Bái kiến minh chủ. Lý Toàn phản ứng cực nhanh, bật người quỳ một chân trên đất. Tham kiến minh chủ. Người khác phản ứng chậm một nhịp, cũng dồn dập quỳ một chân trên đất hành lễ. Đứng lên đi. Lục Ngôn khoát tay. Vũ Minh thành lập, thiên hạ phải sợ hãi. Tất cả mọi người biết rõ, một cái thế lực cường đại, đang tại nhanh chóng quật khởi. Rất nhiều người cảm thán, bây giờ thiên hạ, thật là phong vân biến hóa. Có thế lực cường đại trong nháy mắt sụp đổ. Lại có thế lực cường đại như tinh thần giống như quật khởi, lấp lánh tinh không. Thiên hạ này, đến cùng sẽ đi hướng phương nào, không ai có thể đoán trước đến. Đảo mắt, lại đi qua 1 tháng, Văn Uyên cùng Quan Sơn, rốt cuộc công thành viên mãn, luyện hóa Lục Ngôn cho bọn hắn tất cả thiên địa kỳ chân, dồn dập bước vào chân thân thất luyện. Trước sau đi tới Minh Độc Sơn. Hiện tại, đã không thể xưng là Minh Độc Sơn. Bởi vì Lục Ngôn ghét bỏ cái tên này, đã cải thành Võ Sơn. Lục Ngôn trực tiếp đem 2 người phong làm đại tướng quân, riêng phần mình thống soái 5 vạn đại quân. Có chính mình người thống quân, Lục Ngôn lập tức cảm giác an tâm không ít. Về phần Lục Thanh Sơn cùng Vương Thúy phu phụ, Lục Ngôn liền để bọn hắn tiếp tục lưu lại Lĩnh Đông. Trung quy,
Lĩnh Đông tương đối mà nói, đoạn tuyệt với nhân thế, an toàn hơn. Toàn bộ Lĩnh Đông, liền giao cho Lục Thanh Sơn quản lý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vũ Minh cũng dần dần đi vào quỹ đạo, đâu vào đấy phát triển. Mà lúc này, từng cái tin tức trọng yếu, đã rơi vào Lục Ngôn trong tay. Minh Vương Phủ, đang tại tấn công Thiên Khuyết Tông. Minh Vương cùng Sở Thiên Kiêu liên thủ, tự mình dẫn 20 vạn đại quân, tiến công Thiên Khuyết Tông. Thiên Khuyết Tông cao thủ tàn lụi, lại không có viện binh, nơi nào có ngăn trở hai vị trí cường giả. Chống cự không bao lâu, Thiên Khuyết Sơn liền bị công phá, Thiên Khuyết Tông cử tông đầu hàng. Thiên Khuyết Sơn đầu hàng, Thiên Khuyết Tông cái khác cương vực, tự nhiên dồn dập đầu hàng, Thiên Khuyết Tông nguyên bản chiếm lĩnh Tam Châu chi địa, toàn bộ đã rơi vào Minh Vương Phủ trong tay. Như thế, Minh Vương Phủ cương vực, trên phạm vi lớn khuếch trương. Đã có được Ngũ Châu nửa chi địa, đã trở thành thiên hạ cương vực rộng nhất đích chư hầu một cái. Chỉ là, chiếm giữ Thiên Khuyết Tông Tam Châu chi địa phía sau Minh Vương Phủ liền đình chỉ khuếch trương, đổi công làm thủ, toàn lực tiêu hóa hiện tại đạt được. Diêm La Kim Thân, rốt cuộc đạt tới tầng thứ 9. Phòng luyện công bên trong, Lục Ngôn lộ ra dáng tươi cười. Đem Bạch Hổ Thánh Vương, còn có Từ Phương Thị lấy được tiên cốt toàn bộ luyện hóa phía sau, Diêm La Kim Thân bước vào tầng thứ 9, nhưng cùng Liệp Tiên Ma đồng dạng, tới tầng thứ 9 phía sau, để thăng khó khăn đột nhiên tăng, cần năng lượng, là rộng lượng đấy. Sở dĩ, tới tầng thứ 9 phía sau, Lục Ngôn dứt khoát liền đem còn thừa không nhiều tiên cốt, dùng đến để thăng mấy môn tuyệt đỉnh võ học. Đáng tiếc, tu vi cũng không có đột phá. Lục Ngôn thầm nói. Cái này hơn 2 tháng, Lục Ngôn đã đem trên tay hồn tinh, toàn bộ luyện hóa. Nhưng tu vi, vẫn như cũ kẹt tại nguyên thần đệ tam chuyển, khoảng cách nguyên thần 4 chuyển, còn cách một đoạn. Quả nhiên, muốn ngưng tụ nguyên thần, không có dễ dàng như vậy. Ngược lại Tả Vân chỗ đó, truyền đến tin tức tốt, hắn luyện hóa Minh Vương ban thưởng hồn tinh phía sau một lần hành động đột phá, bước vào nguyên thần nhị chuyển. Tả Vân tấn cấp, cần hồn tinh, so Lục Ngôn giảm rất nhiều, cộng thêm chỉ là đột phá nhị chuyển, tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Tả Vân tu vi đột phá, linh hồn chi lực đại tăng, bảy trận càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn đem hóa võ trận hoàn thiện một lần, nhượng hóa võ trận bao trùm phạm vi càng rộng, hiệu quả cũng tăng lên không ít. Luyện hóa võ thực tốc độ đạt đến kinh người 15 gấp bội tả hữu. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, dần dần có những châu khác người đến đầu nhập vào Vũ Minh. Có võ đạo cường giả, có võ chủ, cũng có quyền dưỡng sư. Võ đạo cường giả ở bên trong, thậm chí đến rồi hai vị chân thân cảnh. Những thứ này võ đạo cường giả, phần lớn đến từ đã suy bại hoặc là bị diệt quý tộc. Thiên hạ hôm nay, quý tộc hỗn chiến, chư hầu tranh bá, quý tộc phá diệt lúc có phát sinh. Có ít người may mắn còn sống, liền lưu lạc tại ngoại. Như lúc trước Thánh Huyền Tông, liền có bộ phận dòng người lộ tại ngoại. Còn có số ít, là tán tu, không môn không phái. Đã điều tra một chút thân phận, xác nhận không có vấn đề phía sau Lục Ngôn ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ tuyển nhận, sau đó trong bóng tối phái người nhìn chằm chằm vào, nếu như xác nhận những người này thế lực khác thám tử, giết không tha. Vũ Minh, hết thảy đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển. Đợi một thời gian, nhất định có thể ngưng tụ ra lực lượng kinh người. Chỉ trước mắt, liền đã qua đi 2 năm. Trải qua 2 năm nỗ lực, Cẩm Châu bao quát bản tòa Huyền Châu, đã bị Lục Ngôn một mực trường nắm ở trong tay, mặc dù không nói như sắt thùng bình thường, chính là tính kiên cố. Mọi người, đã thành thói quen Vũ Minh tồn tại, Phương Thị 10 vạn võ quân, đã đem bản thân xem như làm Vũ Minh một thành viên. Sở dĩ, Minh Vương phủ 5 vạn đại quân, dần dần điều trở về, bây giờ, chỉ để lại 2 vạn phụ tá Lục Ngôn. Ngũ sắc thiên đao, huyễn ảnh du long trưởng, âm dương trí độc trưởng, toàn bộ lĩnh hội thành công, ngưng tụ ra võ học phân thân, hiện tại, chỉ thiếu khuyết tiên cốt, trên chạy đi đâu lộng tiên cốt đâu. Lục Ngôn có chút đau đầu. 2 năm qua, hắn tuy nhiên phái người khắp nơi thu mua tiên cốt, nhưng thu hoạch không nhiều, chỉ đủ hắn đem Liệp Tiên Ma, tăng lên tới tầng thứ 9-60% đấy. Xa xa không thỏa mãn được hắn. Minh chủ, ngài nhượng thuộc hạ điều tra trường sinh giáo một chuyện, gần nhất có mi mục. Lục Ngôn trong thư phòng, Lý Toàn hướng Lục Ngôn bẩm báo. Lý Toàn, bây giờ tu vi đã đạt đến tông sư đỉnh phong, tại toàn bộ Vũ Minh ở bên trong, tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng đã xa xa vượt ra khỏi chính hắn đã từng là mộng tưởng, bây giờ càng là khống chế tổ chức tình báo, tại Vũ Minh trong quyền thế thật lớn, có chút khí phách phong phát. Hắn thường xuyên cùng người bên cạnh nói, lúc trước đi theo Minh chủ, là đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Nói rõ chi tiết nói. Lục Ngôn nói. Trường sinh giáo,
Tại bọn hắn tiếp quản Cẩm Châu phía sau, liền phát hiện. Về sau điều tra phát hiện, nên giáo tại Phương thị chấp trưởng Cẩm Châu thời điểm, cũng đã xuất hiện, hơn nữa hoạt động nhiều lần. Nên giáo chủ muốn giáo đồ, là phổ thông bình dân bách tính cùng cấp thấp võ tu, giáo lý là không bệnh vô tai, không khổ không đau nhức. Tại nơi này hỗn loạn niên đại, nhận lấy vô số bình dân bách tính truy cầu, ngày đêm tế bái. Nghe nói, phổ thông bách tính tế bái trường sinh thiên tôn phía sau, thật trở nên bách bệnh không sinh, mà lại khí lực tăng nhiều. Lục Ngôn nghe xong, liền phát hiện không đúng. Hắn trước tiên, nghĩ tới tiên khư. Ban đầu ở Nam Cương, Nam Cương Sơn dân tế bái tiên chủ pho tượng, cũng có cùng loại hiệu quả. Dẫn đến những cái kia sơn dân vô cùng cuồng nhiệt, như điên dại. Hắn đối với tiên khư cực vị cảnh giác, loại sự tình này phát sinh ở cảnh nội, cần phải điều tra. Chỉ là, Lục Ngôn vừa chấp trưởng Cẩm Châu thời điểm, trường sinh giáo tựa hồ có chút kiêng kỵ, ẩn nấp một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, lại bắt đầu sinh động đứng lên. Trường sinh giáo phân đà, đã trải rộng Cẩm Châu các nơi, tín đồ tối thiểu đạt đến thiên vạn trở lên, hơn nữa thuộc hạ hoài nghi, gần nhất thiếu nữ mất tích án, liền cùng trường sinh giáo có quan hệ. Lý Toàn nói, thiếu nữ mất tích án cùng trường sinh giáo có quan hệ. Lục Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian này, hắn nhận được tin tức, các nơi thôn trấn thường xuyên có thiếu nữ mất tích. Hơn nữa những thiếu nữ này có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là vừa đầy 14 tuổi, còn chưa hôn phối. Lục Ngôn đã từng phái võ bộ dò xét, nhưng vẫn không có cái gì tiến triển. Nam Cương Tiên Khư, tổ chức tế tự đại điển, cần võ tu xem tế phẩm, khó đạo trường sinh giáo bắt đi thiếu nữ, cũng là cùng loại mục đích. Lục Ngôn tâm niệm cấp chuyển, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tại hắn cảnh nội, tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, cũng không cho phép có loại này không ổn định giáo phái tồn tại. Thiếu nữ mất tích án nếu như cùng trường sinh giáo có quan hệ, là một cái cửa khẩu đột phá, Lý Toàn, toàn lực điều tra, nếu như đâu phải còn có thiếu nữ mất tích, lập tức báo cáo ta. Lục Ngôn phân phó. Vâng. Lý Toàn khom người lui ra. Ba ngày phía sau Lý Toàn vội vã báo lại, tại trăm suối thành tam suối trấn, vừa có thiếu nữ mất tích, người nhà báo án, lập tức bị thám tử biết được, lấy phi hành dị thú báo tại Lý Toàn lập tức tới gặp Lục Ngôn. Địa đồ. Lục Ngôn nói. Lý Toàn hiển nhiên đã chuẩn bị cho tốt, từ tu di giới tử trong túi, lấy ra một phần địa đồ, giao cho Lục Ngôn. Cái này tu di giới tử túi, tự nhiên là Lục Ngôn ban thưởng cho Lý Toàn đấy. Lý Toàn chấp trưởng tổ chức tình báo, có tu di giới tử túi, tốt hơn làm việc. Lục Ngôn mở ra nhìn qua, đã đem vị trí ghi nhớ. Ta tự mình đi xem. Tiếng nói hạ xuống, Lục Ngôn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Trăm suối thành, tại võ sơn lấy đông 3.000 dặm, lấy Lục Ngôn tốc độ, rất nhanh liền đến. Hắn dựng ở tam suối trên thị trấn không, linh thức phô thiên cái địa tràn ngập ra ngoài, đem phạm vi 200 dặm lung bao ở trong đó. Tiểu Huyên A, ngươi đến cùng đi nơi nào, ngươi vừa đi, nương sống thế nào A? Lục Ngôn thấy được trong trấn, có phụ nhân đang khóc. Rất có thể mất tích thiếu nữ, chính là cái này gia đình đấy. Những thôn dân này, Lục Ngôn linh thức quét đến, tại khoảng cách tam suối trấn hơn 10 dặm chi ngoại một cái thôn trang nhỏ, một chút thôn dân, trên người có quỷ dị đường vân, giống như từng cái hình xăm. Đường vân số lượng không nhiều, phần lớn chỉ có mấy cái, có một chút từ trên cổ lộ ra. Phổ thông nhân chứng kiến, có lẽ chỉ biết hiếu kỳ, nhưng sẽ không quá để trong lòng, nhưng Lục Ngôn liếc thấy ra, loại này đường vân, cùng Nam Cương tế bái tiên khư những cái kia sơn dân, cực vì tương tự. Đồng thời, hắn còn phát hiện, tại những thôn dân này trong phòng, thờ phụng một loại kỳ lạ mộc điêu. Mộc điêu điêu khắc là một loại nhân thân điểu thủ sinh linh. Tìm được, vốn dĩ ở chỗ này. Bỗng nhiên, Lục Ngôn nhãn tình sáng lên. Hắn linh thức, ở trong đó một gia đình trong phòng ngủ, phát hiện lưỡng danh thiếu nữ, tay chân ràng buộc lấy, không thể động đậy. Lưỡng danh thiếu nữ con mắt sưng đỏ, hiển nhiên khóc thật lâu. Thượng sứ Minh Nhật liền sẽ đến người, lần này chúng ta thượng cung hai phần tế phẩm, tiên sứ đại nhân chắc chắn có ban thưởng A. Một cái tóc hoa dâm lão đầu đạo, Lục Ngôn có thể rõ ràng quan sát được, lão đầu này trên người, có 7-8 đạo đường vân. Khẳng định có ban thưởng, kể từ tế bái tiên chủ phía sau, ta cảm giác thân thể càng ngày càng mạnh, làn da càng ngày càng bóng loáng, càng ngày càng tuổi trẻ, chỉ cần an tâm thờ phụng tiên chủ, tương lai đến hưởng vĩnh sinh cũng không phải là mộng. Một cái lão phu nhân, cầm lấy gương đồng chiếu vào, trong ánh mắt tất cả đều là tham lam quang mang. Tiên sứ xem ra thật là tiên khư không thể nghi ngờ, đại sở cửu đại tiên khư, không biết là nơi nào một tiên khư.
còn nghĩ vĩnh sinh quá mức ngây thơ, những cái kia tiên tự thân cũng không thể vĩnh sinh, hiện tại dùng đến các ngươi, cho ngươi đám một điểm chỗ tốt, ngày khác không cần thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bị tiên hấp thành người khô. Lục Ngôn khẽ lắc đầu. Nhưng những thứ này phổ thông thôn dân, hắn lười để ý đến sẽ. Hắn hạ xuống thôn ngoài trên một cây đại thụ, lặng lặng chờ đợi. Đảo mắt, một ngày đi tới. Ngày thứ hai chạng vạng tối, có hai người tới cái này thôn trang nhỏ, mang đi hai thiếu nữ. Hai người này, toàn thân hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân, mang theo hai thiếu nữ cưỡi một cái to lớn phi hành dị thú, bay lên trời, hướng phía đông bay đi. Lục Ngôn lặng yên không một tiếng động cùng tại sau lưng, cũng không có vội vã động thủ. Hiện tại ra tay, chỉ là đánh rắn động cỏ mà thôi, hắn muốn nhìn, đối phương tổng bộ ở nơi nào, sau đó một ổ bưng. Cẩm Châu phía đông ven biển vị trí, có một cái khổng lồ sơn mạch, tên là Phượng Minh Sơn. Hai người kia, mang theo hai thiếu nữ, bay vào Phượng Minh Sơn bên trong. Phượng Minh Sơn bên trong, lại có thể xây dựng một tòa đại thành, chưa từng nghe nói. Lục Ngôn bám theo một đoạn, sau đó liền chứng kiến, Phượng Minh Sơn ở chỗ sâu trong, có một tòa khổng lồ thành trì, bên trong hiện đầy kiến trúc, trong kiến trúc, đều có thể nhìn đến bóng người. Cả tòa đại thành ở bên trong, tối thiểu sinh sống hơn 10 vạn người. Lục Ngôn trôi nổi tại không trung, lấy áng mây ẩn thân, linh thức đem đại thành bao phủ. Phát hiện đại thành trong người, có thật nhiều trên người đều có đường vân. Tại đại thành vị trí trung tâm, có một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn chung quanh, khắc đầy nguyện lực đường vân. Hai người kia, đem hai thiếu nữ, đưa vào một gian trong biệt viện. Lục Ngôn phát hiện, gian phòng này trong biệt viện, giam giữ lấy 108 danh thiếu nữ. Những thiếu nữ này nức nở, thần sắc sợ hãi, không biết tiếp xuống bọn hắn muốn đối mặt cái gì. Tế phẩm số lượng đủ rồi, cuối cùng tại tế tự đại điển trước hoàn thành nhiệm vụ. Thất ngày sau, chính là tế tự đại điển, không biết khi đó, có thể hay không nhìn thấy thượng tiên hình dáng. Ta nghe nói, lần này sẽ có thượng tiên hàng lâm, hẳn là thật. Mấy người nghị luận, ánh mắt cuồng nhiệt. Thất ngày sau sao, ta đây liền chờ 7 ngày. Lục Ngôn trong mắt hiện lên lãnh ý. Hắn ngồi xếp bằng ở không trung, vẫn không nhúc nhích. Đảo mắt, 7 ngày liền qua. Đương đương đương. Nội thành, vang lên chiêng trống thanh âm, hơn 10 vạn người hướng phía thành trì trung tâm tế đàn, chen chúc mà đi. Sau đó vây quanh tế đàn quỳ xuống, thái độ cung kính. Trong tế đàn giữa, bày đặt một tôn cao tới mấy thước kim trúc pho tượng, điểu thủ nhân thân. Vút vút vút. Bỗng nhiên, có 6 đạo thân ảnh, đáp xuống trên tế đàn. Bái kiến tiên sứ. Hơn 10 vạn người cùng kêu lên hét lớn. Lên tế phẩm. Một người mặc hỏa hồng trường bào thanh niên hét lớn. Người này, trên người không có đường vân, hẳn là thuần khiết võ tu. Lên tế phẩm. Lên tế phẩm. Từng đạo thanh âm truyền ra. Rất nhanh, 108 danh không ngừng nức nở, bàng hoàng bất lực thiếu nữ, bị mang theo tế đàn. Không phải nói có tiên xuất hiện sao, xem ra cũng không có tới, cái kia có thể trước thời hạn động thủ. Lục Ngôn thân ảnh, từ không trung hiển hiện mà ra, chân đạp tinh quang, đáp xuống, tại trong bầu trời đêm giống như một đạo lưu tinh. Người nào? Tế đàn bên cạnh, một cái lão giả lập tức phát hiện Lục Ngôn. Lão giả này, chính là một vị nguyên thần cảnh cao thủ. Phốc! Lão giả vừa dứt lời, một đạo mũi tên rơi xuống. Từ lão giả đỉnh đầu đâm xuyên hạ xuống, đem lão giả nổ thành mảnh vỡ. Phanh! Lục Ngôn rơi xuống, hai chân đạp tại pho tượng phía trên, cực vì cứng rắn kim trúc pho tượng, trực tiếp nổ thành nát bấy. Thiên địa lực lượng dũng động, đem 108 danh thiếu nữ lung bao ở trong đó, phòng ngừa bị ngộ thương. Ngươi hủy tiên chủ pho tượng, ngươi tự tìm cái chết, sát, giết hắn đi. Cái kia áo bào hồng thanh niên, phát ra cuồng loạn gào thét, đương nhiên, hắn tự thân đang điên cuồng lui về phía sau. Một chiêu đánh gục một vị nguyên thần, như thế thực lực, căn bản không phải hắn có thể đối kháng đấy. Tuy nhiên, hắn tự thân cũng có nguyên thần chuyển một cái tu vi, nhưng căn bản không phải Lục Ngôn đối thủ, tự nhiên là chạy là thượng sách. Cút cho ta trở về. Lục Ngôn tay phải hướng về phía thanh niên lăng không một chảo, thì triển ra chân long cửu kích trong dẫn long thủ. Thanh niên thân thể, bị một cái vô hình long chảo bắt lấy, hướng phía Lục Ngôn bay đi. Thượng tiên đại nhân, cứu mạng a! Thanh niên giống to, thiếu chút nữa dọa bể mật. Hắn điên cuồng giãy giụa, rồi lại vô sự vô bổ, chỉ có thể giống to. Lục Ngôn vốn nghĩ một chảo kết quả người này, nhưng nghe đến người này giống to cứu mạng, hắn ngược lại không vội mà động thủ, chỉ là ngón tay có chút dùng sức, thanh niên trên người cốt cách giặc giặc rung động,
phảng phất muốn nổ tung, hù dọa hắn không ngừng giống to. Buông ra tiên sứ. Sát A, giết hắn đi. Tế đàn chung quanh, hơn 10 vạn người, điên cuồng xông về Lục Ngôn. Xông lên phía trước nhất một số người, trên người đầy đường vân, ánh mắt cuồng nhiệt. Cút! Lục Ngôn hét lớn, cái này vừa quát, đã điều động thiên địa lực lượng, tạo thành từng vòng gợn sóng, trùng kích mà ra. Phốc phốc phốc! Xông lên phía trước nhất mấy trăm người, bất kể là tương đương với chân thân cảnh đấy, vẫn là tông sư cảnh đấy, toàn bộ bảo vỡ đi ra, thịt nát xương tan. Thế nhưng, người phía sau, căn bản không sợ, hô to lấy vì tiên chủ mà chết, tiên chủ sẽ ban cho vĩnh sinh, tiếp tục điên cuồng xông về Lục Ngôn. Lục Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo 108 danh thiếu nữ cùng người thanh niên kia, bay lên trời, bay ra đại thành chi ngoại, hàng rơi trên mặt đất, sau đó vài đạo võ học phân thân xuất hiện, đem 108 danh thiếu nữ bảo hộ ở chính giữa. Cát cát! Lúc này, Phượng Minh Sơn ở trong chỗ sâu, truyền đến vài tiếng bén nhọn, tam đoàn ánh lửa, nhanh chóng bay tới. Tam đoàn ánh lửa cấp tốc tiếp cận, từng cỗ một sóng nhiệt cuốn tới, giống như ba vòng thái dương tại tiếp cận. 108 danh thiếu nữ, nếu như không phải Lục Ngôn lấy thiên địa lực lượng thủ hộ, phỏng đoán đã biến thành cho tàn. Ba cái đại điểu. Lục Ngôn ánh mắt lóe lên, hắn dễ dàng xuyên thấu qua ánh lửa, thấy rõ ánh lửa bản chất. Đó là ba cái toàn thân tràn ngập hỏa diễm màu đỏ thắm đại điểu, phi thường to lớn, rực triển mở ra, vượt qua 100 mét. Lớn nhất một cái, rực triển thậm chí vượt qua 200 thước. Cùng lúc đó, đạo thư có chút rung động, truyền ra nồng đậm khát vọng. Tiên! Lục Ngôn mắt sáng rực lên, giống như là thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Thật là thiếu cái gì đưa cái gì. Hắn gần nhất thiếu tiên cốt thiếu nổi điên, liền bật người cho hắn đưa tới ba cái tiên. Ta đây nếu là đặt ở trong tiểu thuyết, thật có xem nhân vật chính mệnh a. Lục Ngôn nhếch miệng cười một tiếng. Thượng tiên đại nhân, cứu mạng, người này hủy tiên chủ pho tượng, phá hủy tế tử. Thanh niên kia hô to. Om sòm. Lục Ngôn bàn tay dùng sức bóp một cái, phù một tiếng, thanh niên nổ tung. Rốt cuộc thanh tĩnh. Ba cái đại điểu, cũng không có lập tức ra tay, mà là ngưng trọng xem hướng Lục Ngôn. Ngươi là, Vũ Minh Minh chủ Lục Ngôn. Lớn nhất một con chim lớn ngưng âm thanh nói. Tại ta Cẩm Châu, bắt ta con dân, để mà tế tự, các ngươi cái này là hoàn toàn không đem ta để vào mắt a. Lục Ngôn âm thanh lạnh lùng nói. Chính là mấy cái phàm tục nữ tử, như sâu kiến, khắp nơi đều có, Lục Minh chủ hà tất để trong lòng. Lớn nhất đại điều mở miệng, Lục Minh chủ, nói thật cho ngươi biết, chúng ta tới từ Xích Diễm Tiên Khư, bây giờ, chúng ta tiên chủ sắp thoát khốn, tiên chủ một khi thoát khốn, chắc chắn vô địch thiên hạ, ngươi như cùng chúng ta là địch, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Uy hiếp trắng trợn. Không phải ta muốn cùng ngươi đám là địch, là các ngươi muốn cùng ta là địch. Lục Ngôn nói. Tâm lý lại bổ sung một câu, ai nói cùng các ngươi là địch không có bất kỳ chỗ tốt có thể quá lớn. Lục Ngôn, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lúc trước Phương Thị, chính là thành thành thật thật cùng chúng ta hợp tác, mới có thể chấp trưởng Cẩm Châu, nếu như ngươi không phối hợp, Cẩm Châu nhất định không ngươi đất dung thân, nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, tương lai chúng ta tiên chủ có lẽ sẽ ủng hộ ngươi, quét sạch các châu, trở thành một phương đại chư hầu. Một cái hơi nhỏ một chút đại điều quát lớn. Lục Ngôn khẽ lắc đầu, nói cái kia Phương Thị làm sao bị diệt, Phương Thị vết xe đổ, ta cũng không dám cùng các ngươi hợp tác. Ngươi, cái kia đại điều nghẹn lời. Đi, cái kia lớn nhất đại điều, cảm giác tình huống không đúng, xoay người rời đi, cánh điên cuồng kích động. Lục Ngôn thực lực, thiên hạ nghe tiếng, coi như là truyền thuyết có khoa trương thành phần, nhưng trong bọn họ cao nhất cũng mới nguyên thần bốn chuyển, tuyệt không phải Lục Ngôn đối thủ. Lấy Xích Diễm Tiên Khư không có chấn trụ Lục Ngôn, cũng chỉ có thể chạy là thượng sách. Đến miệng thịt mỡ làm sao có thể bay đi, các ngươi xem như ta Lục Ngôn là người nào. Hưu, một đạo mũi tên, phá không bay ra, bắn về phía này chỉ lớn nhất đại điểu. Diệt ma tiễn, cái kia lớn nhất đại điểu, cảm nhận được diệt ma tiễn lên khí tức, hoảng sợ giống to, sau đó đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng hắn chỉ là nguyên thần đệ tứ chuyển, thế nào chống đỡ được Lục Ngôn toàn lực một mũi tên. Phốc, đại điểu đầu lâu bị xuyên thủng, trực tiếp bị mất mạng. Tiên sinh mệnh lực là rất cường, phổ thông võ tu, rất khó nhất kích đem chi kích sát, nhưng Lục Ngôn thực lực mạnh ra đối phương quá nhiều, mà lại cầm trong tay Chu Tiên cung diệt ma tiễn, sát đứng lên dễ dàng. Hiu, hiu, Lục Ngôn liên tục mở cung, lại có hai chi diệt ma tiễn bay ra ngoài. Lục Ngôn, tiên chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hai cái đại điều phát ra không cam lòng giống to,
Sau một khắc, bị diệt ma tiễn xuyên thủng bị mất mạng, thi thể khổng lồ rơi xuống dưới đại địa. Đạo thư bay ra, đem ba bộ tiên thi toàn bộ thôn phệ, bắt đầu luyện hóa. Mà Lục Ngôn mang theo 108 danh thiếu nữ, đi tới khoảng cách Phượng Minh Sơn gần nhất một tòa thành trì. Này thành thủ tướng, gặp qua Lục Ngôn phía sau, cung kính. Lục Ngôn dặn dò thủ tướng, đem 108 danh thiếu nữ tin tức đăng ký tốt, sau đó phái người đem bọn hắn đưa về nhà. An bài phía sau, Lục Ngôn trở về Võ Sơn, sai đại quân, đi đến Phượng Minh Sơn phủ cận đóng giữ. Trong này, bộ phận chính là Minh Vương Phủ Võ Quân, lĩnh quân giả là một vị nguyên thần. Phượng Minh Sơn hơn 10 vạn người, là một cái tai họa ngầm, không thể không phòng. Những người này, nếu là phát cuồng, xông Hạ Sơn, nguy hại thật lớn. Nhưng những người này trước kia chỉ là phổ thông bách tính, sát lại không thể giết sạch. Cũng may Lục Ngôn phía trước cái kia một giống, mạnh nhất một đống người đã bị giống tử, còn lại số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh, có một vị nguyên thần xuất quân chấn thủ, vậy là đủ rồi. Chỉ phần ngọn không chừng chỉ vốn, căn nguyên vẫn là tiên khư, chỉ cần không có tiên khư, những người kia trên người đường vân, sẽ dần dần biến mất, cuối cùng biến trở về phổ thông nhân. Lục Ngôn thầm nghĩ. Lúc này, đạo thư bên trong, không ngừng có năng lượng tuôn ra, Lục Ngôn toàn bộ dùng đến để thăng liệp tiên ma. Mấy ngày sau, ba cái đại điểu toàn bộ bị luyện hóa. Cái này ba cái đại điểu, hai cái nguyên thần tam chuyển, một cái nguyên thần bốn chuyển. Một lần hành động đem liệp tiên ma, đột phá đến tầng thứ 10, khiến liệp tiên ma uy lực, nâng cao một bước. Nhưng tới tầng thứ 10 phía sau, để thăng khó khăn, rõ ràng càng lớn. Xem ra, có thiết yếu đi một chuyến xích diễm tiên khư. Lục Ngôn tự nói. Bởi vì, xích diễm tiên khư, khoảng cách Cẩm Châu quá gần. Xích diễm tiên khư, tại Hải Trong, tại Cẩm Châu lấy đông trong hải vực, khoảng cách Cẩm Châu bờ biển 5-60 trong. Cách xa nhau rất gần, Lục Ngôn mới có thể nghĩ đi một chuyến, nếu như khoảng cách bờ biển quá xa, Lục Ngôn tạm thời sẽ không muốn đi. Gần như thế khoảng cách, quả thực là một cái bom hẹn giờ. Lục Ngôn nghĩ đi một chuyến, chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, thăm dò tiên khư hư thực, xem tiên khư thực lực đến cùng thế nào, bên trong có bao nhiêu tiên có thể rời đi tiên khư. Thứ hai, thuận tiện săn giết mấy cái tiên, để thăng võ học. An bài một phen phía sau, Lục Ngôn lập tức khởi hành, hướng phía đông mà đi, không lâu phía sau, liền đi tới bờ biển. Cái thế giới này biển rộng, cực kỳ cuồng bạo, cuồng phong gào thét, sóng biển thao thiên, mấy chục thước cao sóng lớn, đánh vào bờ biển, phát ra đinh tai nhức óc ầm vang. Người bình thường, không muốn nói ra biển, coi như là tại bên bờ vớt hải sản đều làm không được. Lục Ngôn lăng không hư độ, phá vỡ cuồng phong, cấp tốc về phía trước. Đồng thời tinh thần cao độ tập trung, linh thức nhìn quét bốn phía, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Trung quy, liên quan hải vực quỷ dị nghe đồn, nhiều lắm, Lục Ngôn có thể không dám khinh thường. Cũng may, một đường vô sự. 5-60 trong, chốc lát liền đến. Thật lớn hòn đảo. Lục Ngôn dựng ở không trung, dõi mắt trông về phía xa. Xích diễm tiên khư, chính là một hòn đảo, phạm vi chừng nghìn dặm, như là một phiến cỡ nhỏ đại lục. Hòn đảo bốn phía, bị một tầng mông lung hào quang bao phủ, đỏ thẫm một phiến, từ xa nhìn lại, giống như hải ngoại tiên đảo. Lục Ngôn cũng không có tiến vào đảo bên trong. Truyền thuyết, Đại Sở Hoàng Triều Đình Phong thời kỳ, từng nhiều lần tổ chức cường giả tiến nhập tiên khư săn tiên. Nhưng mỗi lần, đều cũng có nguyên thần thất truyền cao thủ chấn giữ, có thể thấy được, nhập tiên khư, là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Mặt khác, khi đó, tiên bị trói buộc được, vẫn không thể rời đi tiên khư. Bây giờ, không biết là nguyên nhân nào, tiên đã có khả năng mở tiên khư, chứng minh trói buộc chi lực giảm bớt, tiên thực lực càng cường, hắn tùy tiện xông vào, không là muốn chết sao. Trước quan sát một chút, linh thức kéo dài mà ra, hướng về tiên khư lan tràn mà đi. Nhưng xem linh thức tiếp xúc đến tiên khư biên giới thời điểm, lại gặp trở ngại, là tầng kia màn sáng. Đây là, quy tắc lực lượng. Lục Ngôn thất kinh. Tiên khư chung quanh tầng kia màn sáng, cũng không phải trận pháp ngưng tụ mà thành, mà là quy tắc chi lực. Khổng lồ quy tắc chi lực, đem trọn tòa đảo lung bao ở trong đó. Lục Ngôn áp xúc linh thức, nhượng linh thức giống như cây kim dài, hung hăng một đâm, rốt cuộc, linh thức thành công thăm dò vào màn sáng bên trong, đi tới tiên khư bên trong. Điều không nhúc nhích được thiên địa lực lượng. Lục Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện, linh thức tiến nhập tiên khư phía sau, liền cùng trong thiên địa năng lượng, đã mất đi liên hệ. Thật giống như, tiến nhập một thế giới khác. Tiên khư trong ngoài, phảng phất là hai cái khác biệt thế giới.
Cái này tiên khư, quả nhiên không giống, là tiên đánh tạo nên, vẫn là thiên địa tự nhiên tạo ra. Lục Ngôn tâm lý chuyển từng cái một ý niệm trong đầu. Người nào? Xem Lục Ngôn linh thức, tiếp tục hướng về tiên khư ở chỗ sâu trong thăm dò thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đón lấy, Lục Ngôn thấy được một cái màu đỏ đại điểu bay tới, linh thức đã tập trung Lục Ngôn linh thức. Chỉ là nguyên thần bốn chuyển, nhưng mà phát giác được ta linh thức, tại tiên khư bên trong, là của ta linh thức bị áp chế, hay là đối phương linh thức biến nhạy cảm. Lục Ngôn trong lòng khẽ động, linh thức nhanh chóng trở về lui, thu hồi thể nội. Nhìn trộm ta xích diễm tiên khư, còn nghĩ nhẹ nhóm rút đi. Cái kia đại điểu thét dài, hai cánh kích động, hỏa diễm cuồn cuộn, trực tiếp vọt ra tiên khư, đánh giết hướng Lục Ngôn. Một cái cánh kích động, như hỏa diễm thần binh, bổ về phía Lục Ngôn cái cổ. Lục Ngôn đưa tay một chảo, liền đem cánh vững vàng bắt lấy, khó tiến mảy may. Đón lấy ngón tay dùng sức bóp một cái, chân kình bộc phát, đại điểu cánh cốt cách đứt gãy ra. Đại điểu bị đau, gào to một tiếng, há miệng phun ra một đạo hỏa trụ, đem Lục Ngôn lung bao ở trong đó. Đi chết đi, hóa thành hạt bụi a. Đại điểu thét lên. Rất nhanh, hỏa trụ tản đi, đã thấy Lục Ngôn dựng ở tại chỗ, ngoại trừ quần áo hóa thành cho tàn chi ngoại, lông tóc không bị tổn thương. Hủy ta một bộ chân long da chế thành quần áo, ngươi được đền bù mệnh. Lục Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, thân hình mãnh liệt đột tiến, bàn tay như đao, đâm vào đại điểu trên ngực. Phù một tiếng, đại điểu ngực bị xuyên thủng, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng huyết lỗ thủng. Chỉ là, đại điểu còn chưa có chết, toàn thân dục hỏa, miệng vết thương đang bay nhanh khép lại, trong miệng thét lên, càng bén nhọn. Nhân tộc võ tu, dám đả thương ta tiên tộc, to gan lớn mật. Cho ngươi lấy tướng mệnh bồi thường. Tiên khư bên trong, truyền ra hai đạo quát chói tai, lại có hai cái đại điểu nhanh chóng bay ra, đáng sợ khí tức, sóng to gió lớn xông về Lục Ngôn. Rút cuộc đã tới. Lục Ngôn nở một nụ cười. Hắn sở dĩ cùng cái kia đại điểu lề mà lề mề, không có lập tức đem chi kích sát, chính là muốn dẫn xuất cái khác đại điểu. Một cái, có thể không thỏa mãn được Lục Ngôn khẩu vị. Bá bá. Hai cái đại điểu vọt ra tiên khư, nhanh chóng hướng Lục Ngôn đánh giết mà đến. Trong đó một con chim lớn khí tức, phi thường kinh người, không kém gì Sở Long loại này cao thủ đứng đầu. Giống. Lục Ngôn toàn lực bộc phát, chân long chiến thể cùng Diêm La kim thân đồng thời vận chuyển, hai móng bắt được lúc trước cái kia đại điểu, ra sức một kéo, trực tiếp đem đại điểu kéo vì hai nửa. Theo sau, Chu Tiên cung diệt ma tiến trên tay, dương cung cài tên, một mũi tên hướng phía cái kia nguyên thần ngũ chuyển đại điểu vọt tới. Chu Tiên cung, diệt ma tiễn. Cái kia nguyên thần ngũ chuyển đại điểu, ánh mắt liền nhận ra Chu Tiên cung diệt ma tiễn, phát ra thét lên, đồng thời ngọn lửa trên người tăng vọt, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm chiến kiếm. Hắn rất thông minh, không cùng diệt ma tiễn chính diện giao phong, hỏa diễm chiến kiếm phách chạm tại diệt ma tiễn bên cạnh biên giới, muốn đem diệt ma tiễn phương hướng đánh lệch ra ngoài. Một chiêu này, lúc trước Trác Khôn Sinh dùng qua, hiệu quả rất tốt. Nhưng cái này chỉ đại điểu rõ ràng đánh giá cao thực lực của mình, hắn cùng với Trác Khôn Sinh thực lực, kém một mảng lớn. Hỏa diễm chiến kiếm chém vào diệt ma tiến phía trên, chỉ là nhượng diệt ma tiến chấn động một cái, mũi tên phương hướng không thay đổi, tiếp tục bắn về phía đại điểu. Đại điểu toàn thân lông vũ tạc lập, toàn thân hỏa diễm về phía trước dũng động, tạo thành một mặt hỏa diễm tấm thuẫn. Nhưng vẫn như cũ vô dụng, hỏa diễm tấm thuẫn trong nháy mắt bị xuyên thủng, phù một tiếng, mũi tên bắn vào đại điểu trong lồng ngực. Nổ xuất ra một cự đại huyết lỗ thủng. Đại điểu vang lên, toàn thân hỏa diễm tràn ngập, muốn dục hỏa trùng sinh. Nhưng diệt ma tiễn ở bên trong, ẩn chứa lực lượng khủng bố, có thể khắc chế tiên ma, ở trong người tàn sát bừa bãi, điên cuồng gặm nhấm của hắn sinh mệnh lực, đại điểu miệng vết thương, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào khép lại, thương thế thậm chí có tăng thêm xu thế. Tại bắn chúng cái này chỉ đại điểu đồng thời, đạo thư hư ảnh từ mi tâm bay ra, đem lúc trước cái kia bị kéo vỡ thành hai mảnh đại điểu thi thể thôn phệ. Hiu, hiu. Lục Ngôn lại là liên tục hai mũi tên, bắn về phía phần còn lại hai cái đại điểu. Lục Ngôn toàn lực ra tay, cộng thêm tầng thứ 10 liệp tiên ma, uy năng chân thực quá mạnh mẽ. Mũi tên rời dây cung phía sau, trực tiếp từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc đã đến đại điểu phụ cận, tựa như thuấn di. Đương nhiên, đây cũng không phải là thuấn di, cũng không phải là đã vượt qua không gian, mà là tốc độ quá nhanh tạo thành thị giác ảo giác. Nếu như thực lực đầy đủ cường đại, lấy linh thức, vẫn có thể bị bắt được mũi tên quý tích đấy. Nhưng cái này hai đầu đại điểu, hiển nhiên không ở trong đám này. Sở dĩ, căn bản không cách nào tránh đi mũi tên công kích.
Phốc phốc. Hai cái đại điểu đầu lâu bạo vỡ đi ra, cái kia nguyên thần bốn chuyển đại điểu trực tiếp bị nháy mắt giết chết, nguyên thần ngũ chuyển đấy, tuy nhiên hỏa diễm tràn ngập, muốn khôi phục lại, nhưng cực kỳ gian nan. Cái này biến thái khôi phục lực lượng, chúng hai ta tiến, còn nghĩ khôi phục lại, khôi phục năng lực, so vương cấp võ linh vẫn là biến thái. Lục Ngôn âm thầm líu lưỡi, linh hồn chi lực bao lấy bắn đi ra mấy cây diệt ma tiễn, đã bay trở về, rút ra một nhánh, lần nữa nhắm chuẩn nguyên thần ngũ chuyển đại điểu. Dừng tay. Lúc này, tiên khư bên trong, truyền ra một tiếng kinh khủng giống khiếu, cuồn cuộn âm lãng, như biển lãng, phóng tới Lục Ngôn. Lục Ngôn đồng tử co rụt lại. Tại tiên khư nội bộ biên giới, hắn thấy được một cái đại đến khoa trương đại điểu. Cái này chỉ đại điểu, rực triển mở ra, đạt đến kinh người mấy nghìn thước, che khuất bầu trời, đầu hạ mảng lớn bóng mờ. Hắn hai mắt như thần kiếm, xuyên thấu qua tiên khư màn sáng, rơi vào Lục Ngôn trên người. Lục Ngôn cảm giác làn da đau đớn. Cường đại, cực kỳ khủng bố cường đại, cách tiên khư màn sáng, Lục Ngôn đều cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ. Tiên chủ, cứu ta. Cái kia nguyên thần ngũ truyền đại điều dường như bắt được cây cỏ cứu mạng, truyền ra linh hồn ba động. Nhưng Lục Ngôn cũng không có như vậy dừng tay. Diệt ma tiễn, lại một lần nữa bay ra ngoài, đánh trúng vào nguyên thần ngũ truyền đại điều. Lần này, cái này chỉ sinh mệnh lực ngoan cường đại điều, triệt để vẫn lạc, cũng đã không thể khôi phục. Đồng thời, đào thư hư ảnh, bay ra ngoài, đem hai cái đại điều thi thể thôn phệ. Mà chi kia diệt ma tiễn, cũng bay trở về Lục Ngôn trong tay. Đây là tiên khư bên trong, cái kia lớn đến khoa trương đại điều, thấy được đạo thư hư ảnh phía sau hai mắt mãnh liệt trừng lớn, lộ ra vô cùng giật mình biểu lộ, theo sau một tiếng thét dài, hai cánh khẽ vỗ, mãnh liệt từ tiên khư trong bổ nhào ra ngoài. Một cái biển lửa, hướng phía Lục Ngôn lao qua, nóng bỏng nhiệt độ cao, khiến không khí đều bắt đầu vặn vẹo, nghìn mét phía dưới nước biển, đều bởi vì nhiệt độ cao bốc hơi, biến thành hơi nước. Lục Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng, lần nữa kéo động dây cung. Chỉ là lần này dùng đấy, không phải diệt ma tiễn, mà là một cây chân kim loại hiếm chế tạo mũi tên. Hắn sợ diệt ma tiễn vừa đi không trở về. Thân phận của đối phương, hiển nhiên là xích diễm tiên khư chi chủ, tiên chủ. Hưu, mũi tên bay ra ngoài, bắn vào trong biển lửa, ném ra thật dài chùm ánh sáng, đem biển lửa một phân thành hai, từ Lục Ngôn hai bên xông qua, sóng khí nhấc lên Lục Ngôn tóc dài cùng áo bào, bay phất phới. Bá. Tiên chủ nhanh chóng tới gần Lục Ngôn, một cái lớn như sơn nhạc móng vuốt sắc bén, hướng phía Lục Ngôn bắt đi qua. Nhưng lúc này, tiên chủ thân thể cao lớn phía trên, bỗng nhiên hiện ra từng cây một to lớn xiềng xích, một đầu chui vào tiên chủ thân hình bên trong, một đầu quán thông vào hư không phía trên. Lạch cạch đương. Theo tiên chủ mà động, xiềng xích truyền ra to lớn chấn động âm thanh. Đáng chết. Tiên chủ gào thét, xiềng xích tồn tại, nhượng thực lực của hắn, khó mà chân chính phát huy được. Lục Ngôn đã thu hồi Chu Tiên Cung, một quyền oanh tại tiên chủ móng vuốt sắc bén phía trên, một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ vọt tới, Lục Ngôn thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Bá! Tiên chủ cánh, giống như hỏa diễm thiên đao, chém về phía Lục Ngôn. Chân long giơ vuốt, Lục Ngôn liên tục hai chảo, chộp vào đối phương trên cánh, đụng một tiếng, Lục Ngôn lần nữa hướng về phía sau nhanh lùi lại nghìn mét. Cảm giác hai tay run lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nhưng chỉ thế thôi. Tiên chủ đích xác bị trói buộc được, thực lực phát huy không đi ra, tại tiên khư chi ngoại, hắn không làm gì được ta. Lục Ngôn tin tưởng tăng nhiều. Tiên chủ lay động thân hình, những cái kia xiềng xích chấn động, muốn bức đứt. Thế nhưng chút xiềng xích, chắc chắn bất hủ, bất luận tiên chủ thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Lúc này, tiên khư bên trong, lại có một con chim lớn bay ra. Cái này chỉ đại điều tiên khu, cũng phi thường to lớn, rực triển đạt đến hơn 500 mét. Bây giờ, Lục Ngôn đối với tiên loại này sinh linh, nhiều ít có chút lý giải, hắn biết rõ, tiên loại này thân thể cao lớn, cũng không phải bản thể tuyệt không có như vậy đại. Mà là bọn hắn tu luyện tiên thân. Cái này chỉ đại điều trên người, cũng có xiềng xích trói buộc, nhưng xiềng xích số lượng cực ít, chỉ có lưỡng căn. Lục Ngôn thân hình không ngừng lui về phía sau, cùng tiên khư kéo ra khoảng cách, sợ bị những thứ này đại điều vây đánh. Hắn biết rõ, những thứ này tiên, không thể rời đi tiên khư quá xa, chỉ cần trên người có xiềng xích, rời đi càng xa, trói buộc lực lượng càng mạnh. Căn cứ khí tức đến xem, cái này đầu rực triển chừng 500 thước tiên, là nguyên thần lục chuyển tu vi, hiện tại xem ra, tiên khư bên trong tiên, nguyên thần ngũ chuyển cùng ngũ chuyển phía dưới, đã hoàn toàn thoát khốn, nhưng nguyên thần lục chuyển trở lên, vẫn là bị trói buộc lấy.
Lục Ngôn tâm lý suy nghĩ. Hắn khoảng cách tiên khư vạn mét chi ngoại dừng lại. Nếu như tiên chủ không làm gì được hắn, hắn còn nghĩ dò xét một chút, nói không chừng, còn có thể có thu hoạch. Lúc này, đào thư bên trong, đã có nồng đậm năng lượng tuôn ra, Lục Ngôn dùng đến để thăng Diêm La Kim Thân. Liệp Tiên Ma, đạt đến tầng thứ 10, tạm thời đủ dùng, Lục Ngôn ý định trước tập trung lực lượng, đem Diêm La Kim Thân tăng lên tới cảnh giới cao nhất. Không có hắn, để thăng Diêm La Kim Thân, có thể tăng cường lực phòng ngự, tăng cường bảo mệnh năng lực. Tiên chủ, để cho ta tới đối phó tiểu tử này. Phía sau cái kia đại điều nói. Ngươi xiềng xích, còn chưa hoàn toàn bước đứt, chỉ sợ không phải đối thủ của tiểu tử đó. Như vậy, bổn tiên chủ tướng còn lại nguyện lực, toàn bộ dùng ra thay ngươi chặt đứt xiềng xích, ngươi đi lấy tiểu tử kia đầu lâu đến. Tiên chủ truyền âm, theo sau há mồm phun ra một thanh chiến kiếm. Chiến trong kiếm bộ, ẩn chứa kinh người năng lượng ba động, cỗ năng lượng này, nhượng Lục Ngôn cảm giác có chút quen thuộc. Nguyện lực đường vân. Không sai, cùng nguyện lực đường vân ẩn chứa năng lượng, cực kỳ tương tự. Đường. Chiến kiếm, đột nhiên chém vào cái kia nhỏ một chút đại điểu xiềng xích trên, nhượng xiềng xích kịch liệt chấn động, phía trên, xuất hiện một đạo vết nứt. Chiến kiếm tiếp tục bộc phát, năng lượng dũng động, lại một kiếm chém ra, chém vào xiềng xích vết nứt lên. Giặc giặc. Lần này, xiềng xích vết nứt làm lớn ra, xuất hiện một cự đại lỗ hổng. Nguyện lực, rõ ràng còn có thể chặt đứt xiềng xích. Khó trách tiên khư, muốn nghĩ hết biện pháp đi thu thập nguyện lực. Lục Ngôn giật mình. Theo sau cầm cung, đạp bộ tới gần, một mũi tên hướng phía cái kia nguyên thần lục chuyển đại điểu vọt tới. Tiên chủ huy động cánh, đem mũi tên kích nổ bung đến, tiếp tục thúc giục chiến kiếm, bổ chém xiềng xích. Hiu hiu hiu. Lục Ngôn liên tục mở cung, bắn ra cửu mũi tên. Cửu mũi tên, hỏa xuất quỷ dị đường cong, từ từng cái khác biệt phương hướng, bắn về phía nguyên thần lục chuyển đại điểu. Tiên chủ mãnh liệt kích động cánh, lấy bọn hắn làm trung tâm, nổi lên vòi rồng, đem mũi tên toàn bộ thổi chạch hướng ra ngoài. Đồng thời đụng một tiếng, một cái xiềng xích bị chém đứt. Nguyên thần lục chuyển đại điểu trên người, chỉ còn lại có một cái xiềng xích. Tiên chủ tiếp tục thúc giục chiến kiếm, phách chạm hướng một đường cuối cùng xiềng xích. Mà nguyên thần lục chuyển đại điểu, tự thân cũng toàn lực phối hợp, điên cuồng giãy giụa, muốn bước đứt xiềng xích. Lần này, chỉ là nhất kiếm. Một đường cuối cùng xiềng xích, liền là đem cắt đoạn. Lục Ngôn xoay người rời đi, hướng phía bờ biển bay đi. Lục Ngôn, ta biết rõ ngươi, ngươi đi không được, giết ta tiên khư nhiều vị tiên, ta muốn đem ngươi Vũ Minh, sang thành bình địa. Cái kia nguyên thần lục chuyển đại điều thét dài. Giặc giặc một tiếng, một đường cuối cùng xiềng xích triệt để cắt đoạn, hắn khí tức trên thân tăng vọt, toàn thân hỏa diễm, hừng hực bùng cháy, trong thiên địa, dường như nhiều hơn một vòng thái dương. Xích quý. Lục Ngôn thực lực rất mạnh, khó đối phó, ngươi cầm ta đây thanh chiến kiếm đi tới giết hắn. Tiên chủ trong miệng, lại bay ra một thanh chiến kiếm. Cái này thanh chiến kiếm, toàn thân đỏ lửa, phát ra nóng bỏng nhiệt độ cao, nhưng rất nhỏ đúng dịp, chỉ có dài nửa thước. Nguyên thần lục chuyển đại điểu, cũng chính là xích quý, rất nhiều phấn khởi, thu hồi chiến kiếm, nói có bảo vật này kiếm, định mang Lục Ngôn đầu lâu trở về. Hai cánh khe vỗ, xích quý hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ. Hướng phía Lục Ngôn bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đảo mắt, xích quý liền đi tới bên bờ biển. Lục Ngôn, đừng tưởng rằng chạy thoát, xem ta đốt người Vũ Minh. Xích quý trong mắt lách mình nồng đậm sát cơ. Hiu. Đúng lúc này, bờ biển trên, một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người, bay về phía xích quý. Diệt ma tiễn. Xích quý đồng tử co rụt lại, hai cánh chấn động, hơn 100 căn lông vũ, bay ra ngoài. Giống như hơn 100 thanh chiến kiếm, bổ vào diệt ma tiễn phía trên. Đương đương đương. Dày đặc thanh âm vang lên, diệt ma tiễn trong chốc lát bị đánh trúng hơn 100 xuống, phương hướng lệch hướng, bay về phía xa xa, rơi xuống dưới trong nước biển. Nhưng sau một khắc, lại có hai đạo mũi tên, trượt ra quỷ dị đường cong, từ hai bên trái phải, bắn về phía xích quý đầu lâu, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới gần. Xích quý đồng tử co rút lại, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên thần lục chuyển tồn tại. Thực lực vượt xa nguyên thần ngũ chuyển tiên, đã nắm giữ quy tắc chi lực. Hỏa diễm quy tắc dũng động, hai cánh mãnh liệt khép lại, bảo vệ đầu lâu. Oanh oanh, lưỡng căn diệt ma tiễn, xuất tại xích quý trên cánh. Diệt ma tiễn, cùng trên cánh quy tắc chi lực kịch liệt va chạm, cuối cùng thành công đánh xuyên quy tắc chi lực, đâm vào cánh bên trong, lại bị cánh gắt gao kẹt. Nguyên thần lục chuyển tiên, thực lực quả nhiên kinh người, có thể so với thiên hạ chí cường. Bên bờ biển, Lục Ngôn thân hình hiện hiện.
Lúc trước hắn sở dĩ từ Tiên Khư rời đi, ẩn giấu ở chỗ này mai phục, chính là sợ bị Tiên Khư vòng vây. Hắn biết rõ tiên thiên phú đáng sợ. Bất luận cái gì một cái tiên, chỉ cần ở vào chỗ nào đó cảnh giới, thực lực kia, nhất định là tại cảnh giới kia cao cấp nhất đấy. Tùy tiện một cái nguyên thần ngũ chuyển tiên, liền có thể so với cao thủ đứng đầu. Một cái nguyên thần lục chuyển tiên, có thể so với thiên hạ chí cường. Nếu là bị một cái nguyên thần lục chuyển tiên cuốn lấy, lại đến mấy cái nguyên thần ngũ chuyển tiên, còn có vị kia tiên chủ, hắn chỉ sợ nguy hiểm. Rời xa Tiên Khư lại ra tay, mới an toàn. Hắn không có đoán sai, nguyên thần lục chuyển tiên, quả nhiên cường đại, hắn đánh lén phía dưới, liên tục bắn ra tam chi diệt ma tiễn, cũng không có trọng thương đối phương, chỉ có thể nhẹ vết thương. Cát, tiên khôi thét dài, hai cánh chấn động, lưỡng căn diệt ma tiễn bay ra ngoài, thân thể cao lớn, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành dực triển chỉ có rộng vài chục thước đại điểu, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, đánh giết hướng Lục Ngôn. Thân thể thu nhỏ lại, nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn, hai cánh như đao, chém về phía Lục Ngôn. Ngay tại cánh tới gần Lục Ngôn thời điểm, hắn há miệng một phun, một thanh hồng sắc chiến kiếm, đâm Lục Ngôn mi tâm. Nhanh, nhanh tới cực điểm. Lục Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, mà hắn thân trước, một đạo võ học phân thân hiển hiện, chính là Diêm La Kim Thân phân thân, song quyền hợp lại, chụp về phía chiến kiếm. Xì xì xì. Diêm La Kim Thân phân thân hai tay bắt được chiến kiếm, phát ra xì 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 âm thanh, chỉ rằng co một cái sát na, chiến kiếm liền đột phá Diêm La Kim Thân phân thân hai tay, đâm vào trên ngực. Lực phòng ngự vô cùng cường đại, Diêm La Kim Thân phân thân lại có thể không có phòng ngự được, trực tiếp bị đâm vào ngực, phù một tiếng, thân thể bị chiến kiếm cái kia vô cùng sắc bén kiếm khí kéo vỡ thành hai mảnh. Cái gì? Lục Ngôn đồng tử co rụt lại. Cái này vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới lực phòng ngự cường đại như thế Diêm La Kim Thân phân thân lại có thể không có ngăn trở đối phương nhất kiếm. Đây là cái gì kiếm như thế sắc bén? Tiên chủ bảo kiếm, quả nhiên không giống người thường, tiểu tử, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Xích Quý rất nhiều hưng phấn, mong muốn lần nữa thúc giục bảo kiếm, thẳng hướng Lục Ngôn. Lúc này, một cây đại thụ hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, vọt vào Xích Quý đầu lâu bên trong. Oanh! Xích Quý nguyên thần rung mạnh, mặc dù có quy tắc chi lực bảo hộ, cũng thiếu chút nổ tung. Nguyên thần bị thương, lại khó lấy thúc giục bảo kiếm. Lục Ngôn trên người lập tức vọt ra mười mấy đạo võ học phân thân, tất cả đều là thần cấp võ học phân thân cùng tuyệt đỉnh võ học phân thân, một tia ý thức đánh về phía Xích Quý, đem Xích Quý bao bọc vây quanh, sau đó tự bạo ra. Mười mấy cụ cường đại võ học phân thân tự bạo, kinh khủng hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi, đem Xích Quý sao chịu được xương không thể phá vỡ tiên khu xé rách. Đáng chết! Xích Quý kịp phản ứng, vội vàng đem nguyên thần trốn vào nhục thân trong, sau đó toàn thân tràn ngập hỏa diễm, muốn dục hỏa trùng sinh, chữa trị thân thể. Nhưng Lục Ngôn đã không cho hắn cơ hội này. Linh hồn công kích cùng võ học phân thân sáng tạo cơ hội, Lục Ngôn làm sao có thể bỏ qua. Tại võ học phân thân lao ra trong nháy mắt, Chu Tiên Cung cùng diệt ma tiễn đã nơi tay, chống đáng toàn thân chi lực, điều động rộng lượng thiên địa năng lượng, rót vào Chu Tiên Cung diệt ma tiễn bên trong. Hưu, diệt ma tiễn bay ra, chuẩn xác đã trúng mục tiêu Xích Quý đầu lâu. Xích Quý đầu lâu liên đới cái cổ, cùng nhau nổ thành nát bấy. Nhưng nguyên thần lục chuyển tiên, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, như vậy còn chưa có chết, hỏa diễm tràn ngập bên trong, có quỷ dị năng lượng nối lại tàn khuyết thân thể, nhượng thân thể nhanh chóng chữa trị. Thực lực cùng Trác Khôn Sinh không sai biệt lắm tiên, sinh mệnh lực so Trác Khôn Sinh không biết cường to được bao nhiêu. Đổi lại là chí cường cấp bậc võ tu, đã chết không thể chết lại. Hiu, hiu, hiu. Lục Ngôn liên tục không ngừng mở cung, liên tục bắn ra ngũ tiễn. Ngũ chi diệt ma tiễn, toàn bộ xuất vào Xích Quý thân hình bên trong, diệt ma tiễn đáng sợ kia năng lượng, hoàn toàn ở Xích Quý thể nội nổ bung. Lần này, Xích Quý rốt cuộc không chịu nổi, phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, triệt để bị mất mạng, nguyên thần cũng tan thành mây khói. Còn muốn chạy, Lục Ngôn phát hiện, Xích Quý vừa chết, cái thanh kia dài nửa thước hồng sắc chiến kiếm, liền hướng về Xích Diễm Tiên Khư phương hướng bay đi. Cái này thanh chiến kiếm, vô cùng sắc bén, hắn có thể không muốn bỏ qua. Phía trước, hắn chính là cảm giác được cái này thanh chiến kiếm uy hiếp, mới tại trong nháy mắt dùng ra tất cả át chủ bài, tốc chiến tốc thắng. Bằng không thì, hơi chút vô ý, chết sẽ là hắn. Lục Ngôn điều động thiên địa lực lượng, ngưng tụ ra một cái đại thủ, lăng không một chảo, đem chiến kiếm chộp trong tay. Lục Ngôn,
Ngươi liên sát ta xích diễm tiên khư nhiều vị tiên, ngươi là chán sống. Chiến kiếm trong, truyền ra âm thanh lạnh như băng, rõ ràng là xích diễm tiên chủ thanh âm. Đồng thời, kiếm quang đại thịnh, bổ ra lục ngôn ngưng tụ đại thủ, muốn chạy trốn chạy mà đi. Chiến kiếm bên trong, có còn sót lại linh hồn chi lực sao, hừ, cái này ma diệt rơi. Lục ngôn hừ lạnh, linh hồn bay ra, hai tay đẩy, một cây đại thụ hư ảnh, vọt vào chiến kiếm bên trong. Lục ngôn, chờ bổn tiên chủ thoát khốn này, chính là sát ngươi thời điểm. Chiến kiếm trong, truyền ra một tiếng không cam lòng gào thét, liền lại không một tiếng động. Màu lửa đỏ chiến kiếm, yên tĩnh trôi nổi trên không trung. Lục ngôn đưa tay lăng không một chảo, chiến kiếm hướng hắn bay tới. Ngay tại chiến kiếm khoảng cách hắn chỉ có nửa mét thời điểm, bỗng nhiên kiếm thế đại thịnh, hướng phía lục ngôn mi tâm, bổ tới. Không tốt, lục ngôn quá sợ hãi, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng đã tới bất cập, còn không có rời khỏi 10 mét, chiến kiếm cũng đã bổ vào mi tâm của hắn phía trên. Đương, lục ngôn thân thể hướng về phía sau lăn mình ra mấy nghìn thước, cảm giác mi tâm đau đớn, đầu lâu như là bị sốc lên, ấm áp máu tươi xuôi theo mũi chảy xuống. Sát, lục ngôn gầm nhẹ, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cây đại thụ hư ảnh, đánh vào chiến kiếm bên trong, lần này, chiến kiếm triệt để đắm chìm xuống. Lão âm hàng, lục ngôn lấy linh thức chứng kiến. Mi tâm của hắn, xuất hiện một đạo kiếm thương, nhập cốt nửa tấc. Còn tốt, phòng ngự của ta lực lượng đầy đủ cường đại, còn tốt, đối phương còn sót lại linh hồn cực ít. Lục ngôn âm thầm may mắn. Tiên chủ cấp bậc lão gia hỏa, quả nhiên khủng bố, hắn lần thứ nhất linh hồn công kích, cũng không có triệt để đem đối phương ở lại chiến trong kiếm linh hồn ma diệt, vẫn là sót lại một chút, lại giả vờ bị ma diệt, chờ lục ngôn để xuống đề phòng, muốn thu lấy chiến kiếm thời điểm, đột nhiên tập kích. Đổi lại là người khác. Chỉ sợ đã chết. Cũng may, đối phương bị lục ngôn lần thứ nhất linh hồn công kích, mặc dù không có triệt để ma diệt, nhưng sót lại linh hồn chi lực cực ít, khó mà phát huy ra chiến kiếm toàn bộ uy lực, cũng liền không có phá vỡ lục ngôn phòng ngự. Lần này, lục ngôn cẩn thận rất nhiều, cũng không có lập tức thu lấy chiến kiếm, mà là lấy linh hồn chi lực thẩm thấu tiến chiến kiếm bên trong, tỉ mỉ thăm dò, sau cùng xác nhận, chiến trong kiếm không còn linh hồn phía sau, mới đưa chi thu vào. Đạo thư hư ảnh bay ra. Đem xích quý thi thể, thôn phệ sạch sẽ. Tìm xem diệt ma tiễn, cũng không nên bị mất. Lục ngôn dựng ở mặt biển, linh thước tản mát ra đi. Phía trước bắn ra diệt ma tiễn, chỉ có ngũ căn thu hồi, mặt khác bốn căn, rơi xuống dưới đáy biển. Còn tốt, nơi này là bờ biển nước không sâu, rất nhanh liền tại đáy biển tìm được bốn căn diệt ma tiễn. Lục ngôn cũng không có lập tức trở về võ sơn, mà là dừng lại ở bên bờ biển, luyện hóa tiên thi. Chủ yếu là lo lắng, xích diễm tiên khư, còn có tiên đuổi theo. Chỉ là, lục ngôn quá lo lắng, liên tiếp vài ngày, cũng không trông thấy tiên bóng dáng. Tiên khư tiên, số lượng có hạn, đầu tiên là tại Phượng Minh Sơn, bị ta giết ba cái, lần này xích diễm tiên khư chi ngoại, lại giết ba cái, cộng thêm bên bờ biển một cái nguyên thần lục chuyển đấy, xích diễm tiên khư tiên, số lượng nên là không nhiều lắm. Lục ngôn thầm nghĩ, đảo mắt, lại qua mấy ngày, nuốt vào tiên. Toàn bộ bị đạo thư luyện hóa. Diêm La Kim Thân, một lần hành động tăng lên tới tầng thứ 12. Nguyên thần ngũ chuyển, đặc biệt là nguyên thần lục chuyển tiên, cung cấp năng lượng rất hùng hậu, vượt xa nguyên thần tam chuyển bốn chuyển đấy. Chỉ là, Diêm La Kim Thân, càng đi về phía sau để thăng khó khăn lại càng lớn. Một tầng so một tầng kinh người. Đặc biệt là tới tầng 12 phía sau, tăng lên, chậm như tốc độ như rùa. Lục ngôn phỏng đoán. Tối thiểu muốn 3 đến 4 chỉ nguyên thần lục chuyển tiên, mới có thể đem Diêm La Kim Thân, tăng lên tới cảnh giới cao nhất 13 tầng. Sở dĩ, tới tầng thứ 12 phía sau, lục ngôn cảm giác không đúng, liền đem còn thừa không nhiều năng lượng, dùng đến để thăng ngũ sắc thiên đao, đem ngũ sắc thiên đao tăng lên tới đệ ngũ tầng. Mà Diêm La Kim Thân, lưu lại tại tầng thứ 12 2% phía trên. 3-4 chỉ nguyên thần lục chuyển tiên, khó a. Lục ngôn cảm thán. Chỉ là, Diêm La Kim Thân, đạt đến tầng thứ 12, khiến thực lực của hắn, luôn cố gắng cho giỏi hơn, cận chiến, đạt đến đáng sợ tình trạng. Chính hắn cũng rất khó dự đoán, hắn cận chiến mạnh như thế nào. Dù sao cùng xích diễm tiên khư tử thù, đã kết xuống, không chết không thôi, vậy không bằng, lại đi xem có thể hay không tái dẫn ra hai cái tiên ra tới. Lục ngôn thầm nghĩ, ăn tùy chi vị, dùng tiên đến đề thăng võ học, rất thoải mái, lục ngôn có chút không muốn rời xa. Nghĩ tới đây, lục ngôn lập tức xuất phát, sau đó không lâu, lại đi tới tiên khư bên ngoài.
Bên trong đại điểu, cút ra đây cho ta, đại gia ta đói bụng, muốn ăn nướng toàn bộ điểu, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lục Ngôn hét lớn, âm lãng cuồn cuộn, vọt vào tiên khư bên trong. Tiên khư ở chỗ sâu trong, một đôi con mắt thật to mở ra, mang theo tinh hồng sắc, sát cơ lạnh lùng như xương lạnh. Lục Ngôn, Xích Diễm tiên chủ gầm nhẹ, hai cánh mở ra, phá không bay ra, đi tới tiên khư chi ngoại. Cánh như liệt diễm thiên đao, chém về phía Lục Ngôn. Tới tốt lắm. Lục Ngôn không tránh không né, vận chuyển chân long chiến thể cùng Diêm La kim thân, bàn tay như đao về phía trước chém ra. Oanh! Trường đao, cùng Xích Diễm tiên chủ cánh đối oanh cùng một chỗ. Một tiếng kinh thiên ầm vang vang lên, hai người giao phong chỗ, bộc phát ra kinh khủng sóng khí, quét sạch bát phương. Lục Ngôn thân hình có chút nhoáng một cái, lui về phía sau mấy bước, liền đứng vững vàng thân hình. Ngươi! Xích Diễm tiên chủ khiếp sợ, theo sau ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam chi quang. Truyền thuyết là thật, tộc của ta vô thượng chí bảo đạo thư, có được nghịch thiên khả năng, nhưng làm sao sẽ rơi vào cái mảnh này ô uế chi địa, thậm chí rơi vào một nhân tộc võ tu trong tay. Đạt được, nếu như ta có thể đạt được, định có thể nhất phi trùng thiên, đặt chân bất hủ, dễ dàng. Xích Diễm tiên chủ tâm trong giống to, khí tức kinh khủng, bộc phát ra. Lưu Hỏa Thiên Vũ. Xích Diễm tiên chủ một tiếng thét dài, trong thiên địa, hỏa chi quy tắc dũng động, rộng lượng thiên địa lực lượng hội tụ, hóa thành vô số đạo dao găm ngọn lửa, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Lục Ngôn. Rậm rạp chằng chịt hỏa diễm đao nhận, giống như mưa rào, giăng đầy mỗi một phiến không gian, tuôn hướng Lục Ngôn. Lục Ngôn thi triển tinh thần thối, không ngừng lóe lên, nhưng cuối cùng khó mà toàn bộ tránh đi. Lục Ngôn trong tay, ngũ sắc chiến đao xuất hiện, một đao phách chạm mà ra, cùng một đạo hỏa diễm lưỡi đao đụng vào nhau, đem cái này đạo hỏa diễm lưỡi đao chẻ thành hai nửa, nhưng có nóng bỏng nóng hổi nhiệt lưu, trùng kích tại Lục Ngôn trên người, phát ra xì 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 thanh âm. Còn tốt, Lục Ngôn lực phòng ngự đầy đủ cường đại, đem nhiệt lưu toàn bộ ngăn lại. Nhưng lập tức, lại có càng nhiều hỏa diễm đao nhận, chém về phía Lục Ngôn. Ồ! Thời điểm này, Lục Ngôn phát hiện, đạo thư dục dịch. Chưa kịp tinh tế suy nghĩ, tâm niệm vừa động, đạo thư hiện ra một đạo hư ảnh, giống như một chương hơi mỏng trong suốt vải vóc, khóa lại Lục Ngôn trên người. Theo sau, Lục Ngôn không ngừng vung đao, ngăn cản hỏa diễm đao nhận. Oanh oanh oanh! Thoáng qua tầm đó, Lục Ngôn liền ngăn lại hơn 30 đạo hỏa diễm đao nhận, thân hình đã lui một bước. Lại có thể như thế. Lục Ngôn trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn phát hiện, tại hắn cùng hỏa diễm đao nhận va chạm trong nháy mắt, hỏa diễm đao nhận trong ẩn chứa tiên lực, bị thân thể mặt ngoài trong suốt đạo thư hư ảnh, thôn phệ sạch sẽ. Tiên chủ phát động công kích, bao hàm 3 loại lực lượng. Một loại chính là tiên lực. Tiên lực là hạch tâm, dung hợp hỏa chi quy tắc cùng thiên địa lực lượng, có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Nhưng ở cùng Lục Ngôn tiếp xúc trong nháy mắt, tiên lực liền bị đạo thư hư ảnh cắn nuốt, chỉ còn lại có quy tắc chi lực cùng thiên địa lực lượng, uy lực giảm nhiều, ngăn cản đứng lên, nhẹ nhõm không chỉ một lần. Luyện hóa nhiều chỉ tiên thi, đạo thư nên là lại có làm cho suy biến, hiện tại phân thân, không biết có khả năng thể bao xa. Lục Ngôn thầm nghĩ, tiên chủ chứng kiến Lục Ngôn nhẹ nhõm ngăn lại công kích của hắn, tâm lý cũng có chút khiếp sợ, hai cánh kích động, trên người xiềng xích loảng xoảng rung động. Liệt diễm tiên mâu, tiên chủ thét dài, lại thi triển ra một loại đại sát chiêu, trên không trung hiện ra 36 căn hỏa diễm trường mâu, mỗi một căn trường mâu, đều giống như tiên mâu, phát ra kinh khủng ba động. Mặc dù là chí cường giả đối mặt, đều không dám nhìn thẳng phong mang. Nhưng Lục Ngôn không sợ, đón đánh mà lên, liên tiếp ầm vang phía sau, thành công ngăn lại. Đường đường tiên chủ, liền chút thực lực ấy lại đến. Lục Ngôn hét lớn, đạp bộ về phía trước, ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Tiên chủ trong công kích ẩn chứa tiên lực, đồng dạng có thể đề thăng võ học, càng nhiều càng tốt. Tiên chủ bị Lục Ngôn bực này thay độ, khí không nhẹ, toàn thân nổ mao, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn đấy, rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó, xoay người rời đi, bay vào tiên khư bên trong. Chạy! Lục Ngôn không cam lòng, lấy ra Chu Tiên Cung, sau đó lấy ra một bó phổ thông mũi tên, không ngừng mở cung. Từng đạo mũi tên, như lưu quang, bay vào tiên khư bên trong. Tạp Mao Điểu, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Phía trước cái kia mấy cái, đều bị ta thịt kho tàu rồi, các ngươi không muốn báo thù sao, ra tới à, nhát như chuột, vẫn là tự xưng tiên, cười rơi ta răng hàm. Đồng thời Lục Ngôn vẫn là đại uống, không ngừng khiêu khích. Tiên khư bên trong, từng đạo ánh mắt tràn đầy sát ý lóe lên,
Bạo ngược sắc ý như sóng chiều giống như mãnh liệt. Không cần để ý tới hắn, hắn người mang chí bảo, có thể mượn nhờ tộc của ta để thăng võ học, đi ra, chính giữa hắn tự nguyện chịu thiệt, chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch tiếp tục thôi động, chờ bổn tiên chủ thoát khỏi xiềng xích, chính là tiểu tử này tử kỳ. Tiên chủ thanh âm vang lên, trấn an cái khác đại điểu. Lục Ngôn mắng trọn vẹn nửa giờ, mãi đến miệng đắng lưỡi khô, không có một con chim lớn xuất hiện. Xem ra, những gia hỏa này đã có kinh nghiệm. Lục Ngôn có chút thất vọng, tại tiên khư chung quanh đi lại vài vòng, cuối cùng đằng không rời đi. Tiên khư tiên chủ, không biết là cảnh giới gì tồn tại, đầy người xiềng xích, cũng có thể phát huy ra như thế thực lực, đại khái dẫn là hợp đạo cảnh giới, như thế, tiên khư ở bên trong, có hay không nguyên thần thất chuyển cao thủ. Xem tiên chủ bộ dạng, nên là không có nhanh như vậy thoát khỏi xiềng xích, nhưng nguyên thần thất chuyển, liền không hẳn, thực lực của ta còn chưa đủ, nhất định phải nâng cao một bước. Dọc đường, Lục Ngôn trong đầu chuyển từng cái một ý niệm trong đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn thực lực bây giờ tuy mạnh, đặc biệt là Diêm La Kim Thân đạt đến tầng thứ 12, phổ thông chí cường, như Minh Vương, Kiếm Vô Cực, Trác Khôn Sinh loại này, hắn đã mảy may không sợ, toàn lực bộc phát, cộng thêm linh hồn ưu thế, đánh đối phương một trở tay không kịp, đánh chết xác suất thật lớn. Nhưng đối với thượng nguyên thần thất chuyển, hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Đương nhiên, đạo thư đối với tiên, có yếu đi tác dụng, đơn độc một cái, hắn có lẽ có thể đụng một cái, nhưng đến hai cái, hắn tuyệt đối sẽ không địch lại. Nhân vô viễn lự, tiềm ẩn uy hiếp, nhất định phải cân nhắc đi vào. Ban đầu ở thông thiên di chỉ bên trong, ta liền giết nhiều vị tiên khư cao thủ, phía sau có hai đại tiên khư tìm được lĩnh đông muốn giết ta, cái này đã nói lên, ta cùng với tiên khư, không thể nào cùng phân giải, tương lai định là không chết không thôi, thay vì như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lục Ngôn trong mắt, đã hiện lên lạnh lùng sát cơ. Hắn không có trở về Vũ Minh, mà là hướng Nam mà đi, mục tiêu, Nam Cương. Không sai, hắn muốn đi Nam Cương tiên khư, tiếp tục săn giết tiên, để thăng võ học. Dù sao sớm muộn muốn một trận chiến, hiện tại săn giết tiên, không những được yếu đi đối phương thực lực, còn có thể tăng cường tự thân võ học, vẹn toàn đôi bên. Hắn tốc độ như điện, cấp tốc hướng phía Nam Cương mà đi. Tại Lục Ngôn rời đi nửa ngày sau. Xích Diễm tiên khư bên trong. Tiên chủ, cái kia Lục Ngôn, nên là rời đi. Một con chim lớn nói. Ta đoán cái kia Lục Ngôn, hơn phân nửa còn sẽ đi cái khác tiên khư săn giết ta tiên tộc, mà khoảng cách Cẩm Châu gần nhất tiên khư, chính là Nam Mãng tiên khư, lúc này đi thông báo bọn hắn, hơn phân nửa không còn kịp. Xích Huyền, ngươi lập tức rời đi, đi thông báo cái khác tiên khư, phòng ngừa bị Lục Ngôn săn giết. Xích Diễm tiên chủ phân phó. Tiên chủ, tiểu tử kia, thật dám đem chúng ta cửu đại tiên khư đắc tội tử. Một con chim lớn nói. Đã kết tử thù, vì cái gì không dám đã có thể yếu đi tộc của ta, lại có thể tăng cường tự thân, cớ sao mà không làm, không cần hỏi nhiều, nhanh đi. Tiên chủ hạ lệnh. Không lâu, một con chim lớn bay ra Xích Diễm tiên khư, hắn lượn quanh một khoảng cách lên đất liền bờ biển, sau đó nhanh chóng hướng phía đại sở trung bộ bay đi. Lấy Lục Ngôn tốc độ, gần nửa ngày không đến, liền đi tới Nam Mãng tiên khư. Nam Mãng tiên khư, chỗ Nam Cương Đại Sơn ở chỗ sâu trong, đất đai cực kỳ rộng lớn, vũ khí mờ mịt, chung quanh, đồng dạng bị một tầng quy tắc chi lực bao trùm. Lục Ngôn không nói nhảm, xuất ra cung tiễn, liền hướng trong bắn. Phương nào tiểu tặc, thật to gan, dám đối với ta tiên khư ra tay, tự tìm cái chết. Một cái to lớn mãng xà, miệng phun người nói, từ tiên khư trong leo ra, vặn vẹo thân hình, đối với hướng Lục Ngôn chính là một cái kịch độc. Này mãng xà, cũng có nguyên thần bốn chuyển tu vi. Nhưng Lục Ngôn cũng không có lập tức giết chết hắn, mà là cùng đối phương dây dưa, nghĩ dẫn xuất càng nhiều nữa đại xà. Quả nhiên, không lâu phía sau, lại có mấy cái đại xà đánh giết ra tới, trong đó bao gồm một cái nguyên thần ngũ chuyển đại xà, Lục Ngôn lúc này mới động thật sự, ra tay đem này mấy cái đại xà kích sát. Giống, tiên khư bên trong, vọt ra một cái kinh thế cự mãng, cái đuôi càn quét mà ra, phạm vi nghìn mét, san thành bình địa. Nam Mãng tiên chủ, từ nơi này đầu cự mãng trên người cái kia rất nhiều xiềng xích, Lục Ngôn liền cũng biết, này cự mãng, chính là Nam Mãng tiên chủ. Lục Ngôn lách mình né qua, cùng Lục Ngôn dây dưa mấy chiêu. Lục Ngôn, cự mãng mắt sáng như đuốc, quét Lục Ngôn vài lần, bỗng nhiên uốn éo thân, bò vào tiên khư bên trong. Tiên chủ, để ta đi giết hắn. Một cái khác đầu năm màu rực rỡ đại xà gào rú. Vô duyên vô cớ, đến khiêu khích chúng ta, tất có làm cho cầm, không cần để ý tới hắn. Nam Mãng tiên chủ nói.
Ta đây tộc liền trắng đã chết sao? Năm màu rực rỡ đại xà không cam lòng. Làm sao có thể chết vô ích, đối đãi bổn tiên chủ thoát khốn, cùng nhau thanh toán, Lục Ngôn người này thực lực rất mạnh, ngươi mặc dù ra ngoài, cũng không làm gì được hắn, vẫn là gặp nhiều thua thiệt, mà lại nhượng hắn lớn lối nhất đoạn ngày giờ. Nam Mãng tiên chủ nói, một đám loài bò sát, lăn ra đây. Đại gia hôm nay muốn ăn xà canh. Lục Ngôn tại ngoại chửi bậy, nhưng mắng nửa ngày, cũng không có một cái đại xà lao ra. Những thứ này đại xà, quả nhiên muốn âm hiểm rất nhiều, không phải những cái kia lỗ mãng đại điểu có thể so sánh. Lục Ngôn thầm nghĩ, hắn cảm thấy, những thứ này đại xà, so với cái kia đại điểu nguy hiểm hơn. Không cam lòng lại khiêu khích một hồi, vẫn như cũ không thấy đại xà ra tới, Lục Ngôn xoay người rời đi, hướng phía đại sở trung bộ mà đi, đi đến cái kế tiếp tiên khư. Dọc đường, mới vừa rồi bị đạo thư thôn phệ tiên thi, đã chuyển hóa làm năng lượng, Lục Ngôn toàn bộ dùng đến để thăng ngũ sắc thiên đao. Gần nửa ngày phía sau Lục Ngôn đã đi tới cái kế tiếp tiên khư, nhưng một phen khiêu khích phía sau, lại không có một cái tiên ra tới ứng chiến. Lại có thể không đi ra, chẳng lẽ đã nhận được tin tức? Là xích diễm tiên khư những cái kia đại điểu làm. Lục Ngôn giật mình. Hắn dứt khoát rời đi, đi đến cái kế tiếp tiên khư, rất nhanh liền đến được nghiệm chứng. Bởi vì này cái tiên khư, vẫn không có một cái tiên ra tới ứng chiến. Có thể xác nhận, nhất định là nhận được tin tức. Trở lại Vũ Minh. Sợ không ở thời điểm, lọt vào tiên công kích. Chờ hắn trở về Vũ Minh thời điểm, còn tốt, lo lắng sự tình, cũng không phát sinh. Hiển nhiên, xích diễm tiên khư đại điểu, khả năng suy đoán hắn sẽ đi cái khác tiên khư, nhưng không dám cam đoan, sợ hắn tại Vũ Minh bên trong, nếu như vậy, đến chính là đưa đồ ăn. Ngũ sắc thiên đao, kém một điểm đạt tới 11 tầng. Lúc này, tiên thi đã hoàn toàn bị luyện hóa, Lục Ngôn quan sát ngũ sắc thiên đao, phát hiện cắm ở tầng thứ 19 phần 10 phía trên. Nếu như có thể lại săn giết một cái nguyên thần lục chuyển tiên, định có thể đem ngũ sắc thiên đao, tăng lên tới tầng thứ 12 cảnh giới cao nhất. Không có tiên thi, võ học rất khó đề thăng, chỉ có thể trước đề thăng tu vi. Đáng tiếc chính là, giết những cái kia tiên, cũng không có được cái gì tu di giới tử túi, lại càng không cần phải nói hồn tinh. Hiện tại, chỉ có thể mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi lực, rèn luyện linh hồn. Lục Ngôn tự mình tỏa chấn Vũ Minh, không lại ra ngoài. Vũ Minh, tự động phát triển, thực lực từng ngày tăng cường. Chỉ chớp mắt, lại đi qua một năm. Một ngày này, Lục Ngôn nhận được Sở Long truyền đến một đạo mật tín. Sở Thiên Kiêu, đột phá. Từ nguyên thần lục chuyển đỉnh phong, bước vào nguyên thần thất chuyển, đã trở thành thiên hạ hôm nay, chí cường trong chí cường, đều biết cao thủ một cái. Nhưng Sở Long trong thơ nói, tin tức này, tại Minh Vương Phủ chỉ có giải rác mấy người biết rõ, hy vọng Lục Ngôn không đến ngoại truyền. Không nghĩ tới, Sở Thiên Kiêu thật đột phá, tốt. Lục Ngôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cùng với Minh Vương Phủ, chính là Minh Hiếu, quan hệ chặt chẽ, Minh Vương Phủ càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Một năm nay, hắn thường sợ có nguyên thần thất chuyển tiên đánh tới, bây giờ Sở Thiên Kiêu phá quan, thời khắc mấu chốt, có thể trở thành một đại trợ giúp. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, một năm nay, Lục Ngôn cũng làm một loạt chuẩn bị. Chẳng hạn như, để lại nhiều đường lui, nếu có không đúng, cùng hắn quan hệ người thân cận, cũng ở đây trước tiên chuyển di. Như vậy rất bị động rồi, ta không thích loại cảm giác này, nhất định cũng phải nhanh một chút đột phá. Lục Ngôn thì thầm, bàn tay chập lại, từ từ hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán, trong mắt của hắn, lộ ra quả quyết chi sắc. Bằng vào thiên địa tự nhiên chi lực rèn luyện linh hồn, muốn nhanh chóng đề thăng, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Cần mạo hiểm. Cửu trọng thiên, nhất trọng so nhất trọng nguy hiểm. Lục Ngôn hiện tại đại đa số thời điểm, linh hồn là ở thất trọng thiên rèn luyện. Cực ít tiến nhập bát trọng thiên. Bát trọng thiên, với hắn mà nói, liền gặp nguy hiểm rồi. Hắn nhớ ký lúc trước trầm nhất nặc phụ thân, chính là mạo hiểm tiến nhập cửu trọng thiên, đả thương nguyên thần. Nhưng linh hồn hắn ở bên trong, có cái kia kỳ dị đại thụ, mặc dù linh hồn bị thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục, không hẳn không thể thử một lần. Vậy liền, thử một chút. Tâm niệm vừa động, linh hồn hiện hiện, bay thẳng cửu tiêu. Rất nhanh, Lục Ngôn linh hồn liền đi tới bát trọng thiên. Bát trọng thiên ở bên trong, khắp nơi đều là diễm vân, lôi bạo, cực hàn bạo lưu, cửu sắc cương phong trở. Lục Ngôn linh hồn không ngừng, phá tan một phiến diễm vân, xuyên qua một tầng bình chướng, tiến nhập tầng thứ 9. Oanh oanh oanh, mới vừa ra nhập tầng thứ 9, trước mặt chính là mấy chục đạo lôi đình đổ ập xuống bổ tới,
đem Lục Ngôn Bổ có chút phát đoán, linh hồn bị đáng sợ lôi điện bao phủ, truyền ra từng trận mùi khét. Vô số đạo thật nhỏ lôi đình, hướng linh hồn bên trong chui, từng trận toàn tâm đau đớn truyền đến. Cửu trọng thiên, khủng bố như vậy. Đây là Lục Ngôn tiến nhập cửu trọng thiên sau ý niệm đầu tiên. Hắn biết rõ, linh hồn của hắn đã bị thương. Đổi lại cái khác nguyên thần tam chuyển linh hồn, từ lâu tan thành mây khói, cũng may linh hồn của hắn đầy đủ cường đại, mới thẳng xuống tới. Lúc này, linh hồn bên trong đại thụ tràn ngập ra một cỗ đặc thù năng lượng, chạy linh hồn các nơi, linh hồn hắn lên thương thế, trong chớp mắt liền khỏi. Oanh oanh, doạt doạt, từng đạo cỡ thùng nước lôi điện, hướng phía Lục Ngôn bổ tới. Lục Ngôn thân hình lóe lên, tránh khỏi bộ phận lôi điện, nhưng vẫn là bị mấy đạo lôi điện bổ trúng, toàn thân bốc khói. Nhưng lúc này, hắn mới nhìn rõ, hắn vị trí. Rõ ràng tại một phiến vào trong lôi hải. Phía trước, là mênh mông bát ngát lôi đình hải dương, vô biên vô hạn, mãnh liệt bành trướng, phát ra làm người ta khí tức kinh khủng. Cái loại này khí tức, khiến Lục Ngôn có loại cảm giác, chỉ cần một đạo lôi điện, liền có thể đem hắn đánh chính là tan thành mây khói. Còn tốt, nơi đó tại lôi đình hải dương biên giới. Hắn xoay người rời đi, hướng phía bên ngoài phóng đi, chung quanh, không ngừng có lôi đình bổ về phía hắn. Tại đã trúng người mấy đạo lôi đình phía sau, rốt cuộc vọt ra lôi đình hải dương, có thể thở dốc. Thật lớn lôi đình hải dương, cái này đến cỡ nào rộng lớn. Lục Ngôn đưa mắt nhìn lại, phía trước, tất cả đều là lôi đình hải dương, ngoại trừ lôi đình hải dương, không thấy cái khác, vô biên vô hạn, mình mông bao là bát ngát. Lục Ngôn thậm chí có chủng cảm giác, đại sở mấy cái châu diện tích cộng lại, cũng không bằng cái này lôi đình hải dương rộng lớn. Cửu trọng thiên quả nhiên kinh người, ta đây liền tại đây lôi đình hải dương bên ngoài tu luyện a. Lục Ngôn điều chỉnh tốt phía sau, lại một đầu đâm vào lôi đình trong hải dương, tắm rửa lôi đình tu luyện. Mỗi lần bị thương này, linh hồn bên trong đại thụ liền sẽ có năng lượng tuôn ra, chữa trị linh hồn thương thế. Mà mỗi lần gặp sét đánh phía sau, lôi đình trong cũng sẽ có thiên địa tinh hoa, sót lại thể nội, hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng, để thăng linh hồn của hắn cường độ. Cái này một tu luyện, chính là 3 ngày. Lục Ngôn không chỉ không mệt, ngược lại thần thái sáng láng, tinh thần 10 phần. Thời gian dần trôi qua, lá gan của hắn lớn lên, dần dần hướng phía lôi đình hải dương chỗ càng sâu mà đi. Bởi vì càng là ở chỗ sâu trong, lôi đình uy lực càng mạnh, đồng dạng, thu hoạch sẽ càng lớn. Chỉ cần không có thoáng cái tử bị lôi đình đánh tan linh hồn, trong linh hồn đại thụ, liền có thể đem hắn cứu trở về đến, quả thực nghịch thiên. Rất nhanh, hắn liền thâm nhập lôi đình hải dương trong vòng hơn 10 dặm, nơi đây lôi đình, đã cực kỳ khủng bố, thường thường trong khoảnh khắc, liền có thể có mười mấy đạo lôi đình đánh trúng Lục Ngôn, đem bọn họ linh hồn bổ xuất hiện vài đạo vết nứt. Cũng may đại thụ, sẽ kịp lúc chữa trị. Mỗi một lần chữa trị, linh hồn liền sẽ tinh tiến một phần. Thoải mái a, như thế tu luyện, không ra 5 năm, ta định có thể ngưng tụ nguyên thần, đột phá đến nguyên thần 4 chuyển. Lục Ngôn mừng rỡ. Ngày qua ngày, thời gian cực nhanh. Chỉ trước mắt, lại là nửa năm qua đi. Đương nhiên, linh hồn hắn không thể nào từng giây từng phút đều tại cửu trọng thiên ở bên trong, thân thể của hắn cũng cần bổ sung dinh dưỡng, bằng không thì từ lâu, thân thể tinh khí sói mòn, tu vi sẽ lùi lại. Đúng giờ bổ sung võ hoàn, xử lý vô minh đại sự, thời gian còn lại, chính là rèn luyện linh hồn. Theo linh hồn tinh tiến, hắn lại hướng phía lôi đình hải dương thâm nhập 5-6 dặm. Cái đó là... Bỗng nhiên, Lục Ngôn trừng mắt. Hắn nhìn đến, tại phía trước lôi đình trong hải dương, có một khối kim trúc, tại lôi đình trong trôi nổi. Kim trúc ở bên trong, có lôi đình tràn ngập mà ra, cùng chung quanh lôi đình, hòa lẫn nhau tương dung. Chẳng lẽ là quy tắc chi kim? Lục Ngôn tâm lý nồng nhiệt đứng lên. Nghe nói, cửu trọng thiên bên trong, có thể dựng dục quy tắc chi kim, nhưng hắn tu luyện nhiều năm, còn chưa thấy qua. Chẳng lẽ lúc đến vận chuyển, bị hắn đụng phải? Nếu như là quy tắc chi kim, cái này khối quy tắc chi kim, so với ta trên tay đều lớn rồi. Lục Ngôn thầm nghĩ. Tình hình kinh tế của hắn trên, quy tắc chi kim không ít, có đủ loại thuộc tính, có được lôi chi quy tắc đấy, cũng có một khối, nhưng thể tích, so trước mắt cái này khối, nhỏ gấp bội. Khoảng cách ta đây, chỉ có chừng 5 dặm bộ dạng, lấy ta hiện tại linh hồn cường độ, mới có thể đủ bắt được. Lục Ngôn tâm lý phán đoán. Theo sau đạp bộ về phía trước. Theo về phía trước, lôi đình uy lực càng ngày càng mạnh, nhưng chỉ là 5 dặm khoảng cách, cường có hạn, Lục Ngôn vẫn là gánh vác được. Hoa lên 2 giờ, Lục Ngôn mới đi xong 5 dặm khoảng cách khối kim khí, không đủ 10 mét.
cảm thụ được khối kim khí ở bên trong, cái kia tràn ngập lôi chi quy tắc, đã hoàn toàn có thể xác định, cái này chính là quy tắc chi kim. Thúc giục linh hồn chi lực, về phía trước đạp bộ, xòe bàn tay ra, liền muốn hướng phía quy tắc chi kim chộp tới. Nhưng lúc này, Lục Ngôn lại cảm giác được nguy cơ. Bên cạnh phương, một cây lôi đình chi thương, bằng tốc độ kinh người, hướng phía Lục Ngôn đâm đi qua, uy lực kinh người, vượt xa phụ cận lôi đình. Lục Ngôn vội vàng né tránh, sau đó một quyền đánh ra. Oanh! Quả đấm của hắn, cùng lôi đình chi thương đụng vào nhau, lập tức, Lục Ngôn nắm đấm cùng cánh tay nổ tung, thân hình lùi lại. Đại thụ ở bên trong, kịp lúc có năng lượng tuôn ra, cánh tay của hắn nhanh chóng chữa trị. Mà đạo kia lôi đình chi thương, cũng bị Lục Ngôn một quyền đánh chính là cũng bay ra ngoài, lộ ra chân dung. Cái kia lại là một cái tiểu xà. Toàn thân từ lôi đình ngưng tụ mà thành, nháy mắt con ngươi, hung dữ chằm chằm hướng Lục Ngôn. Lôi đình thành tinh. Đây là Lục Ngôn ý nghĩ đầu tiên. Bá. Lôi đình tiểu xà, thân hình uốn éo, lại xông về Lục Ngôn, thân hình thẳng tắp, toàn thân mang theo lôi đình chi lực, thật cùng lôi đình trường thương không có khác nhau. Lục Ngôn lại là một quyền đánh ra, ngăn lại lôi đình tiểu xà, nhưng vừa chữa trị cánh tay, lại nổ ra. Đồng thời, chung quanh lôi đình, không ngừng bổ vào Lục Ngôn trên người, Lục Ngôn lảo đảo lui về phía sau, trên người xuất hiện từng đạo vết nứt. Nơi đây lôi đình quá mạnh mẽ, lui về phía sau một khoảng cách lại nói. Lục Ngôn tâm niệm vừa động, nhanh chóng lui về phía sau. Lôi đình tiểu xà theo tới, lại phát khởi mấy lần công kích, đều bị Lục Ngôn ngăn lại. Nhưng Lục Ngôn lui về sau 5-6 dặm phía sau, tiểu xà liền ngừng lại, không có tiếp tục công kích, lóe lên thân, về tới quy tắc chi kim chung quanh, cẩn thận chằm chằm hướng Lục Ngôn. Tại thủ hộ quy tắc chi kim, Lục Ngôn giật mình. Lôi đình tiểu xà thủ hộ quy tắc chi kim, như là tại thủ hộ bản thân bảo vật. Cái này lôi đình tiểu xà, là vật gì như là từ lôi đình cấu thành, lôi đình lại có linh, ngược lại hiếm lạ. Lục Ngôn thầm nói. Chỉ là, đến miệng thịt mỡ, không thể nào như vậy bỏ qua. Lục Ngôn điều chỉnh một hồi, tiếp tục hướng trước, tới gần quy tắc chi kim. Bá. Chứng kiến Lục Ngôn tới gần phía sau, lôi đình tiểu xà lại biến thành một đạo lôi đình trường mâu, hướng Lục Ngôn đâm tới. Lần này, Lục Ngôn điều động đại thụ lực lượng, song trường đẩy, một cây đại thụ hư ảnh hiện hiện mà ra, trùng trùng điệp điệp nện ở lôi đình tiểu xà phía trên. Oanh một tiếng, lôi đình tiểu xà cũng bay ra ngoài, lung la lung lay, quang mang rõ ràng mở đi rất nhiều. Hữu dụng. Lục Ngôn tiếp tục ra tay, lại một cây đại thụ hư ảnh hiện hiện, oanh kích tại lôi đình tiểu xà phía trên, lần này, lôi đình tiểu xà trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đạo thật nhỏ lôi đình. Lục Ngôn trong cơ thể đại thụ, bỗng nhiên đưa ra một căn rễ cây, kéo dài đưa ra ngoài, phát ra cường đại lực hấp dẫn, lôi đình tiểu xà nổ tung thật nhỏ lôi đình, dồn dập tuôn hướng rễ cây, bị rễ cây hấp thu. Hấp thu hết tất cả thật nhỏ lôi đình phía sau, rễ cây lùi về. Ồ! Sau một khắc, Lục Ngôn cũng cảm giác được dị thường. Đại thụ bên trong, có tinh thuần thiên địa tinh hoa dũng mãnh vào, linh hồn của hắn, tham lam địa hấp thu cái này cỗ thiên địa tinh hoa, linh hồn chi lực tại nhanh chóng lớn mạnh. Lại có này công hiệu. Lục Ngôn kinh hỉ, vội vàng rời khỏi lôi đình hải dương, kỹ càng lĩnh hội. Đại thụ ở bên trong, không ngừng có thiên địa tinh hoa dũng mãnh vào, rằng co trọn vẹn 2 giờ mới ngừng lại được. Mà Lục Ngôn linh hồn, cường đại một đoạn. Có thể so với ta tại cửu trọng thiên khổ tu 2 năm, một cái lôi đình tiểu xà, lại có như thế công hiệu, lại bắt 2 cái, không phải có thể một lần hành động đột phá nguyên thần 4 chuyển. Lục Ngôn tâm lý nồng nhiệt. Loại này lôi đình tiểu xà, có thể so với thiên địa chí bảo A. Là cái này lôi đình hải dương dựng dục đấy sao? Còn có hay không? Lục Ngôn lần nữa vọt vào lôi đình trong hải dương, linh hồn trở nên mạnh mẽ, hắn tại lôi đình trong hải dương xuyên thẳng qua tốc độ biến nhanh, rất nhanh liền tiếp cận quy tắc chi kim, một tay lấy quy tắc chi kim chộp trong tay. Nhưng cũng không có thu hồi, mà là chờ đợi. Qua một hồi lâu, cũng không có chờ đợi đầu thứ hai lôi đình tiểu xà xuất hiện. Chỉ có một cái sao? Lục Ngôn thầm nói đáng tiếc. Hắn đem quy tắc chi kim thu vào, dọc theo lôi đình hải dương biên giới khu vực tìm ra được, xem có thể hay không lại tìm đến một khối quy tắc chi kim, hoặc là lôi đình tiểu xà. Đáng tiếc, tiếp xuống hơn 2 tháng, không còn thu hoạch. Lôi đình hải dương biên giới khu vực, lôi đình chi lực chưa đủ nồng đậm, có thể xuất hiện quy tắc chi kim cùng lôi đình tiểu xà, hẳn là may mắn, tại lôi đình hải dương ở chỗ sâu trong, lôi đình chi lực nồng đậm vô cùng, định có thể dựng dục ra càng nhiều nữa lôi chi quy tắc chi kim, thậm chí nhiều hơn lôi đình tiểu xà. Lục Ngôn ánh mắt,
nhìn về phía Lôi Đình Hải Dương ở chỗ sâu trong, mang theo nồng đậm mong đợi. Đáng tiếc, linh hồn hắn chi lực vẫn là quá yếu, không thể quá mức thâm nhập. Đến tương lai linh hồn chi lực tăng lên, định muốn vào xem một chút. Trước để thăng tu vi, chờ tu vi đột phá đến nguyên thần bốn chuyển, lại lấy lôi chi quy tắc chi kim, luyện chế một kiện linh bảo, có linh bảo gia trì, mới có thể càng thâm nhập Lôi Đình Hải Dương. Lục Ngôn tâm trong kế hoạch lặng lẽ. Có người tìm ta. Lúc này, Lục Ngôn giật mình. Linh hồn của hắn, mặc dù tại cửu trọng thiên tu luyện, thế nhưng nhục thân vẫn như cũ còn sót lại lấy một luồng ý thức, có thể cảm ứng chung quanh chuyện đã xảy ra. Không làm như thế, liền quá nguy hiểm, nhục thân bị người diệt cũng không biết. Linh hồn đáp xuống, trở về nhục thân bên trong, đi ra phòng luyện công, phát hiện là Lý Toàn. Minh chủ, Cổ thị gửi thư. Lý Toàn nói qua, liền đem một phong thư giao cho Lục Ngôn. Cổ thị nhất nặc. Lục Ngôn giật mình, lập tức mở ra phong thư, chỉ thấy trên tờ giấy, chỉ có 9 cái chữ. Đến Cổ thị giúp ta giúp một tay. Lục Ngôn sắc mặt trầm xuống. Nhất nặc, gặp phải phiền toái. Bằng không thì, lấy nhất nặc tính cách, sẽ không dễ dàng hướng hắn cầu cứu. Xem ra, nhất nặc tại Cổ thị, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lý Toàn, ta có chuyện quan trọng, muốn rời khỏi một chuyến, lúc ta không có ở đây, theo kế hoạch làm việc, như gặp cường địch, không muốn cứng rắn va chạm, từ mật đạo rút lui khỏi. Lục Ngôn lập tức phân phó. Minh chủ yên tâm, chúng ta đã thao luyện nhiều lần, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Lý Toàn nói. Lục Ngôn gật gật đầu, bay lên trời, biến mất ở phía chân trời. Cổ thị, đang tại tổ chức 10 năm một lần đại hình tổ tế, chủ yếu là tế tự tổ tông, thuận tiện khảo hạch hậu bối tu luyện tình huống, nhượng hậu bối tỉ thí, căn cứ thứ bậc giúp cho ban thưởng. Đồng thời, thương nghị một chút trong tộc chuyện trọng yếu. Tổ tế đại điển, cổ thị một chút cao tầng, ngoại trừ chân thực không thể phân thân đấy, gần như sẽ tới đủ. Trong nghị sự đại sảnh, cổ thị một đám cao tầng hội tụ. Trầm Nhất Nặc, cũng ở trong đó, ngồi trên bên trái trên đầu. Mà đối diện nàng, phía bên phải trên đầu, ngồi chính là cổ thị thái thượng trưởng lão, Cổ Sùng Sơn. Mà phía trên nhất tộc trưởng vị trí, chính là trống không đấy. Tộc trưởng thương thế quá nặng, tu vi lùi lại, ngã xuống nguyên thần cảnh, đã không lực lượng chấp trưởng ta cổ thị, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, dựa theo quy củ, hôm nay, liền muốn chọn ra tân nhiệm gia chủ, chư vị, các ngươi có thể có người chọn lựa. Ngồi phía bên phải một vị cổ thị tộc lão mở miệng, tiên phong phá vỡ trầm mặc. Lời vừa nói ra, trong nghị sự đại sảnh bầu không khí lập tức có chút ngưng trọng, áp lực, cùng dục dịch. Đủ loại tâm tình, trong đại sảnh xen lẫn. Gia chủ thoái vị, tự nhiên là Nhất Nặc tiểu thư kế vị, cái này vẫn là cần lại bàn. Trầm Nhất Nặc bên cạnh thân, một vị sắc mặt nho nhã trung niên nam tử mở miệng, hắn cũng là cổ thị tộc lão, Cổ Lương. Không phải vậy. Phía bên phải cái vị kia tộc lão lắc đầu. Cũng không phải Nhất Nặc tiểu thư không chỉ là gia chủ nữ nhi, hơn nữa thiên tư tuyệt thế, chính là tộc của ta từ xưa đến nay hiếm thấy, tuổi còn trẻ, liền từ lâu phá nguyên thần cảnh giới. Lấy tư chất của nàng, không có tư cách kế thừa vị trí gia chủ. Cổ Lương hỏi lại. Nhất Nặc tiểu thư thiên phú, tự nhiên là cực cao đấy, điểm này, không thể phủ nhận, đợi một thời gian, định có thể danh chấn thiên hạ, nhưng chung quy tuổi còn rất trẻ, tu vi vẫn là thấp. Hiện nay thiên hạ thế cục hỗn loạn, linh giáo tái hiện, tiên khư dục dịch, các đại chư hầu đều tại tích cực tăng cường thực lực, mưu đồ hùng bá thiên hạ, ta cổ thị từ tộc trưởng sau khi bị thương, chung quanh chư hầu nhìn chằm chằm, việc cấp bách là muốn chọn một vị thực lực đầy đủ cường đại, có thể chấn nhiếp thiên hạ chư hầu cao thủ ra tới thống lĩnh cổ thị, đối kháng các đại chư hầu, Nhất Nặc tiểu thư, hiển nhiên tạm thời vẫn là không như thế thực lực. Phía bên phải vị kia tộc lão đạo. Xuyên lão nói không sai, thái thượng trưởng lão Cổ Sùng Sơn, tu vi từ lâu đạt tới nguyên thần lục chuyển, tại 200 năm trước thế giới tiền trang ban bố thiên hạ chí cường bảng thời điểm, chỉ vài tên chưa vào trong đó, thực lực cùng thiên hạ chí cường so sánh với, cũng không so nhiều yếu, cái này 200 năm đến. Thái thượng trưởng lão tại võ học trên, lại có đột phá mới, tin tưởng vài năm phía sau thế giới tiền trang lần nữa ban bố thiên hạ chí cường bảng thời điểm, định có thể vị trí trong đó. Chỉ huy ta cổ thị, phù hợp chỉ là. Một thanh niên đứng dậy mở miệng, rõ ràng là năm đó tiến nhập thông thiên di chỉ của Phi Vũ. Hắn miệng nói Cổ Sùng Sơn vì thái thượng trưởng lão, nhưng tất cả người ở đây rõ ràng, Cổ Sùng Sơn, chính là Cổ Phi Vũ gia gia. Thái thượng trưởng lão thực lực là cường, chính là tộc của ta trụ cột vững vàng. Nhưng Nhất Nặc tiểu thư mới là chính thống, chỉ cần cho Nhất Nặc tiểu thư một chút này giờ, nhất định có thể xếp hạng thiên hạ chí cường, nhượng Nhất Nặc tiểu thư kế vị,
Thái thượng trưởng lão phụ trợ, phương là thượng sách. Cổ Lương cố gắng. Trầm Nhất Nặc cùng Cổ Sùng Sơn, đều ngồi lặng lặng, không có mở miệng. Khác biệt đúng vậy, Trầm Nhất Nặc sắc mặt, có chút ngưng trọng, mà Cổ Sùng Sơn, lại một mặt yên ổn, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho Nhất Nặc tiểu thư một chút ngày giờ chúng ta có thể cho, nhưng hắn chư hầu tự cho sao chỉ sợ đã bị hắn tộc tiêu diệt, ta Cổ thị thật vất vả mới khôi phục cho tới bây giờ thực lực, ngày hôm nay hạ hỗn loạn, chính là ta tộc tái hiện tổ tiên quang huy thời điểm, khinh thường không được. Huống chi, Nhất Nặc tiểu thư hơn 10 tuổi liền đã rời nhà, ra ngoài hơn 10 năm, đối với gia tộc chẳng quan tâm, cũng không có chút nào cống hiến, bây giờ trở về không lâu, liền muốn chấp trưởng Cổ thị, sợ khó phục chúng. Như tình huống như vậy, thế nào chỉ huy Cổ thị quật khởi, đối kháng các đại chư hầu? Cổ Phi Vũ lớn tiếng nói. Nhất Nặc tiểu thư rời nhà, chỉ là gia tộc an bài rèn luyện mà thôi, đừng vội vu oan, mặt khác, có ta đám phụ trợ, sao lại bị hắn tộc tiêu diệt? Cổ Phi Vũ, người như thế chỉ là làm một mình tư tâm mà thôi. Cổ Lương lớn tiếng đáp lại. Lương tộc lão, ta xem ngươi mới tư tâm quá nặng, không vì gia tộc suy nghĩ. Cổ Phi Vũ gầm lên. Hai vị, an tâm một chút chớ vội. Một vị đầu phát trắng như tuyết lão già đứng dậy trấn an, hai người mới dừng lại tranh chấp. Này lão, cũng là một vị tộc lão, mà lại bối phận cực cao, chính là Cổ thị đương kim bối phận cao nhất người, mọi người nhiều ít cho chút mặt mũi. Chư vị nghe lão phu một lời, Nhất Nặc tiểu thư kế vị, tự nhiên là thuận lý thành chương, nhưng bây giờ thế cục chung quy hỗn loạn, nguy cơ trùng trùng, thế cục hôm nay, nhất định phải có một vị cường giả chỉ huy Cổ thị, lão phu có một cái đề nghị, chư vị không ngại nghe một chút. Bạch Phát lão già nói. Tộc lão cứ nói đừng ngại. Nói chuyện chính là Cổ Sùng Sơn, đây là hắn lần đầu mở miệng. Lão phu có một cái điều hòa phương pháp xử lý, không bằng trước hết để cho Thái thượng trưởng lão trước chấp trưởng Cổ thị, ổn định cục diện, đám Nhất Nặc trưởng thành lên, vị trí thiên hạ chí cường thời điểm, đích truyền vị cho nàng, thế nào? Bạch Phát lão già. Kế này đại thiện, ta đồng ý. Kế này vẹn toàn đôi bên, ta cũng đồng ý. Đồng ý. Tại chỗ Cổ thị cao tầng, một cái tiếp một cái gật đầu, bao quát ngồi trên bên trái mấy vị tộc lão. Không có mở miệng người, giải rác không có mấy. Trầm Nhất Nặc cùng Cổ Lương lòng trầm xuống. Trước hết để cho Cổ Sùng Sơn chấp trưởng Cổ thị, cái kia cùng thoái vị tại Cổ Sùng Sơn, có gì khác biệt? Đám Nhất Nặc tương lai trưởng thành lên, lại đem vị trí gia chủ truyền cho nàng, quả thực là chê cười. Đám Cổ Sùng Sơn chấp trưởng Cổ thị, địa vị vững chắc phía sau, còn sẽ đem quyền hành nhường lại. Hắn tự cho Nhất Nặc trưởng thành lên cơ hội. Tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn đã biết rõ, Cổ thị đại bộ phận cao tầng, đều bị Cổ Sùng Sơn mua chuộc, bao quát Trầm Nhất Nặc phụ thân cái kia nhất phái hệ người, bây giờ đều đầu hướng về phía Cổ Sùng Sơn. Vẫn là tiếp tục ủng hộ Trầm Nhất Nặc đấy, ít càng thêm ít. Bây giờ mọi người ý kiến nhất trí, Nhất Nặc tiểu thư, ngươi còn có gì lời nói? Cổ Phi Vũ nhìn về phía Trầm Nhất Nặc, trong ánh mắt, hơi đắc ý, tâm lý ở chỗ sâu trong, lại giấu giếm sát cơ. Đám Cổ Sùng Sơn ngồi trên gia chủ bảo tọa phía sau, về sau mới chuyển cho Trầm Nhất Nặc nằm mơ đi thôi. Bọn hắn chắc chắn tìm cơ hội, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ta phản đối. Một mực trầm mặc Trầm Nhất Nặc, lần đầu mở miệng, nhượng Cổ Phi Vũ sững sờ một chút. Không nghĩ tới, tại đây dạng thế cục xuống, Trầm Nhất Nặc còn muốn vùng vẫy giấy chết. Thì có ích lợi gì? Cổ Phi Vũ cười lạnh, nói, ngươi phản đối Nhất Nặc tiểu thư, ngươi muốn rõ ràng, ngươi còn không phải Cổ thị chi chủ, Cổ thị, còn chưa tới phiên ngươi một lời mà quyết. Ta tự nhận là, đã có năng lực chấp trưởng Cổ thị, hơn nữa, sau lưng ta cũng có lực lượng đủ mức, dẫn đầu Cổ thị đối kháng các đại chư hầu. Trầm Nhất Nặc nói, ngươi tự nhận là ha ha ha, Nhất Nặc, ngươi đột phá nguyên thần cảnh mới bao nhiêu năm, ngươi coi như là tu hành tốc độ nhanh hơn nữa, bây giờ nhiều nhất nguyên thần nhị chuyển, có năng lực gì chấp trưởng Cổ thị. Đến mức ngươi lực lượng sau lưng, Cổ Lương sao vẫn là ngươi cha. Cổ Phi Vũ cười lạnh. Người khác, cũng tò mò nhìn Trầm Nhất Nặc, muốn nhìn nàng sẽ làm sao ứng đối. Chí ít, chấn áp ngươi, lật tay tầm đó. Trầm Nhất Nặc khinh miệt liếc qua Cổ Phi Vũ, nhàn nhạt mở miệng. Cổ Phi Vũ sắc mặt, chìm xuống đến. Khẩu khí thật lớn, đều nói ngươi thiên phú tuyệt thế, chính là Cổ thị từ xưa đến nay hiếm thấy, hôm nay, ta cũng muốn mở mang kiến thức, nhìn xem ngươi là thật có thực lực, vẫn là hư danh nói chơi. Cổ Phi Vũ lạnh lùng nói. Đi, diễn võ trường một trận chiến. Trầm Nhất Nặc đứng dậy, bước nhanh mà rời đi, hướng phía diễn võ trường đi đến. Thấy Trầm Nhất Nặc như thế tự tin, Cổ Phi Vũ lập tức nghi thần nghi quỷ đứng lên,
tâm lý có chút không có ngọn nguồn. Không thể nào, nàng mười mấy năm trước, vừa mới phá nguyên thần, vài chục năm thời gian, cho dù có sung túc hồn tinh cho nàng dùng, cũng không thể nào để thăng quá nhanh, nhiều nhất nguyên thần nhị chuyển, mà ta, đã nguyên thần bốn chuyển, đồng cấp bên trong, không có nhiều đối thủ, không thể nào ép không được cái tiểu nha đầu này. Cổ Phi Vũ tâm niệm cấp chuyển, đem tâm lý một tia bất an đè xuống. Phi Vũ, không thể chủ quan, cái này nha đầu nội tạng thần tích, không thể coi thường, ngươi ra tay thời điểm, trực tiếp xuất toàn lực, không muốn cho nàng thở dốc cơ hội. Cổ Sùng Sơn trong bóng tối cho Cổ Phi Vũ truyền âm. Cổ nhất nặc tại cổ thị sử dụng danh tử, dùng trầm họ, là không có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ, sẽ đối chiến Cổ Phi Vũ, tin tức như cụ như gió truyền ra, nhượng cổ thị người sôi trào lên, dồn dập tuôn hướng diễn võ trường, muốn thấy cuối cùng. Cổ Phi Vũ, án tuổi tác đến nói, so trầm nhất nặc cao hai bối phận, nhưng đặt ở nguyên thần ở bên trong, tính rất tuổi trẻ đấy, cũng là cổ thị số một thiên kiêu. Mà trầm nhất nặc, từ không cần nhiều lời, liên quan nàng nghe đồn, tại cổ thị truyền lưu mấy chục năm. Hai vị cổ thị tối cường thiên tài, muốn triển khai quyết đấu, tất cả người ở đây rất ngạc nhiên. Rất nhanh, diễn võ trường chung quanh, bị vây chật như nêm cối. Diễn võ trường trung tâm, có một tòa đài chiến đấu. Trầm nhất nặc cùng Cổ Phi Vũ, tương đối mà đứng. Mở trận. Tóc trắng tộc lão mở miệng. Lập tức, đài chiến đấu bốn phía, nguyện văn tràn ngập, một tòa đài trận hiển hiện, đem đài chiến đấu bao phủ. Đối chiến hai người, đều là nguyên thần cảnh, một khi động thủ, dư ba đều là có tính chất hủy diệt, không có trận pháp, hơn phân nửa cổ thị đều muốn bị hủy diệt. Oanh. Cổ Phi Vũ khí tức trên thân phóng lên trời. Một thân nguyên thần bốn chuyển tu vi, hoàn toàn nở rộ, đáng sợ khí tức, tràn ngập bát phương. Rất nhiều tu vi thấp cổ thị tộc nhân, bao quát một chút nguyên thần chuyển một cái nhị chuyển cao thủ, đều sắc mặt đại biến. Nguyên thần bốn chuyển, Cổ Phi Vũ lại có thể đã đột phá đến nguyên thần đệ tứ chuyển. Cổ Phi Vũ, mới 150 tuổi, liền có tu vi như thế, đợi một thời gian, nhất định thành thiên hạ cao thủ đứng đầu, mặc dù nhìn trộm thiên hạ chí cường, cũng không phải là không được. Rất nhiều người khiếp sợ, nhất nặc, cẩn thận. Cổ Phi Vũ giả ý nhắc nhở một câu, trước mắt bao người, hắn tự nhiên muốn bảo trì phong độ. Nhưng hắn ra tay, lại không lưu tình chút nào. Phần bụng sáng lên, một tòa tử sắc bảo tháp bay ra, đây là hắn nội tạng thần tích. Thiên địa lực lượng dũng động, hướng phía tử sắc bảo tháp hội tụ mà đi, tử sắc bảo tháp nhanh chóng biến lớn, như một tòa núi nhỏ, chấn áp hướng trầm nhất nặc. Nhất nặc tiểu thư, rất nhiều người tâm, nhấc lên. Cổ Phi Vũ ra tay, không lưu tình chút nào, lấy nguyên thần bốn chuyển chi uy, trầm nhất nặc, có thể ngăn hạ sao? Đại Nhật Thần Quyền. Trầm nhất nặc song quyền, tràn ngập chói mắt quang huy, giống như hai đợt thái dương. Oanh oanh. Liên tục hai quyền, oanh kích tại tử sắc bảo tháp phía trên, kích khởi đáng sợ sóng xung kích, quét sạch bát phương, tại đài chiến đấu biên giới, bị trận pháp cản xuống dưới. Ầm ầm. Tử sắc bảo tháp rung mạnh, bay ngược mà quay về, mà trầm nhất nặc, thân hình không chút nào động. Làm sao có thể? Rất nhiều người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nguyên thần bốn chuyển. Trầm nhất nặc tu vi, lại có thể cũng là nguyên thần bốn chuyển, điều này làm cho rất nhiều người khó có thể tin. Bao quát Cổ Sùng Sơn cùng Cổ Phi Vũ. Tu vi của ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá đến nguyên thần bốn chuyển? Cổ Phi Vũ khiếp sợ giống to, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, còn có đố kỵ. Hắn vừa phá bốn chuyển không lâu, biết rõ ngưng tụ nguyên thần khó khăn, hắn tích lũy mấy chục năm, dựa vào đại lượng tài nguyên, mới có thể có thành tựu như thế, mà trầm nhất nặc mười mấy năm trước, mới đột phá nguyên thần, ngắn ngủn vài chục năm, liền đạt đến nguyên thần bốn chuyển, nhượng hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhất nặc tiểu thư, thiên phú vô song, xưa nay hiếm thấy, có ai so nàng thích hợp hơn chấp trưởng cổ thị. Cổ Lương lớn tiếng nói. Không ít người ánh mắt lóe lên. Trong đó có mấy người, phía trước là ủng hộ của Sùng Sơn đấy, lúc này cũng do dự. Một mực theo đuổi tu hành tốc độ, căn cơ tất nhiên bất ổn, chỉ là hoa giá tử mà thôi, hôm nay, liền cho ngươi lộ ra nguyên hình. Cổ Phi Vũ quát chói tai, mi tâm sáng lên, linh hồn chi lực điên cuồng thúc giục, tử sắc bảo tháp phía trên, tử khí tràn ngập, lần nữa hướng về trầm nhất nặc chấn áp mà đi, uy thế càng cường. Đồng thời, hắn mi tâm bay ra một bộ tử sắc chiến giáp, bao trùm tại Cổ Phi Vũ trên người. Nhượng Cổ Phi Vũ khí tức ầm ầm tăng vọt. Tử cực chiến giáp, Cổ Sùng Sơn, đây là của ngươi linh bảo, lại có thể cho Cổ Phi Vũ. Cổ Lương khiếp sợ. Lão phu tu vi ngày thâm, đã không dùng được, liền ban cho Phi Vũ. Cổ Sùng Sơn thản nhiên nói.
Cổ Lương mặt sắc mặt xanh mét. Tử cực chiến giáp, sau khi mặc vào, có thể thật lớn tăng lên lực lượng, Cổ Sùng Sơn đem hắn ban cho Cổ Phi Vũ. Hắn tuyệt không tin. Hơn phân nửa là sớm có dự mưu. Hôm nay, Cổ Phi Vũ hơn phân nửa sẽ tìm đủ loại lý do, bước Trầm Nhất Nặc ra tay, chèn ép Trầm Nhất Nặc uy vọng. Chí Tôn Thần Quyền. Cổ Phi Vũ thả người nhảy ra, như một đầu bạo long đánh về phía Trầm Nhất Nặc, thi triển ra cổ thị trong một loại đỉnh cấp thần cấp võ học, song quyền oanh ra, hai đạo dấu quyền điệp ra, hóa thành một đạo kinh khủng dấu quyền, oanh kích hạ xuống. Chí Tôn Thần Quyền, có Chí Tôn Chi Uy, tại Tử Cực Chiến Giáp ra chỉ xuống, quyền kình tồi khô lạp hủ, không thể địch nổi. Nhưng Trầm Nhất Nặc sắc mặt, vẫn như cũ yên ổn. Khẽ quát một tiếng, đại nhật lò luyện bay ra, nhanh chóng biến lớn, đem tử sắc bảo tháp ngăn trở. Vạn Vũ Thiên Hạ Ấn. Trầm Nhất Nặc cặp môi đỏ mọng thở khẽ, khi tức kéo lên đến đỉnh, một đôi bàn tay như ngọc trắng, nhanh chóng bấm ấn quyết, như lướt đoạt đem thiên địa lực lượng hội tụ mà đến, một cổ kinh khủng đến cực điểm khí tức, từ Trầm Nhất Nặc trong hai tay tán phát ra. Một tôn đại ấn, phát ra huy hoàng chi uy, cùng Cổ Phi Vũ dấu quyền, đụng vào nhau. Oanh một tiếng, Cổ Phi Vũ quyền kình trong nháy mắt sụp đổ, đại ấn không ngừng, đánh tới Cổ Phi Vũ. Cổ Phi Vũ khiếp sợ, đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể cũng bay ra ngoài, đâm vào đài chiến đấu biên giới trên trận pháp, miệng lớn ho ra máu, đôi cánh tay, đã vặn vẹo biến hình, nếu như không phải Tử Cực Chiến Giáp thủ hộ, chỉ sợ đã bể cặn bã. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Một màn này, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Hai người đều là nguyên thần bốn chuyển, nhưng trước sau vẻn vẹn chỉ là hai chiêu, nói đúng ra, Trầm Nhất Nặc ra tay phản kích, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền đánh bại Cổ Phi Vũ. Chênh lệch, quá lớn. Một mực nghe đồn Trầm Nhất Nặc, chính là cổ thị xưa nay hiếm thấy võ học kỳ tài, hôm nay gặp một lần, mới biết nghe đồn không sai, danh xứng với thực. Vạn Vũ Thiên Hạ Ấn, người làm sao sẽ loại này võ học? Cổ Phi Vũ sắc mặt tái nhợt hét lớn. Tất cả mọi người, đều rời đi, các trở lại cái kia trước. Cổ Sùng Sơn hét lớn một tiếng, tóc dài tung bay, một cỗ khí tức kinh khủng, bao phủ toàn trường. Chứng kiến Cổ Sùng Sơn tức giận, đến đây người vây xem, nào dám lưu lại, trong khoảnh khắc đi không còn một mảnh, chỉ còn lại có phía trước nghị sự cổ thị cao tầng. Vạn Vũ Thiên Hạ Ấn, Thiên Hạ Cửu Tuyệt một cái, chính là tộc của ta Chí Cường Tuyệt Học một cái, nhưng ở hơn 2000 năm trước kia, đã thất truyền, ngươi như thế nào lấy được? Cổ Sùng Sơn ánh mắt, nhìn về phía Trầm Nhất Nặc. Thông Thiên Di chỉ bên trong, ta đã lấy được Lão Tổ Vạn Trọng Huy truyền thừa, ta, đã là Lão Tổ chỉ định gia chủ người thừa kế. Trầm Nhất Nặc mở miệng, nhượng tất cả mọi người tâm lý đại chấn. Vạn Trọng Huy, chính là bọn hắn nhất tộc cuối cùng huy hoàng, cuối cùng một vị hợp đạo cường giả, danh truyền cổ kim. Nguyên lai là ngươi, Thông Thiên Di chỉ bảo tàng, vốn dĩ bị ngươi đạt được. Cổ Phi Vũ gầm nhẹ, ghen ghét dữ dội. Không tệ. Trầm Nhất Nặc gật đầu. Chư vị, Nhất Nặc tiểu thư không chỉ là gia chủ nữ nhi, còn được đến Lão Tổ Tông truyền thừa, mà lại thiên phú siêu tuyệt, bây giờ thực lực cũng đã rất mạnh, chính là tốt nhất gia chủ người thừa kế. Cổ Lương hét lớn, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Nhưng rất nhiều người, đều tránh được Cổ Lương ánh mắt. Trầm Nhất Nặc thực lực là không sai nhưng cùng Cổ Sùng Sơn so, vẫn là rất kém xa. Cái thế giới này, cuối cùng lấy thực lực vi tôn. Bây giờ cổ thị bên trong, ai có thể phản kháng Cổ Sùng Sơn? Ngươi vì tư lợi, ngươi không có tư cách kế thừa vị trí gia chủ. Cổ Phi Vũ giống to. Ngậm máu phun người, Nhất Nặc tiểu thư, khi nào vì tư lợi? Cổ Lương nói. Không có cái kia ta hỏi ngươi, ngươi chiếm được Thông Thiên Di chỉ bên trong bảo tàng, có từng xuất ra một phần một hào cho tộc trong sử dụng có từng xuất ra tài nguyên, để thăng tộc của ta thực lực. Căn cứ tộc của ta sách cổ ghi chép, tại Thông Thiên Di chỉ bảo tàng ở bên trong, có dấu Thiên Hà Cửu Tuyệt một cái tiễn thuật Liệp Tiên Ma, ngươi có từng lấy ra giao cho gia tộc. Cũng mà còn có ghi chép, võ tổ Chí Bảo Chu Tiên Cung Diện Ma Tiễn, cũng ở trong đó, bây giờ đang ở đâu phải? Cổ Phi Vũ hét lớn. Cổ Lương lập tức nghẹn lời. Trầm Nhất Nặc cũng trầm mặc không nói. Trước đây không lâu, ta thu được mật tín, Chu Tiên Cung Diệt Ma Tiễn nghi vấn tại phía đông xuất hiện, tại Vũ Minh Minh chủ Lục Ngôn trong tay. Cổ Sùng Sơn lạnh lùng nói. Tốt, đem tộc chí bảo của ta đưa cho ngoại nhân, Cổ Nhất Nặc, ngươi còn có gì tư cách kế thừa vị trí gia chủ? Cổ Phi Vũ hét lớn. Là trong tay ta, thì như thế nào? Đúng lúc này, diễn võ trường trên không, truyền ra một câu. Người nào? Cổ Sùng Sơn kinh hãi.
lại có người tới đỉnh đầu, hắn cũng không có phát hiện. Mà nghe thế nói thanh âm phía sau trầm nhất nặc tựa hồ thở dài một hơi, lộ ra dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn lên. Một đạo thon dài thân ảnh, lập giữa không trung, chậm rãi hạ thấp. Lục Ngôn, là Vũ Minh Minh chủ Lục Ngôn. Có người nhận ra được. Cổ Sùng Sơn, Cổ Phi Vũ đám, đồng tử đều là co rụt lại. Người có tên cây có bóng. Lục Ngôn những năm này, quật khởi quá nhanh, đánh giết thiên hạ chí cường Trác Khôn Sinh, thiên hạ đều biết. Rất nhiều người đều cho rằng, Lục Ngôn đã có thiên hạ chí cường thực lực. Một vị thiên hạ chí cường đích thân tới, ai dám chủ quan. Lục Ngôn, ngươi là vào bằng cách nào? Cổ Phi Vũ quát. Ta thả hắn vào. Trầm Nhất Nặc mở miệng. Nghĩ im hơi lặng tiếng tiến nhập một phương đại chư hầu hạch tâm khu vực, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy, chỉ là Trầm Nhất Nặc đã sớm an bài người tiếp ứng Lục Ngôn tự nhiên thông suốt. Tiến nhập cổ thị phủ chủ phía sau, hắn linh thức tản ra, lập tức liền phát hiện Cổ Sùng Sơn đám nhằm vào Trầm Nhất Nặc, hắn không chút do dự, đằng không mà đến. Cổ Nhất Nặc, ngươi một mình đem một vị ngoại nhân để vào ta cổ thị phủ chủ, đây là muốn đem ta cổ thị đến vào hiểm địa. Cổ Phi Vũ hét lớn. Đúng vậy, hơn nữa ngươi còn đem tộc của ta chí bảo, cho ngoại nhân, Cổ Nhất Nặc, người gia chủ này vị, ngươi không có tư cách kế thừa. Cổ Sùng Sơn dưới trướng, một vị khác tộc lão đi theo mở miệng. Lục Ngôn, Chu Tiên cung diệt ma tiễn, có hay không trong tay ngươi? Cổ Sùng Sơn nhìn về phía Lục Ngôn hỏi, đồng thời linh hồn chi lực dũng động, tập trung Lục Ngôn. Đúng vậy, là trong tay ta. Lục Ngôn gật đầu. Nói như vậy, ngươi đã biết tộc của ta bí mật. Cổ Sùng Sơn nói. Không sai. Lục Ngôn tiếp tục gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đem Chu Tiên cung diệt ma tiễn, giao vẫn lại cho ta tộc còn có Liệp Tiên ma thần ý đồ. Có hay không cũng ở đây trên người của ngươi đều giao ra đây à? Cổ Sùng Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Liệp Tiên ma thần ý đồ, Trầm Nhất Nặc kế thừa cổ thị vị trí gia chủ, ta chỉ biết giao cho nàng, đến mức Chu Tiên cung diệt ma tiễn, ta dùng thuận tay, tạm thời cũng không nộp. Lục Ngôn nói. Oanh oanh oanh. Từng đạo khí tức cường đại bay lên, tập trung Lục Ngôn. Tộc của ta chỉ bảo, tuyệt không cho phép rơi vào một ngoại nhân trong tay. Đúng vậy, Lục Ngôn, hôm nay... ngươi nhất định phải đem Chu Tiên cung diệt ma tiễn giao ra đây. Cổ Nhất Nặc, ngươi như thế hành vi, uổng là cổ thị truyền nhân. Rất nhiều người gầm lên. Ai nói ta là người ngoài? Lục Ngôn cười nhạt một tiếng, nói ta cùng với Nhất Nặc, đã sớm định ra hôn ước, ta là Nhất Nặc vị hôn phu, tương lai, ta chính là cổ thị đấy, cổ thị chính là ta đấy, gì phân lẫn nhau. Nói xong, hướng phía Trầm Nhất Nặc chớp chớp nháy mắt. Trầm Nhất Nặc sắc mặt đỏ bừng. Cái gì? Rất nhiều người ngạc nhiên. Chỉ cần Nhất Nặc chấp trưởng cổ thị, ta Vũ Minh sẽ hết sức ủng hộ cổ thị, ta Lục Ngôn chính là cổ thị hậu thuẫn, cổ thị sự tình chính là ta sự tình, như thế Nhất Nặc phía sau thực lực có thể đủ. Lục Ngôn nói, bộc lộ phong mang, một cỗ vô địch tự tin tán phát ra. Mọi người giờ mới hiểu được, Trầm Nhất Nặc phía trước lời nói phía sau thực lực là chỉ Lục Ngôn. Có một tôn thiên hạ chí cường cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là Trầm Nhất Nặc vì hôn phu đứng ở phía sau, Trầm Nhất Nặc đích xác có tư cách chấp trưởng cổ thị, đối kháng thiên hạ chư hầu. Cổ Sùng Sơn cùng Cổ Phi Vũ đám, sắc mặt âm trầm như nước. Lục Ngôn, ngươi khẩu khí thật lớn, đừng thật coi bản thân chính là thiên cho tới mạnh, đồn đại có nhiều nói quá thành phần, năm đó ngươi có thể sát Trác Khôn Sinh, hơn phân nửa là thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, ra ra ta thành danh mấy trăm năm, há lại loại người như ngươi miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Cổ Phi Vũ giống to. Hắn không cam lòng như vậy nhường cho. Tại hắn xem ra, Cổ Sùng Sơn chấp trưởng cổ thị phía sau, như thế cổ thị sau này sẽ là hắn đấy. Hắn tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm. To gan. Lục Ngôn bỗng nhiên hét lớn, dưới chân tinh quang lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Cổ Phi Vũ thân trước, tay phải hướng về Cổ Phi Vũ cái cổ chộp tới. Cổ Phi Vũ hoảng hốt, vội vàng tầm đó, tế ra tử sắc bảo tháp vọt tới Lục Ngôn hữu chảo. Đồng thời thân hình điên cuồng lui về phía sau, muốn thối lui đến Cổ Sùng Sơn nơi nào đây. Nhưng đã chậm, thân thể của hắn, bị một đạo đáng sợ khí cơ tập trung, như là bị khóa liệm tỏa được, khó mà nhúc nhích mảy may. Phanh, tử sắc bảo tháp ở cùng Lục Ngôn tay chảo va chạm trong nháy mắt, bảo vỡ đi ra, hóa thành ánh sáng mưa tiêu tán. Cổ Phi Vũ thân thể run rẩy dữ dội, một ngụm máu tươi phun ra, sau một khắc, Lục Ngôn tay chảo đã giữ ở cổ của hắn, đem hắn lăng không nhắc tới. Chính là một cái nguyên thần bốn chuyển, ở đâu ra lòng dũng cảm chống đối một vị thiên hạ chí cường,
có tư cách gì chống đối một vị thiên hạ chí cường? Thanh âm lạnh lùng từ Lục Ngôn trong miệng phun ra, tại diễn võ trường trên vang vọng. Chí cường uy nghiêm, không dung khiêu khích. Dừng tay! Cổ Sùng Sơn tức giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Ngôn tại cổ thị phủ chủ, dám đột nhiên ra tay, vừa muốn cứu viện cũng không kịp. Thiên địa lực lượng dũng động, thân hình của hắn sát na từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Lục Ngôn bên trái, một quyền hướng phía Lục Ngôn huyệt thái dương oanh tới. Lục Ngôn nhìn cũng không nhìn, bàn tay như đao, cắt ngang mà ra. Phanh! Quyền trường tương giao, bộc phát ra kịch liệt ầm vang. Lục Ngôn thân hình không chút sức mẻ, mà Cổ Sùng Sơn lại thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước. Yên tâm, ta còn khinh thường sát loại phế vật này, chỉ là cho hắn chút giáo huấn, nhượng hắn về sau tại cường giả trước mặt, bảo trì khiêm tốn, ai bảo ta Lục Ngôn nhân từ nương tay, như đổi lại cái khác chí cường, hắn đã đầu người khó giữ được. Lục Ngôn cười nhạt, hất lên tay, đem cổ phi vũ vung bay ra ngoài. Sau đó một bước bước ra. Oanh! Giống như cự thú đi về phía trước, đại địa kịch liệt ầm vang, khắp diễn võ trường đều tại lay động, khí tức cường đại bay lên, bao phủ ở Cổ Sùng Sơn. Cổ Sùng Sơn, ngươi vẫn đối với ngoài tuyên bố, thực lực của ngươi đã nhập thiên hạ chí cường, hôm nay, lãnh giáo một chút. Lục Ngôn lớn tiếng nói. Vẫn là câu nói kia, thực lực vi tôn. Hôm nay, muốn Trầm Nhất Nặc thành công chấp trưởng của thị, hắn, liền muốn triển lộ thực lực cường đại, dùng cái này chấn nhiếp của thị chư cường, trở thành Trầm Nhất Nặc cường mạnh mẽ hậu thuẫn. Mà muốn đạt thành mục đích, Cổ Sùng Sơn, là nhất định phải hạ gục đấy. Cổ Sùng Sơn mặt sắc mặt ngưng trọng, mi tâm sáng lên, linh hồn chi lực cùng chân kình đồng thời bộc phát, cùng Lục Ngôn khí tức đối kháng. Người khác liên tiếp lui về phía sau, một mực lui về phía sau đến bên diễn võ trường duyên mới dừng lại. Đây là hai vị nghi vấn thiên hạ chí cường quyết đấu, nếu là bị cuốn vào, không ai có thể bảo chứng không ra sự tình. Trên trời một trận chiến. Cổ Sùng Sơn mở miệng, đón lấy lăng không một chảo, cổ phi vũ trên người tử cực chiến giáp bay ra, trở lại Cổ Sùng Sơn trên người, đem Cổ Sùng Sơn hoàn toàn lung bao ở trong đó. Bao quát tay chân bộ mặt. Thu hồi tử cực chiến giáp phía sau Cổ Sùng Sơn bay lên trời, Lục Ngôn theo sát phía sau, hai người tiến nhập cao giữa không trung, trên tầng mây. Bất hủ chiến thần, giết cho ta. Vừa vào không trung, Cổ Sùng Sơn thế công liền bộc phát ra, linh hồn chi lực trầm bổng, thi triển ra nguyên thần pháp tướng. Nguyên thần của hắn pháp tướng, là một tôn cự nhân, cao tới 300 trượng, thân mặc chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, số bất hủ chiến thần, chân đạp hư không, huy động trường mâu, hướng phía Lục Ngôn chém giết mà đến. Cùng lúc đó, Cổ Sùng Sơn từ mặt khác một bên thẳng hướng Lục Ngôn, thi triển là chí tôn thần quyền, đánh ra kinh khủng dấu quyền. Đồng dạng là chí tôn thần quyền, từ Cổ Sùng Sơn thi triển, uy lực không biết so cổ phi vũ mạnh bao nhiêu gấp bội. Lục Ngôn thân thể, bò đầy lân phiến. Chân long chiến thể cùng Diêm La Kim Thân, đồng thời thi triển, chỉ là, Diêm La Kim Thân, hắn cũng không có thúc dục đến tầng 12, chỉ là thúc dục đến tầng thứ 9. Đối phó một cái Cổ Sùng Sơn, vẫn là không cần dùng ra tất cả át chủ bài. Lục Ngôn bàn tay như đao, liên tục về phía trước bổ ra hai đao. Hắn đây là lấy tay đại đao, thi triển ra ngũ sắc thiên đao. Hai đạo ánh đao, dài đến mấy trăm trượng, đã phá vỡ tầng mây, cùng Cổ Sùng Sơn đến hắn thiên địa pháp tướng đụng vào nhau, theo sau, Lục Ngôn chân đạp tinh quang, nhanh chóng đột tiến, tới gần Cổ Sùng Sơn, trường đao không ngừng bổ ra. Tại hai loại luyện thể võ học ra chỉ xuống, Lục Ngôn bàn tay, so linh bảo còn muốn chắc chắn, coi như là không dùng ra ngũ sắc chiến đao, như cũ uy lực vô tận. Cổ Sùng Sơn thi triển chí tôn thần quyền đối kháng. Oanh, oanh. Hai người liên tục va chạm lục chiêu, Cổ Sùng Sơn thân hình nhanh lùi lại, hai tay run nhẹ nhẹ, cảm giác được đáng sợ trùng kích. Nhanh như vậy thì không được lại đến. Lục Ngôn về phía trước đạp bộ, khí thế như cầu vồng, trường đao không ngừng bổ ra, ánh đao quấy nhiễu phong vân. Bỗng nhiên, bên cạnh biên giới cuồng phong gào thét, Cổ Sùng Sơn nguyên thần pháp tướng lại giết đến. Cút! Lục Ngôn hét lớn. Mi tâm sáng lên, hùng hậu linh hồn chi lực trùng kích mà ra, phóng tới nguyên thần pháp tướng. Nguyên thần pháp tướng căn cơ, vẫn là nguyên thần, nội bộ, ẩn chứa võ tu đại lục bộ phận linh hồn, bị Lục Ngôn cường đại linh hồn chi lực xông lên kích, Cổ Sùng Sơn nguyên thần pháp tướng rung mạnh, không khỏi hướng về phía sau lùi lại. Lục Ngôn thừa cơ tấn công mạnh, trường đao gào thét, bầu trời đều dường như bị xé nứt. Cổ Sùng Sơn chỉ có thể kiên trì đối kháng, từ cực chiến giáp phát ra chói mắt ánh sáng tím. Vì Cổ Sùng Sơn gia trì chiến lực. Đồng thời, hắn còn đem vừa luyện thành không lâu,
chỉ đạt tới tầng thứ nhất Diêm La Kim Thân thi triển đi ra, để thăng chiến lực. Nhưng mặc dù hắn dùng xuất ra hết thảy thủ đoạn, cùng Lục Ngôn cận chiến, còn kém xa. Trong chốc lát, hai người hướng ba chiêu. Cho ta toái. Lục Ngôn thét dài, trường đao đánh xuống, đụng một tiếng, cổ Sùng Sơn bao trùm tại trên bàn tay Tử Cực Chiến Giáp Dạn nứt nổ tung, cổ Sùng Sơn bàn tay kịch liệt đau nhức, xương tay giống như là muốn vỡ ra. Hắn điên cuồng lui về phía sau, muốn cùng Lục Ngôn kéo ra khoảng cách. Hắn biết rõ, đã không có Tử Cực Chiến Giáp gia trì, cùng Lục Ngôn gặp mặt một chiêu, bàn tay của hắn muốn nổ tung. Tiểu tử này cận chiến làm sao khủng bố như thế, liền Tử Cực Chiến Giáp đều không chịu nổi, hắn tu luyện, là cái gì luyện thể võ học? Cổ Sùng Sơn tâm lý vừa sợ vừa giận. Hắn cũng không có nhận ra Lục Ngôn thi triển, cũng là Diêm La Kim Thân. Thi triển Diêm La Kim Thân, nhục thân là sẽ có chút đặc thù dị tượng, chẳng hạn như làn da sẽ biến nhan sắc trở. Nhưng Diêm La Kim Thân dị tượng, hoàn toàn bị chân long chiến thể che đậy kín. Mặc dù sẽ biến nhan sắc, cũng chỉ là mặt ngoài long lân biến nhan sắc, cổ Sùng Sơn căn bản nhận không ra. Lăng không kiếm. Cổ Sùng Sơn biết rõ, cận chiến, tuyệt không phải Lục Ngôn chi địch, sở dĩ hắn kéo ra khoảng cách, thì triển ra mặt khác một loại thần cấp võ học, đồng thời điều khiển quy tắc chi lực, diễn hóa ra trên trăm thanh kim sắc lợi kiếm, hướng phía Lục Ngôn kích bắn đi. Muốn cùng ta viễn chiến? Lục Ngôn cười lạnh, tâm niệm vừa động, Chu Tiên Cung Diệt Ma Tiễn đã nơi tay, nhắm chuẩn cổ Sùng Sơn. Thiên địa lực lượng dũng động, hướng phía Chu Tiên Cung Diệt Ma Tiễn hội tụ dựng lên. Hưu. Sau một khắc, Diệt Ma Tiễn kích xạ mà ra, hóa thành nghiền nát hết thảy lưu quang. Chu Tiên Cung Diệt Ma Tiễn. Cổ Sùng Sơn ra đầu run lên, song trưởng nắm chặt, trên trăm đạo kim sắc kiếm quang hội tụ thành một đạo cự kiếm, hướng về phía Diệt Ma Tiễn phách chạm hạ xuống. Oanh. To lớn kiếm quang nổ tung, nhưng Diệt Ma Tiễn, uy lực cũng trên phạm vi lớn yếu bớt, bị từ bên cạnh đụng tới nguyên thần pháp tướng, đụng bay ra ngoài. Thế nhưng, Lục Ngôn mũi tên thứ hai, theo sát mà tới. Cái này một mũi tên, Lục Ngôn gần như đem Liệp Tiên Ma, đổ lên tầng thứ 10, cùng Chu Tiên Cung Diệt Ma Tiễn phối hợp, lực công kích mạnh, đã tới mức độ kinh người. Cổ Sùng Sơn, cảm giác được nguy cơ rất chí mạng, đồng tử kịch liệt co rút lại, nguyên thần pháp tướng nở rộ tia sáng chói mắt. Huy động trường mâu đâm ra, muốn đem Diệt Ma Tiễn ngăn trở. Nhưng trường mâu cùng Diệt Ma Tiễn va chạm trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ tung, Diệt Ma Tiễn không ngừng, xuất tại nguyên thần pháp tướng trên ngực, đụng một tiếng, nguyên thần pháp tướng ngực bị xuyên thủng, nổ xuất ra một cái trước sau thấu lượng đại động. Nguyên thần pháp tướng lọt vào trọng thương, cổ Sùng Sơn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa thổ huyết. Mà Diệt Ma Tiễn, xuyên thủng nguyên thần pháp tướng phía sau, vẫn như cũ không ngừng, bắn về phía cổ Sùng Sơn. Dừng lại cho ta. Cổ Sùng Sơn gào thét, song trưởng mãnh liệt về phía trước xuất chảo, cầm cây tiến phía trên, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Diệt Ma Tiễn đột tiến, đụng một tiếng, xuất tải trên lồng ngực của hắn, cùng Tử Cực Chiến Giáp đụng vào nhau. Nhưng coi như là Tử Cực Chiến Giáp, cũng không có đem Diệt Ma Tiễn hoàn toàn ngăn lại, Tử Cực Chiến Giáp lõm, bị mũi tên đâm vào huyết nhục bên trong, sau cùng dừng lại. Nhưng Lục Ngôn tiếp theo tiến, lại nhắm ngay hắn. Dừng tay, ta nhận thua. Cổ Sùng Sơn bất đắc dĩ giống to. Hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lại cần phải nhận thua, tiếp tục chiến xuống, hắn thật sẽ chết tại Lục Ngôn dưới tên. Nghe được Cổ Sùng Sơn nhận thua, Lục Ngôn cười một tiếng, thu hồi Chu Tiên Cung Diệt Ma Tiễn. Thực lực của gia hỏa này, xác thực rất mạnh, cùng Trác Khôn Sinh cũng không có kém bao nhiêu, có thể so với thiên hạ chí cường rồi. Lục Ngôn thầm nói. Nhưng bây giờ, Lục Ngôn cùng sát Trác Khôn Sinh thời điểm so sánh với, thực lực lại tăng lên một mảng lớn, hắn vừa rồi không dùng toàn lực. Chẳng hạn như linh hồn, chẳng hạn như Diêm La Kim Thân. Nếu dùng suất toàn lực, muốn giết Cổ Sùng Sơn, không khó lắm. Thái Thượng Trưởng Lão, lại có thể thất bại. Cái này Lục Ngôn, thật là có thiên hạ chí cường thực lực, đồn đại cũng không nói quá. Tuổi còn trẻ, liền có như này chiến lực, tiền đồ không thể hạn lượng a, có lẽ tương lai hắn có khả năng trùng kích thiên hạ đệ nhất cao thủ tiềm lực. Hắn là nhất nặc vị hôn phu, có lẽ nâng đỡ nhất nặc thượng vị cũng không phải là chuyện xấu. Cổ thị chúng cao tầng tâm lý chuyển từng đạo ý niệm trong đầu, có chút nguyên vốn cũng không thuộc về Cổ Sùng Sơn phe phái, chỉ là muốn đẩy một vị cường giả chấp trưởng cổ thị người, tâm lý đã cải biến ý nghĩ. Lục Ngôn cùng Cổ Sùng Sơn phân biệt đáp xuống diễn võ trường, Cổ Sùng Sơn xuất ra mấy miếng võ hoàn nuốt vào, yên lặng vận công. Phu thê liên tâm, cái kia lợi đồng tâm, có bổn minh chủ cùng vũ minh ủng hộ cổ thị,
Cổ thị đem không sợ xung quanh là bất luận cái gì chư hầu. Hiện tại, bổn minh chủ mong muốn ủng hộ nhất nặc kế thừa cổ thị vị trí gia chủ, người nào tán thành, người nào phản đối. Lục Ngôn ánh mắt nhìn quét toàn trường, thanh âm tại diễn võ trường quanh quẩn. Nhất nặc tiểu thư có Lục minh chủ ủng hộ, cổ thị định có thể nâng cao một bước, vẫn là cần gì cân nhắc, nhất nặc tiểu thư kế thừa vị trí gia chủ, không quản từ phương diện nào nói, đều là thích hợp nhất đấy. Cổ Lương cái thứ nhất mở miệng. Đúng vậy, ta cũng ủng hộ nhất nặc tiểu thư. Ta ủng hộ. Mấy vị cổ thị cao tầng, dồn dập mở miệng. Phần còn lại, tại Lục Ngôn ánh mắt lợi hại xuống, cũng chỉ có thể mở miệng. Xem hôm nay kết quả thế, trầm nhất nặc kế thừa vị trí gia chủ, đã thành định số, hiện tại như không ủng hộ, sợ ngày sau thanh toán. Hai vị, các ngươi đâu? Lục Ngôn cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Sùng Sơn cùng Cổ Phi Vũ. Cổ Sùng Sơn cùng Cổ Phi Vũ sắc mặt, khó coi muốn chết. Nhưng Cổ Sùng Sơn dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười, nói, nguyên bản lão phu muốn trước chấp trưởng cổ thị, cũng là vì cổ thị suy nghĩ, muốn cho cổ thị có tốt hơn phát triển, sợ nhất nặc tiểu thư tuổi quá nhỏ, tu vi lại không đủ, không cách nào chấn nhiếp xung quanh quần hùng. Hiện tại nhất nặc tiểu thư nếu như chiếm được Lục minh chủ ủng hộ, cái kia hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ, lão phu cũng yên tâm, ngày sau chắc chắn hết sức phụ tá nhất nặc tiểu thư quản lý cổ thị. Gia Gia, ngươi làm sao? Nghe được Cổ Sùng Sơn nói như vậy, Cổ Phi Vũ nóng nảy. Nói như vậy, Cổ Sùng Sơn là muốn nhượng ra vị trí gia chủ rồi, vậy sau này thuộc về vị trí gia chủ của hắn, không phải muốn không cánh mà bay sao? Hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng ở Cổ Sùng Sơn lợi hại ánh mắt xuống, không có nói thêm gì đi nữa, cuối cùng cực kỳ không cam lòng gật đầu, biểu thị ủng hộ trầm nhất nặc. Hai người này, mặt ngoài ủng hộ, tâm lý hơn phân nửa không cam lòng. Về sau ta trở lại Vũ Minh thời điểm, có hay không thừa cơ gây sự, lúc ta không có ở đây, nhất nặc có thể chấn không được bọn hắn, có muốn hay không tìm cơ hội diệt trừ. Lục Ngôn tâm lý cân nhắc, nhưng lại có chút do dự, Cổ Sùng Sơn, không hề nghi ngờ là hiện tại cổ thị đệ nhất cao thủ, nếu là đem hắn diệt trừ, cổ thị liền không có lấy đến xuất thủ cao thủ. Hắn nếu như không tại, cổ thị không ai có thể chấn được xung quanh chư hầu. Mà hắn, lại không thể thời gian dài dừng lại ở cổ thị. Đúng rồi, nhất nặc đã nguyên thần bốn chuyển, có thể đi trợ giúp Lâm Viêm tiền bối, nếu là có thể giúp Lâm Viêm khôi phục, đem đạt được một đại trợ lực, so 10 cái Cổ Sùng Sơn đều cường. Lục Ngôn nhãn tình sáng lên. Nếu như nhất trí thông qua, trầm nhất nặc kế thừa vị trí gia chủ, đã không có huyền niệm. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng, bọn hắn tốc chiến tốc thắng, ngày đó liền chiêu cáo cổ thị cao thấp, 3 ngày sau, tổ chức kế thừa đại điển. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Không có gì khó khăn trắc trở, trầm nhất nặc thành công kế thừa vị trí gia chủ, chấp trưởng cổ thị, thành vì thiên hạ giữa trẻ tuổi nhất một phương đại chư hầu. Lục Ngôn, theo ta đi một chuyến Nam Cương thế nào? Ban đêm, trầm nhất nặc tìm được Lục Ngôn nói. Ta chính có ý đó. Lục Ngôn gật gật đầu, theo sau tiếng nói chuyển một cái, nói, nhất nặc, lần này ta giúp ngươi lớn như vậy bề bộn, có thể có ban thưởng. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Trầm nhất nặc nháy mắt to. Mình lấp lánh như ban đêm hai ngôi sao. Để cho ta dốc túi tương thụ à. Lục Ngôn chặn ngang ôm lấy Trầm Nhất Nặc. Trầm Nhất Nặc xấu hổ đỏ mặt, vùi đầu vào Lục Ngôn trong ngực. Hôm sau, sáng sớm, hai đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động, rời đi cổ thị. Cổ thị cùng Nam Cương khoảng cách tương đối xa, nhưng hai tốc độ, đều cực nhanh, ngày đêm đi gấp, chỉ là một ngày xuất đầu, liền đã đi tới Nam Cương bờ biển núi Lửa Quần. Không chút do dự, tiến xuống dưới đất trong nham thạch, đi tới nham tương hòn đảo trên. Tiểu nha đầu, ngươi đạt tới nguyên thần bốn chuyển. Hai người sau lưng, đột nhiên vang lên một câu. Hai người xoay người, phát hiện đúng là Viêm Thánh Lâm Viêm. Lục Ngôn thất kinh, hắn vừa rồi đã phát ra linh thức, cũng không có phát giác được Lâm Viêm là lúc nào đến phía sau bọn họ đấy. Chỉ là ngẫm lại cũng bình thường, Lâm Viêm đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng nguyên thần cửu chuyển, độ kiếp kỳ tồn tại, linh hồn vô cùng cường đại. Xa không phải hắn có thể so sánh đấy. Mặc dù độ kiếp gặp phải khó có thể tưởng tượng trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vừa đột phá không lâu, Trầm Nhất Nặc nói. Hai ngày này, Trầm Nhất Nặc đã nói cho Lục Ngôn, nàng vì cái gì để thăng nhanh như vậy, đó là bởi vì, nàng chiếm được phụ thân nàng cái kia nhất phái hệ toàn lực ủng hộ. Vì mau chóng có thể làm cho Trầm Nhất Nặc một mình đảm đương một phía, Trầm Nhất Nặc phụ thân, đem hắn tất cả hồn tinh, đều đưa cho Trầm Nhất Nặc. Bao quát cái kia nhất phái hệ tất cả hồn tinh. Bắt đầu vài năm,
Trầm nhất nặc phù thân tu vi, còn không có suy yếu lợi hại như vậy, lực ảnh hưởng vẫn còn, thể vận dụng tài nguyên tự nhiên không ít. Cộng thêm trầm nhất nặc bản thân liền có không ít hồn tinh. Đã có đầy đủ hồn tinh, cộng thêm đại nhật lò luyện tính đặc thù, không chỉ luyện hóa võ hoàn nhanh chóng tuyệt luân, luyện hóa hồn tinh tốc độ cũng không chậm, hơn nữa tại luyện hóa thời điểm, đại nhật lò luyện hỏa diễm, có thể đem hồn tinh bên trong pha tạp, hỗn tạp tinh thần ý chí ma diệt. Hai bên gia trì, mới khiến cho trầm nhất nặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn vài chục năm, liền đạt đến nguyên thần bốn chuyển. Không tệ, không tệ. Lâm Viêm liên tục gật đầu, theo sau vừa nhìn về phía Lục Ngôn, lộ ra vẻ tán thưởng, nói tiểu tử ngươi cũng không tệ, mặc dù chỉ là nguyên thần tam chuyển, nhưng linh hồn mạnh, xưa nay hiếm thấy, thật là hai cái yêu nghiệt. Cái này, bị như vậy hình dung, Lục Ngôn chỉ có thể cười khổ. Nha đầu, đem ngươi nội tạng thần tích tế ra đến xem. Lâm Viêm ánh mắt, lại chuyển hướng Trầm Nhất Nặc. Trầm Nhất Nặc gật gật đầu, phần bụng sáng lên, đại nhật lò luyện bay ra. So với trước kia, đại nhật lò luyện càng thêm ngưng thực, tựa như từ thời kỳ viễn cổ xuyên qua mà đến chí bảo, phía trên hiện đầy huyền ảo phức tạp hoa văn. Lâm Viêm ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào đại nhật lò luyện, một bộ si mê biểu lộ. Diệu, diệu a, càng là huyền ảo khó lường, ngươi này nội tạng thần tích khó lường. Lâm Viêm nói, tiền bối, khả năng cho ngươi mang đến trợ giúp. Trầm Nhất Nặc nói, đương nhiên có thể, ta chỉ muốn hiểu được phía trên bộ phận huyền cơ, liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh hỏa chi quy tắc, phá rồi lại lập, dục hỏa trùng sinh, tương lai không chỉ có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có thể nâng cao một bước, chân chính vượt qua thiên kiếp, đặt chân bất hủ. Lâm Viêm nói, nguyên thần phía trên, thật có bất hủ cảnh giới này sao? Trầm Nhất Nặc nói, khẳng định có, võ tổ tất nhiên đã đặt chân cảnh giới kia, còn có trong lịch sử mạnh nhất số ít tiên ma, đã từng đặt chân cảnh giới kia, chỉ là chúng ta chỗ thế giới, quy tắc không được đầy đủ, hợp đạo không hoàn chỉnh, rất khó độ quá thiên kiếp mà thôi. Lâm Viêm nói, chúng ta cái thế giới này tiền bối, trừ chúng ta cái thế giới này, chẳng lẽ còn có thế giới khác? Lục Ngôn tò mò hỏi. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng võ tổ đi nơi nào? Lâm Viêm nói, thế giới khác ở đâu, chẳng lẽ vượt qua thiên kiếp phía sau, phá toái hư không, có thể nhập thế giới khác? Lục Ngôn tiếp tục hỏi. Trong đầu hắn, nhớ lại kiếp trước xem qua tiểu thuyết, bình thường đều là như thế. Phá toái hư không? Lâm Viêm cười một tiếng, nói cũng không phải, thế giới khác, tại hải ngoại. Hải ngoại. Lục Ngôn cùng Trầm Nhất Nặc đều kinh ngạc. Hải ngoại, vô cùng lớn, quy tắc đầy đủ hết, cường giả như mây, bất hủ người tranh phong, vượt qua xa phương thế giới này có thể so sánh. Lâm Viêm nói, lộ ra hướng tới sắc. Tiền bối, ngươi đi qua hải ngoại. Lục Ngôn hỏi. Không có. Lâm Viêm lắc đầu, cuối cùng thở dài, ta biết, là từ một chút di tích cổ xưa đào lên, một phần của tiên ma ghi chép. Nghe nói, hải ngoại vô cùng nguy hiểm, mặc dù là hợp đạo cấp độ tồn tại, tùy thời đều có thể chết, năm đó, ta từng do dự có muốn hay không rời đi, cuối cùng vẫn là không có quyết định, mà lựa chọn lưu lại, bây giờ nghĩ đến, không biết là đúng hay sai. Có lẽ rời đi, ta từ lâu phá bất hủ, hay là, từ lâu thân tử đạo tiêu. Nói đến đây, Lâm Viêm tiếng nói chuyển một cái, tiếp tục nói, nhưng bây giờ, ta lại đụng phải hai người các ngươi tiểu gia hỏa, nhượng ta thấy được hy vọng, có lẽ, hết thảy đều là tối tăm bên trong đã định trước. Tiền bối, xin hỏi một chút, ngươi cần đại nhật lò luyện lĩnh hội bao lâu, vãn bối bây giờ làm một tộc chi chủ, chỉ sợ khó mà trường kỳ lưu ở nơi đây. Trầm Nhất Nặc hỏi, không sao. Lão Phu có thể vào đại nhật dung trong lò, định cư ở bên trong, như thế có thể tốt hơn tiếp xúc đại nhật lò luyện, tốt hơn lĩnh hội. Lâm Viêm nói, còn có thể như thế. Trầm Nhất Nặc nhãn tình sáng lên. Tự nhiên, hợp đạo người, linh nhục cùng quy tắc tương hợp, có thể sinh ra đủ loại huyền diệu, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi muốn đường đi vẫn là rất dài, về sau có vấn đề, cố gắng hỏi ta. Lâm Viêm nói. Nói xong, Lâm Viêm thân thể bị ánh lửa bao phủ. Hỏa chi quy tắc tràn ngập, sau đó thân thể không ngừng vặn vẹo, cuối cùng thân thể tựa hồ hoàn toàn biến thành hỏa diễm, ngưng tụ thành một đoàn hỏa, lóe lên phía dưới, vọt vào đại nhật lò luyện biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi, lão phu đã đi vào, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Lâm Viêm thanh âm truyền ra. Trầm Nhất Nặc tâm niệm vừa động, đại nhật lò luyện lần nữa bay trở về nội tạng, biến mất không thấy gì nữa. Lục Ngôn, chúng ta đi thôi. Trầm Nhất Nặc nói, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Lâm Viêm tàng nhập đại nhật dung trong lò, giống như tùy thân mang theo một vị tuyệt thế cao thủ,
nếu ai động nàng, tuyệt đối có sâu sắc kinh hỉ. Lục Ngôn cũng thả lỏng, cái này, ngược lại không cần lo lắng Cổ Sùng Sơn đùa nghịch thủ đoạn gì. Hai người bay lên trời, hướng về Cổ Thị bay đi. Lục Ngôn, ngươi tựa hồ có tâm sự. Dọc đường, Trầm Nhất Nặc xem Lục Ngôn có chút mặt mày ủ rũ đấy, tò mò hỏi. Không có. Lục Ngôn lắc đầu. Kỳ thật, hắn có. Vừa rồi, hắn nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Lâm Viêm nấp trong đại nhật dung trong lò, hôm đó sau hắn và Trầm Nhất Nặc giao chiến thời điểm, chẳng phải là có một cái bên thứ ba tại chỗ. Nghĩ tới đây, Lục Ngôn một hồi đầu lớn. Xem ra, trong thời gian ngắn, chỉ có thể nhịn nhịn, hy vọng Lâm Viêm mau chóng đột phá, rời đi đại nhật lò luyện A. Trở về Cổ Thị phía sau, Lục Ngôn lại dừng lại hai ngày, liền là cáo từ. Vũ Minh, chung quy không có cao thủ trấn thủ, hắn sợ rời đi quá lâu, sẽ ra biến cố. Cũng may, hắn trở về Vũ Minh phía sau, hết thảy như thường. Cũng không tiên đến công kích Vũ Minh. Xem ra, những cái kia tiên, là không có nắm chắc đối phó ta, là muốn chờ tiên chủ thoát khốn, lại tới giết ta sao? Lục Ngôn thầm nghĩ. Hắn hiện tại, nhất định cùng tiên khư đoạt thời gian. Tại tiên chủ thoát khốn phía trước, tận lực đem thực lực tăng lên tới đầy đủ cường. Trở lại Vũ Minh, cùng Vũ Minh cao tầng gặp mặt một lần phía sau, Lục Ngôn liền muốn lập tức vùi đầu vào tu luyện trong, nhưng lúc này, Tả Vân lại hấp tấp tìm được Lục Ngôn, vẻ mặt hưng phấn. Lục Ngôn, không, Minh Chủ, ta gần nhất nguyện văn một đạo đã có trọng đại đột phá, có lẽ, sẽ sáng tạo nguyện văn lịch sử, Minh Chủ, người nhất định phải ủng hộ ta. Tả Vân hưng phấn nói. Cái gì đột phá? Lục Ngôn hiếu kỳ. Ngươi biết quân trận sao? Tả Vân nói. Lục Ngôn gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ. Võ quân thông qua bố trí đủ loại khác biệt quân trận, có thể đem võ quân chỉnh thể thực lực, ngưng tụ, phát huy ra uy lực cường đại. Một nhánh quân đội, nếu như tùng tùng sụp sụp, không có trận hình, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối cường không đi nơi nào, gặp phải bố trí xuống quân trận đại quân, dễ dàng sụp đổ. Mặc dù võ quân thực lực càng cường, cũng thường thường đánh không lại quân kỷ nghiêm minh, bố trí xuống quân trận võ quân. Hiện tại quân trận, chỉ là phổ thông trận thế, cùng nguyện văn trận pháp hoàn toàn bất đồng. Ta suy nghĩ, có thể hay không đem nguyện văn trận pháp, dùng đến quân trận trong. Tả Vân nói, nguyện văn trận pháp, dùng đến trong quân trận, làm sao dùng? Lục Ngôn hiếu kỳ, cần vật dẫn. Tả Vân mặt mày hớn hở. Hết tập 25.